Hứa Thuần Lương nói, Tần Viện, kỳ thật ta cũng không có cùng người chấp nhặt, ta một mực có giữ lại, kiếm tiền có thể, nhưng là không thể lợi dụng tự thân vị trí giành tư lợi. Trung y viện phụ viện tấm chiêu bài này đến cùng có ý nghĩa thực tế gì, người so với ai khác đều rõ ràng, hôm nay làm cái gì một lần nữa đàm phán, đơn giản là muốn cho mọi người một cái công đạo, lại lừa gạt mọi người một lần. Hứa Thuần Lương, người thật ngông cuồng, cục dân chính còn không có đến phiên ngươi nói tính. Hứa Thuần Lương nói, đó là bởi vì ngươi đối ta không ăn ý, con người của ta chưa từng chiếm công ra tiện nghi, chỉ lấy chính mình tiền nên lấy, mặc kệ ta tại vị trí nào bên trên, ta đều phải làm chút chính sự, xứng đáng lãnh đạo tín nhiệm, xứng đáng mình cái này phần tiền lương, hai ta thật đúng là tam quan không hợp. Tần Ngọc Kiều nói, đừng đem chính mình nói đến cao thượng như vậy, ngươi còn không phải là vì giúp Trường Thiện bệnh viện vơ vét của cải. Hứa Thuần Lương nói, xem ra chúng ta không có nói tiếp cần thiết, chính ngươi đã làm gì sự tình liền cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi. Hai ta không giống, ta kiếm tiền phương thức cùng ngươi cũng không giống. Hứa Thuần Lương đứng dậy muốn đi, Tần Ngọc Kiều đoạt tại trước mặt hắn giữ cửa ngăn cản bên trên. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn qua Tần Ngọc Kiều, trong lòng tự nhủ này nương môn không phải muốn cùng mình chơi sắc dụ kia một bộ a. Mặc dù Tần Ngọc Kiều từ nương bán lão phong vận vẫn còn, nhưng mình không thích nàng cái này một cái, cùng ta chơi vỏ bọc đường pháo đạn, lão tử đối diện kỳ giả băng đường không có hứng thú. Tần Ngọc Kiều bỗng nhiên nói, Hứa Thuần Lương, người muốn làm gì? Hứa Thuần Lương biết nàng muốn làm gì, thở dài nói, Tần Ngọc Kiều, ta khuyên ngươi tỉnh táo, tranh thủ thời gian thu hồi không nên có suy nghĩ, không phải ngươi khẳng định sẽ hối hận. Tần Ngọc Kiều nói, nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ngươi đoán bọn hắn là tin tưởng ngươi vẫn tin tưởng ta. Hứa Thuần Lương dở khóc dở cười nói, đi qua ta coi là nữ nhân xinh đẹp nói như vậy đều không phải là quá đần, xem ra ta sai rồi, IQ của ngươi hộ tống thanh xuân cùng một chỗ đều cho chó ăn sao. Tần Ngọc Kiều triệt để bị Hứa Thuần Lương chọc giận, nàng triệt bỏ mình dây cột tóc, sau đó phát ra rít lên một tiếng, Hứa Thuần Lương, ngươi muốn làm gì? Hứa Thuần Lương lui về phía sau một bước, mỉm cười nhìn qua nàng biểu diễn. Tần Ngọc Kiều nghĩ vung hắn một bàn tay, Hứa Thuần Lương nhẹ nhõm tránh thoát, há có thể dễ dàng như vậy để này nương môn đạt được, thuận thế lại lui một bước, phòng ngừa này nương môn bổ nhào vào trên người mình. Tóc rối tung, đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong mắt chứa nhiệt lệ Tần Ngọc Kiều kéo cửa phòng ra liền xông ra ngoài, nàng thậm chí còn nhớ kỹ tại lao ra cửa trước đó, cố ý giải khai áo khoác trắng một con cúc áo, nữ nhân quả nhiên chú trọng mảnh tiết. Tần Ngọc Kiều thét lên đã hấp dẫn rất nhiều người tới, Vương Đồng An lúc này bộ pháp mạnh mẽ như bay, trung y viện đám kia lãnh đạo cũng không cam chịu lạc hậu. Tần Ngọc Kiều lao ra cửa đi thời điểm, tất cả mọi người thấy được, Tần Ngọc Kiều phóng tới Vương Đồng An, như là tìm tới cứu tinh, bắt lấy Vương Đồng An cánh tay. Nước mắt chảy xuống ròng ròng, thút tha thút thít nói, Vương. Vương cục, tiểu Hứa, hắn quá phận. Về phần Hứa Thuần Lương quá đáng như thế nào, đối nàng làm cái gì nàng cũng không nói, dù sao để nhóm này người phát huy đầy đủ trí tưởng tượng của bọn hắn. Tần Ngọc Kiều chưa từng chất vấn bên trong lão nam nhân không gian tưởng tượng, bọn hắn tư duy theo quán tính sẽ rất tự giác đưa vào đến cô nam quả nữ hiện trường hoàn cảnh bên trong, sau đó tưởng tượng ra từng màn để cho người ta tim đập đỏ mặt tràng cảnh. Hứa Thuần Lương ôm cánh tay tựa ở Tần Ngọc Kiều trên bàn công tác, cười tủm tỉm nhìn xem nữ nhân này biểu diễn, mặc dù cấp thấp nhưng rất thực dụng, cô nam quả nữ một chỗ một phòng, thiếu khuyết nhân chứng điều kiện tiên quyết hết đường chối cãi, Tần Ngọc Kiều hôm nay là không thèm đếm xỉa, ôm định hủy đi mình danh dự suy nghĩ mà tới. Hứa Thuần Lương nguyên bản còn tưởng rằng nàng nghĩ sắc dụ mình, nhìn đến còn đánh giá thấp Tần Ngọc Kiều chơi liều. Trương Vân Thanh cùng Trầm Đức Tài liếc mắt nhìn nhau. Đều nhìn ra đối phương ánh mắt chỗ sâu nóng rực, hôm nay ăn dưa có chút kích thích, người trẻ tuổi kia cuối cùng vẫn là không thể chống cự thục nữ dụ hoặc, vươn hắn lộc sơn chi chảo. Hai người sinh ra một cái cộng đồng suy nghĩ, Tần Ngọc Kiều như thế có mị lực nữ nhân liền bọn hắn cũng có chút động tâm, lại càng không cần phải nói Hứa Thuần Lương loại này huyết khí phương cương người trẻ tuổi, bội phục Hứa Thuần Lương can đảm đồng thời cũng cảm thán với hắn xúc động, hảo hảo tiền đồ chỉ sợ muốn bị thể nội minh mông hóc môn hủy đi. Vương Đồng An xanh mét gương mặt, cả giận nói, Hứa Thuần Lương, ngươi làm gì? Hứa Thuần Lương nói, Vương Cục, ta cũng không thấy ta làm gì. Ngươi thấy được. Tần Ngọc Kiều ô ô khóc lên, báo cảnh, ta muốn báo cảnh. Hứa Thuần Lương nói, ta nhìn dân chính cửa bệnh viện còn thiếu một tòa đền thờ trinh tiết, Tần Viện, người báo cái gì cảnh a? Là dự định đầu án tự thú sao? Vương Đồng An giận dữ hét, Hứa Thuần Lương, ngươi không muốn quá phận, tiểu Tần. Không cần sợ hắn,
đến cùng tình huống như thế nào, ngươi nói rõ ràng, tất cả mọi người ở đây đều có thể cho ngươi làm chủ. Tần Ngọc Kiều lệ rơi đầy mặt, như hoa đào gặp mưa, bộ dáng này đối chung lão niên nam nhân lực sát thương cực lớn. Trương Vân Thanh đều cảm thấy Hứa Thuần Lương đáng hận, tiểu tử này cũng quá không phải thứ gì, hắn cho là mình cũng nên nói một câu, đúng, Tần Viện Trưởng, ngươi nói, không cần sợ. Tần Ngọc Kiều nói, hắn phi lễ ta. Cơ hồ tất cả nam nhân đều hướng Hứa Thuần Lương ném lấy xem thường ánh mắt ghen tị, cầm thú. Hứa Thuần Lương nói, Tần Ngọc Kiều, người đem ta gọi đến người văn phòng, bên ngoài nhiều như vậy lãnh đạo đồng sự, ta không phải tuyển lúc này phi lễ ngươi. Các ngươi cảm thấy hợp lý sao? Trầm Đức Tài nói, Hứa Thuần Lương, tuổi trẻ không phải mất lý trí lý do. Tần Viện là lão đại của ngươi tỷ A. Hắn câu nói này có chút bỏ đá xuống giếng, chính là ngươi, đừng giải thích. Ở đây không thiếu nam đồng chí trong lòng yên lặng phản bác, không nhất định người trẻ tuổi đối lão đại tỷ không có cảm giác, giống Tần Ngọc Kiều dạng này lão đại tỷ hoàn toàn chính xác rất khảo nghiệm nam nhân ý chí lực. Cùng trong đám người xem náo nhiệt Ngô Sĩ Kỳ bỗng nhiên tới một câu, Tần Việt, hắn làm sao phi lễ ngươi? Tất cả nam nhân trong nháy mắt đem lỗ tai chi lăng đi lên, cái này có thể nghe một chút. Tần Ngọc Kiều dương dương nói, hắn bắt ta cánh tay, sờ cái mông ta, còn tập ngực ta. Ta không sống được, hai. Hứa Thuần Lương nói, ngươi như thế cương liệt làm sao không nhảy lầu a? Hai. Tần Ngọc Kiều sửng sốt một chút, thế mà quay người hướng ban công chạy tới, Trương Vân Thanh một tay lấy Tần Ngọc Kiều ôm lấy, tiểu Tần, đừng xúc động. Không thể không nói này nương môn dáng người thật sự là tốt, Trương Vân Thanh ôm đều cảm giác có chút xúc động. Vương Đồng An trừng mắt Hứa Thuần Lương, ngươi làm ta quá là thất vọng. Trong lòng kỳ thật sớm đã trong bụng nở hoa, tiểu tử. Ai bảo ngươi khống chế không nổi mình, lần này phiền toái a. Quả thực là tự chui đầu vào giọ, ai cũng không thể nào cứu được ngươi, trời gây nhiệt còn nhưng tha thứ, tự gây nhiệt thì không thể sống. Hiện tại ai cũng không chú ý hợp tác đàm phán, kia nhiều không có ý nghĩa, vẫn là loại này phát sinh ở bên cạnh quấy rối kích thích, đã có người bắt đầu suy nghĩ chuyện này chẳng mấy chốc sẽ trở thành cục dân chính lớn tin tức, Hứa Thuần Lương quả nhiên là một viên mãnh tướng, trong văn phòng liền dám đối Tần Ngọc Kiều động thủ động cước. Cô nam quả nữ tại đóng chặt cửa phòng trong văn phòng xảy ra chuyện gì, ngẫm lại đều kích thích. Trầm Đức Tài tiếp tục bỏ đá xuống giếng, ta nhìn vẫn là báo cảnh đi. Hứa Thuần Lương nói, đừng a, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Vương Đồng An chỉ vào Hứa Thuần Lương cái mũi, ngươi còn biết chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Làm chuyện xấu trước đó làm sao không hảo hảo động não. Hứa Thuần Lương nói, Vương Cục, người cùng với nàng quan hệ thế nào a? Làm sao nàng nói cái gì người liền tin cái gì? Người tại sao không nói là nàng quấy rối ta? Vương Đồng An nói, Hứa Thuần Lương, người tốt nhất thận trọng từ lời nói đến việc làm, người đã để ta phi thường thất vọng, hy vọng ngươi không muốn sai tải lên sai. Hắn này bằng với là tướng Hứa Thuần Lương đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Hứa Thuần Lương cười đùa tí từng nói, thất vọng dù sao cũng so tuyệt vọng tốt. Người chung quanh ngầm thầm bội phục Hứa Thuần Lương tâm lý tố chất, con hàng này đến bây giờ còn có thể cười được. Ngô Sĩ Kỳ nói, kỳ thật chuyện này rất dễ dàng làm rõ ràng, trong phòng có giám sát. Một, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, lần này Ngô Sĩ Kỳ thành mọi người chú mục tiêu điểm. Ngô Sĩ Kỳ gật đầu nói, căn phòng này quá khứ có giám sát, Tần Viện vừa chuyển tới, còn chưa tới cùng hủy đi. Tần Ngọc Kiều tiếng khóc im bặt mà dừng hai mắt bên trong toát ra sợ hãi quang mang, cái gì? Ta có nghe lầm hay không? Trong phòng có giám sát. Ngô Sĩ Kỳ cái tên vương bát đản ngươi thế mà tại phòng làm việc của ta bên trong lắp đặt giám sát. Nói xác thực hẳn là nàng đem đến một gian có giám sát phòng làm việc nhỏ bên trong, nhưng mấu chốt là Ngô Sĩ Kỳ trước đó đã không có nhắc nhở cho nàng. Vương Đồng An cũng sửng sốt, có giám sát. Ngô Sĩ Kỳ nói có, điều ra đến xem xét liền hiểu. Ngô Sĩ Kỳ lại lần nữa khẳng định có giám sát về sau, Tần Ngọc Kiều thiếu chút nữa ngất đi, nếu như bây giờ ai cho nàng phát một cây đao. Nàng khẳng định xông đi lên đem Ngô Sĩ Kỳ thiên đao vạn quả. Vương Đồng An từ Tần Ngọc Kiều phản ứng ý thức được cái gì, chẳng lẽ Hứa Thuần Lương thật bị oan uổng? Là Tần Ngọc Kiều thiết kế hắn. Ngay tại vừa rồi Trương Vân Thanh vì ngăn cản Tần Ngọc Kiều còn chủ động ôm lấy nàng, hắn là sớm nhất cảm giác Tần Ngọc Kiều phản ứng người, đương Ngô Sĩ Kỳ nói ra có dám sát sát na, Tần Ngọc Kiều thân thể rõ ràng trở nên cứng ngắc, hắn ý thức được Tần Ngọc Kiều khả năng lừa gạt tất cả mọi người, bao quát mình ở bên trong. Trương Vân Thanh tâm tình lập tức không xong, cảm giác mình như là ôm lấy một cây nóng hổi ống khói, nữ nhân trong ngực lập tức không thơm.
Vấn đề là hiện trường có người lấy điện thoại cầm tay ra chụp lén, Trương Vân Thanh ý thức được không ổn, vạn nhất có người cầm ảnh chụp làm văn chương sẽ không tốt, hắn hướng chung quanh nữ đồng chí đưa cái ánh mắt, để các nàng qua đến giúp đỡ đỡ một chút Tần Ngọc Kiều, đáng tiếc kia nữ đồng chí không có minh bạch hắn ý tứ, hắn chỉ có thể hướng Trầm Đức Tài nói tiểu thẩm, người giúp ta một chút tiểu tần, ta đi cái toilet. Trầm Đức Tài còn có thể không rõ hắn có ý tứ gì, vừa rồi cái thứ nhất xông đi lên ôm người ta cũng là ngươi, hiện tại phát giác tình huống không đúng đầu, ngươi lại nghĩ giao cho ta, chơi nước tiểu độn cái này cũ đường. Xem tình hình, Tần Ngọc Kiều tám thành có vấn đề. Hứa Thuần Lương nói, đã có giám sát vậy liền báo cảnh đi. Tần Ngọc Kiều lúc này vậy mà hôn mê bất tỉnh, Trương Vân Thanh còn không có đem nàng thành công giao cho Trầm Đức Tài trong tay, Tần Ngọc Kiều liền té xỉu ở trong ngực hắn. Trương Vân Thanh cái này phiền muộn a, chỉ có thể trách mình phạm tiện, cho nên nói có chút nữ nhân là dính không được, dính vào liền không vung được. Đã có giám sát khẳng định là muốn nhìn, Vương Đồng An biểu thị tạm thời không muốn báo cảnh, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, chuyện này tốt nhất đừng khuếch đại, hắn để Ngô Sĩ Kỳ dẫn đường, kêu lên Hứa Thuần Lương cùng đi xem giám khống. Trung y viện bên kia dù sao cũng là ngoại nhân, giám sát loại này trọng yếu đồ vật thuộc về cục dân chính nội bộ tư liệu. Không thể để cho bọn hắn nhìn. Kỳ thật Trương Vân Thanh đối chân tướng cũng không coi trọng, hắn bây giờ suy nghĩ liền là mau chóng rời đi, nhưng Tần Ngọc Kiều té xỉu ở trong ngực của hắn, thân là y tế người làm việc không thể thấy chết không cứu. Có người gọi tới cáng cứu thương, Trương Vân Thanh cùng Trầm Đức Tài bọn người hỗ trợ tướng Tần Ngọc Kiều đưa đi phòng cấp cứu cứu giúp. Hơn phân nửa đều nhìn ra mánh khóe, Tần Ngọc Kiều còn không biết là thật choáng giả choáng, hôm nay cái này xuất diễn nhưng đủ loạn. Không biết phải làm thế nào kết thúc. Trầm Đức Tài xem xét một cơ hội đối Trương Vân Thanh nói, Trương Viện, người nhìn chúng ta có cần giúp một tay hay không báo cảnh. Trương Vân Thanh trừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng tự nhủ nhà ai đúng quần không có buộc tiện đem ngươi lộ ra. Người ta cục dân chính sự tình đến phiên ngươi lẫn vào sao. Tần Ngọc Kiều sinh lý chỉ tiêu toàn bộ bình thường, cũng chính là nhịp tim có chút nhanh, nhưng vẫn nằm ở nơi đó chưa tỉnh lại, tất cả mọi người là học y, ai vẫn không rõ. Nàng không phải không tỉnh, là không dám tỉnh, bởi vì thanh tỉnh liền phải đối diện hiện thực tàn khốc, Tần Ngọc Kiều cái này cái té ngã ngã được cũng không nhẹ, nàng làm sao cũng không nghĩ đến phía sau đâm đao người là Ngô Sĩ Kỳ, con hàng này đi qua ở trước mặt mình một mực húm núm, cái dám đều không dám nhiều thả một cái, không nghĩ tới cắm khởi đao đến như vậy hung ác. Trương Vân Thanh hiện tại cũng không tốt đi, đến cổng, móc ra thuốc lá, Trầm Đức Tài cùng ra giúp hắn đốt, thấp giọng nói, nếu không người đi trước. Ta lưu lại nhìn xem tình huống. Trương Vân Thanh nhẹ gật đầu, thấp giọng dặn dò, nhớ kỹ, chúng ta chỉ giúp bận bịu không thêm phiền. Vương Đồng An xem hết giám sát, nguyên bản xanh xám mặt đã tím bầm, chân tướng rõ ràng, Hứa Thuần Lương từ đầu tới đuôi cũng không nhúc nhích Tần Ngọc Kiều một đầu ngón tay, nữ nhân này bình thường nhìn xem thật cơ trí, lần này làm sao như thế không có đầu óc. Như thế xuẩn sự tình cũng có thể làm, nàng liền không nghĩ tới trong văn phòng sẽ bị người lắp đặt giám sát. Nghĩ đến giám sát, Vương Đồng An nhìn Ngô Sĩ Kỳ ánh mắt rõ ràng lộ ra chán ghét, cái này tiểu nhân, lúc nào bị Hứa Thuần Lương thu mua, dám tại Tần Ngọc Kiều trong phòng chứa giám sát. Ngô Sĩ Kỳ chột dạ, không dám cùng Vương Đồng An đối mặt. Vương Đồng An nói, tiểu Ngô, may mắn là ngươi, không phải chuyện này thật đúng là nói không rõ ràng. Hứa Thuần Lương nói, Vương Cục, báo cảnh sao? Vương Đồng An thở dài nói, tiểu Hứa, ta nhìn liền không có báo cảnh cần thiết đi. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm mắng, ngươi mã lệ sát phách, vừa rồi Tần Ngọc Kiều vu hãm ta thời điểm ngươi làm sao không có nói như vậy. Hận không thể tướng ta đuổi tận giết tuyệt, còn nói đối lão tử thất vọng cực độ, hiện tại chân tướng rõ ràng, ngươi mẹ nó lại không có ý định báo cảnh sát, lão ô quy ngươi nhà có phải hay không cùng Tần Ngọc Kiều có một chân a? Vương Đồng An nói, ngươi nói đúng a, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, chuyện này chúng ta vẫn là trong đám nội bộ xử lý. Chuyện này làm lớn chuyện đối với người nào đều không có chỗ tốt, Tần Ngọc Kiều nàng mấy chục tuổi người không quan trọng, nhưng ngươi còn chưa kết hôn, ta sợ ảnh hưởng danh dự của ngươi, hiện tại nhân tài mặc kệ chân tướng là cái gì, bọn hắn thích nhất tin đồn thất thiệt truyền đường viền tin tức. Hứa Thuần Lương nói, Vương Cục, ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Ngô Sĩ Kỳ bén nhạy bắt được, Hứa Thuần Lương xưng hô Vương Đồng An dùng ngươi mà không phải người, cái này mang ý nghĩa Hứa Thuần Lương về tâm lý đã hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Đối Vương Đồng An cũng không giống quá khứ nữa như thế tôn trọng. Vương Đồng An thở phào nhẹ nhõm nói, giám sát nhất định không muốn truyền ra ngoài, quan hệ đến chúng ta cục dân chính hình tượng. Hứa Thuần Lương nói, Vương Cục,
người cảm thấy Tần Ngọc Kiều còn thích hợp tại dân chính bệnh viện công việc sao? Vương Đồng An mím môi, Hứa Thuần Lương đây là tại bức thoái vị a, hắn muốn để cho mình đem Tần Ngọc Kiều cho rút lui. Vương Đồng An trong lòng thầm than, Tần Ngọc Kiều đại khái suất là giữ không được. Nhưng là không thể Hứa Thuần Lương đưa ra muốn cầu mình lập tức liền phải đáp ứng, nếu như thế mình cục trưởng quyền uy ở đâu. Vương Đồng An nói, tiểu Hứa, người yên tâm, ta khẳng định sẽ nghiêm túc xử lý. Hứa Thuần Lương đoán được hắn muốn cùng mình chơi kế hoãn binh, tiếp tục nói, Vương Cục, nàng hôm nay đã có thể vu hãm ta, ngày mai chưa chừng liền sẽ dùng phương pháp giống nhau tới đối phó ngươi. Đối loại này nói láo hết bài này đến bài khác ảnh hưởng bên trong bộ đoàn kết người, chúng ta nên quả quyết thanh trừ, thà thiếu không ẩu. Vương Đồng An nhíu mày, tâm bên trong phi thường không vui, ta làm cả một đời, còn cần ngươi một cọng lông đầu tiểu hỏa tử dạy ta làm thế nào sự tình. Tiểu tử này bình thường vô lý đều chiếm ba phần, huống chi hôm nay hắn chiếm hết đạo lý. Vương Đồng An suy nghĩ một chút, cũng phải cho hắn điểm ngon ngọt, hướng Ngô Sĩ Kỳ nói, tiểu Ngô, ngươi tạm thời phụ trách bệnh viện công việc. Cho nên cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị, Ngô Sĩ Kỳ chuẩn bị giám sát kỳ thật chính là vì bắt Tần Ngọc Kiều mau bệnh, cái này không hay dùng bên trên. Kỳ thật hắn cũng không biết mình giám sát chẳng qua là dệt hoa trên gấm, Hứa Thuần Lương cũng có chuẩn bị, cùng Tần Ngọc Kiều cùng một chỗ tiến gian phòng thời điểm Hứa Thuần Lương liền toàn bộ hành trình ghi âm, một bộ này hắn không phải không chơi qua, đem người bắt được trong phòng thưởng mấy cái to mồm, dù sao không có ngoại nhân trông thấy, tìm không thấy chứng cứ nói thế nào đều được. Chu chính là không có chứng cớ chỗ trống, Tần Ngọc Kiều cùng hắn chơi loại này xáo lộ xem như tìm đúng người. Ngô Sĩ Kỳ tâm tình bây giờ nửa vui nửa buồn, mừng đến là dân chính bệnh viện rốt cục cũng đến phiên mình đương ra làm chủ, lo phải là, Vương Đồng An rõ ràng chính là tình thế bức bách ngộ biến tùng quyền, chờ hắn rảnh tay còn không biết muốn làm sao đối phó mình. Ngô Sĩ Kỳ hiện tại ước gì Hứa Thuần Lương báo cảnh, dù sao đã vạch mặt, tại sao muốn nghe Vương Đồng An? Cái gì chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, thừa dịp cơ hội lần này đem Tần Ngọc Kiều cái kia nương nhóm dẫm đến xít sao. Đáng tiếc Ngô Sĩ Kỳ lại không thể dạy Hứa Thuần Lương làm thế nào. Ở trong quá trình này hắn chỉ là cái cổ vũ đưa đao, hắn hận không thể Hứa Thuần Lương một đao đem Tần Ngọc Kiều cho đâm chết, như thế mới có thể xong hết mọi chuyện miễn trừ sau hoạt, không đúng, còn có Vương Đồng An, tốt nhất có thể đem Vương Đồng An cùng lúc làm sạch, Vương Đồng An hôm nay đi lớn như vậy mặt mũi. Hắn mới mặc kệ ai đúng ai sai, mặt mũi này sớm tối đều sẽ tìm trở về, coi như hắn không dám động Hứa Thuần Lương, hắn đối phó mình còn không như bóp chết một con kiến. Ngô Sĩ Kỳ hiện tại có chút hối hận, mình cây đao này đưa đến có phải hay không quá sáng tỏ, quá gấp. Hứa Thuần Lương đề nghị, Vương Cục, nếu không chúng ta trước đi xem một chút Tần viện trưởng đi, vạn nhất nàng thật có cái gì không hay xảy ra, chuyện này coi như ta muốn đắp cũng không lấn át được. Vương Đồng An nhẹ gật đầu. Điều này cũng đúng, ba người bọn họ ở chỗ này nhìn giám sát đâu, Tần Ngọc Kiều được đưa đi cứu chữa, hiện tại đến cùng tỉnh không có tỉnh lại còn không biết. Vương Đồng An cho rằng Tần Ngọc Kiều đại khái suất là giả ra tới, chân tướng là nàng ý đồ thông qua loại phương thức này trốn tránh. Hứa Thuần Lương đề nghị này cũng là hợp lý, Tần Ngọc Kiều chỉ có thể trốn tránh nhất thời, không có khả năng trốn tránh cả một đời, vấn đề sớm tối vẫn là phải giải quyết. Vương Đồng An cũng nghĩ đem chuyện này mau chóng giải quyết hết. Sự tình đã nhưng đã ra tới, liền phải nhanh một chút dập lửa, không thể tùy ý thế lửa thiêu đốt xuống dưới, nếu như nhiệm kỳ phát triển, thậm chí công an cơ quan tham gia, chuyện này phiền phức liền lớn, đến lúc đó chỉ sợ không cách nào kết thúc. Trước mắt biện pháp tốt nhất chính là tự mình mặt đối mặt giải quyết, để Tần Ngọc Kiều cùng Hứa Thuần Lương chạm thử bột chưa chắc không phải chuyện tốt, Tần Ngọc Kiều vu hãm Hứa Thuần Lương đã làm sai trước, để nàng chủ động xin lỗi, dù nói thế nào mình cũng là cục trưởng. Hứa Thuần Lương nhiều ít vẫn là muốn cho mình mấy phần chút tình mọn, trước tiên đem hôm nay chàng nguy cơ này vượt qua lại nói. Vương Đồng An nhẹ gật đầu, bọn hắn hướng phòng cấp cứu phương hướng đi, trên đường gặp được một số người nhao nhao hướng bọn hắn ném lấy chú mục lễ, ở trong đó hơn phân nửa là nhìn Hứa Thuần Lương, đi tại Hứa Thuần Lương bên người, liền Vương Đồng An cái này vị cục trưởng quang mang đều bị hắn che giấu. Nhìn qua màn hình giám sát dù sao cũng là số ít người, đa số người là không rõ ràng chân tướng. Cho dù hiện tại đem chân tướng tuyên bố ra, bọn hắn cũng tình nguyện tin tưởng mình nghe nói, dù sao cái kia phiên bản quá đặc sắc, bọn họ cũng vui vẻ tại tin tưởng, người trẻ tuổi kia thật sự là can đảm hơn người. Hứa Thuần Lương nhìn qua chung quanh người qua đường hoặc hâm mộ, hoặc ghen ghét, hoặc cừu hận, hoặc tiếc hận ánh mắt liền biết hôm nay hiệu quả không tệ, tùy cho các ngươi truyền, lời đồn đại truyền đi càng rộng, chân tướng đến thời điểm lực sát thương càng lớn. Tần Ngọc Kiều đã bị chuyển đến phòng bệnh.
dù sao dân chính bệnh viện không kém điểm ấy địa phương, làm đương nhiệm viện trưởng nàng còn có thể hưởng thụ được một chút đãi ngộ đặc biệt. Tần Ngọc Kiều hiện tại không tự giác thay vào đà điểu sừng sắc, đem mình giấu ở trong phòng bệnh, ép buộc mình quên phía ngoài nhao nhao hỗn loạn. Tiến vào phòng bệnh trước đó, Vương Đồng An trước hỏi thăm một chút Tần Ngọc Kiều tình huống trước mắt, từ Trầm Đức Tài nơi đó đạt được trả lời là, trước mắt còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, bởi vì bị kích thích, tinh thần tình trạng rất bất ổn định. Hứa Thuần Lương nghe được câu trả lời này, trong lòng lập tức cảnh giác lên, nữ nhân này sẽ không phải tại tinh thần tình trạng bên trên làm văn chương A. Nếu nàng thừa nhận tinh thần có vấn đề, làm như vậy ra cái gì điên cuồng sự tình đều trở nên hợp lý. Vương Đồng An nghe Trầm Đức Tài nói xong, thở dài một hơi nói, đoạn thời gian gần nhất công tác xác thực quá cực khổ, tiểu tần cũng chịu đựng lấy to lớn tinh thần áp lực. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ nhận ép là khẳng định, nhưng tuyệt không phải tinh thần áp lực, không biết tiếp nhận cái nào lão nam nhân cho áp lực của nàng. Vương Đồng An nói, tiểu tần trước mắt cần phải tĩnh dưỡng, đi vào người không nên quá nhiều, tiểu Hứa A, chúng ta đi vào chung đi. Lời này ý tứ chính là các ngươi những người khác chớ cùng tiến đến, chúng ta muốn nội bộ hiệp thương. Ngô Sĩ Kỳ trông mong nhìn qua Hứa Thuần Lương, hy vọng Hứa Thuần Lương ngàn vạn không thể như thế liền đem sự tình cho, nếu để cho Vương Đồng An đem chuyện này cho hồ lộng qua, về sau khẳng định phải rảnh tay trả thù bọn hắn. Vừa mới Vương Đồng An đã tự mình đã thông báo Ngô Sĩ Kỳ, màn hình giám sát sự tình không thể tiết ra ngoài, nếu như tiết ra ngoài, muốn truy cứu trách nhiệm của hắn. Ý tứ biểu đạt lại rõ ràng bất quá, người Ngô Sĩ Kỳ nếu như dám đem chân tướng tuôn ra đi, về sau tại cục dân chính liền không còn có nơi sống yên ổn. Hứa Thuần Lương tựa hồ cũng không cảm thấy được Ngô Sĩ Kỳ ánh mắt, đi theo Vương Đồng An cùng đi vào phòng bệnh. Tần Ngọc Kiều nằm ở trên giường, giám hộ cũng tới, truyền dịch cũng tới, bên trong còn có một sạch sẽ tiểu hộ sĩ chính nghiêm túc nhìn chằm chằm giám hộ nghi, Tần Ngọc Kiều tại dân chính bệnh viện vẫn là có tương đương trấn nhiếp lực. Vương Đồng An khoát tay áo, tiểu hộ sĩ trước lui ra, nhẹ nhàng tướng môn cho mang lên. Vương Đồng An ho khan một tiếng, Tần Ngọc Kiều kỳ thật nghe được rõ ràng, nhưng là nàng không biết hiện tại mình hẳn là tỉnh táo lại còn tiếp tục vờ ngủ. Hứa Thuần Lương nói, Tần viện trưởng, đừng giả bộ, trốn tránh không phải biện pháp. Vương Đồng An nhìn Hứa Thuần Lương một chút, trong ánh mắt mang theo trách cứ, Hứa Thuần Lương độ cao hoài nghi hai người bọn hắn cũng có một chân, đều đến lúc này, Vương Đồng An thế mà còn nhớ được thương hương tiếc ngọc. Vương Đồng An nói, tiểu Tần, cảm giác khá hơn chút nào không? Tần Ngọc Kiều nhẹ giọng thở dài, mềm mại uyển chuyển, ta gặp càng yêu. Hứa Thuần Lương bất động thanh sắc đứng ở một bên nhìn nàng diễn. Vương Đồng An nói, tiểu Tần, vừa mới ta xem qua video theo dõi, tiểu Hứa cũng không có quá phận cử động. Ngay trước Hứa Thuần Lương bột cuối cùng nói một câu lời công đạo. Tần Ngọc Kiều miệng nhất biển, ô ô khóc lên. Rất nhiều nữ nhân ở không có đạo lý thời điểm nước mắt là tốt nhất vũ khí, ta biết ta sai rồi, ta khóc còn không được sao. Ta không có đạo lý, nhưng là ta khóc còn không được sao. Ngươi nhìn ta đều khóc, ta đều như thế thương hại ngươi cũng đừng truy cứu. Vương Đồng An thở dài nói, tiểu Tần, có vấn đề liền giải quyết vấn đề, ngươi đừng khóc nha, ta từ đầu đến cuối cho rằng, nội bộ mâu thuẫn muốn nội bộ giải quyết, không muốn khai thác quá kích phương thức, ngươi hôm nay cách làm bất lợi cho đoàn kết. Ta rất không đồng ý. Hứa Thuần Lương cho tới bây giờ cũng không nghe ra Vương Đồng An đối Tần Ngọc Kiều nói nặng lời, tất cả đều là đem tính chất hướng từ nhẹ xử lý địa phương dẫn đạo. Cái gì nội bộ mâu thuẫn, cái gì quá kích phương thức, đây đều là đang nhắc nhở Tần Ngọc Kiều. Tần Ngọc Kiều thút tha thút thít nói, Vương Cục, ta có lỗi với người. Trong khoảng thời gian này ta cảm thấy tiểu Hứa tại nhằm vào ta tinh thần áp lực quá lớn. Vừa rồi chúng ta ở văn phòng thảo luận thời điểm lại phát sinh tranh chấp ta cũng không biết mình thế nào, ta sợ hãi, ta coi là tiểu Hứa muốn gây bất lợi cho ta, cho nên ta, ô ô ô, Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi đừng ô ô ô a, đến cùng ngươi thế nào. Vương Đồng An nói, tiểu Hứa, ngươi không muốn kích thích nàng, tiểu Tần tình huống ta nên cũng biết, mẹ của nàng khi còn sống tinh thần tình trạng liền không tốt lắm. Hứa Thuần Lương trong lòng mắng to một tiếng nương hy thớt. Vương Đồng An người mẹ nó thái tôn tử, ở trước mặt như thế nhắc nhở, cái này đồng đẳng với khảo thí gian lận, thủ đoạn chơi ngươi liền phóng ngựa tới, nhưng sự tình đều rõ ràng, Tần Ngọc Kiều nói xấu ta trước đây, người nghĩ lắng lại tình thế biện pháp tốt nhất chính là đem Tần Ngọc Kiều miễn chức, từ dân chính bệnh viện thanh lý ra ngoài, sau đó để nàng hướng ta công khai xin lỗi, lão tử cố gắng sẽ cho ngươi người cục trưởng này ba phần chút tình mọn. Nhưng người Vương Đồng An chơi như thế nào, cũng đừng trách ta không nói xáo lộ.
Hứa Thuần Lương cười lạnh nói, hợp lấy nàng hôm nay vu hãm ta phi lễ, cũng là bởi vì ta kích thích nàng. Vương Đồng An nói, Tiểu Tần, vô luận ngươi ra ngoài như thế nào nguyên nhân, hôm nay cách làm đều là không đúng, ở đây ta muốn đưa ra nghiêm túc phê bình, ta quyết định tạm dừng ngươi hết thảy chức vụ, ngươi hảo hảo lợi dụng đoạn này lúc ở giữa khắc sâu tỉnh lại. Tần Ngọc Kiều nói, Vương Cục, ta không biết làm sao vậy, ta vừa rồi đánh mất lý trí, ta có lỗi với người. Vương Đồng An nói, người hẳn là nói xin lỗi người không phải ta. Hắn là ám chỉ Tần Ngọc Kiều nắm chặt thời cơ hướng Hứa Thuần Lương xin lỗi, dù sao nơi này cũng không có người nào khác tại, nên cúi đầu lúc liền cúi đầu, nữ nhân thích hợp yếu thế tuyệt không phải chuyện gì xấu. Tần Ngọc Kiều cắn môi một cái, con mắt sốt cục nhìn về phía Hứa Thuần Lương, Tiểu Hứa, thật xin lỗi. Hứa Thuần Lương nói, Tần Viện, người đến tột cùng chỗ nào có lỗi với ta? Tần Ngọc Kiều nói, ta thật không biết mình vừa rồi là thế nào, hoàn toàn đánh mất lý trí, làm ra thương tổn ngươi sự tình, ta cam đoan về sau sẽ khống chế tốt tâm tình của mình, không lại làm ra đồng dạng sự tình. Vương Đồng An thở dài nói, người lớn như vậy vẫn là khống chế không tốt tâm tình của mình, ở trước mặt người ngoài xảy ra chuyện như vậy, khó chịu là chúng ta cục dân chính, có mâu thuẫn gì không thể nội bộ giải quyết. Không phải khiến cho mọi người đều biết. Hứa Thuần Lương nói, Tần Viện, ngươi thật giống như không có nhận thức đến sai lầm a. Vấn đề của ngươi không phải không khống chế tốt cảm xúc, nếu như hôm nay không có giám sát cho ta làm chứng, ngươi có thể hay không một mực chắc chắn ta phi lễ ngươi. Rất phương pháp tối ưu đem công an gọi tới, không đem thanh danh của ta bôi xấu ngươi thể không bỏ qua. Vương Đồng An nói, Tiểu Hứa, ta từ đầu tới đuôi cũng không có đồng ý báo cảnh. Hứa Thuần Lương nói, Vương Cục, nếu như không có video theo dõi xuất hiện, ngươi là tin tưởng nàng vẫn tin tưởng ta. Kỳ thật đáp án đã phi thường rõ ràng, Vương Đồng An khẳng định tin tưởng Tần Ngọc Kiều. Vương Đồng An trái lương tâm hồi đáp, ta tin tưởng chân tướng sự thật. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn qua Tần Ngọc Kiều nói, ta lúc ấy có phải hay không khuyên qua ngươi phải tỉnh táo, thu hồi không nên có suy nghĩ, không phải ngươi nhất định sẽ hối hận. Tần Ngọc Kiều không nói chuyện, nhưng là trong lòng xác thực phi thường hối hận. Hứa Thuần Lương nói người nhận qua kích thích, Vương Cục nói người tinh thần có vấn đề, ta cũng nguyện ý tin tưởng, nhưng là đây hết thảy không có quan hệ gì với ta, Tần Ngọc Kiều, ai giúp ngươi trở ra chủ ý ngu ngốc. Hứa Thuần Lương ngữ khí không nặng, thanh âm cũng không lớn, nhưng là mỗi một chữ đều nói đến Tần Ngọc Kiều tâm khảm bên trong, ở sâu trong nội tâm tựa hồ có cái thanh âm đang thúc giục gấp rút nàng đem nghĩ kế người nói ra. Hứa Thuần Lương nói, đến cùng là ai? Tần Ngọc Kiều thân thể rõ ràng rung động run một cái, nhìn qua Hứa Thuần Lương con mắt, não hải trong nháy mắt lâm vào ngắn ngủi trống không bên trong, cả người tiến vào một loại mờ mịt trạng thái. Vương Đồng An nhắc nhở Hứa Thuần Lương, Tiểu Hứa, ngươi không cần tiếp tục kích thích nàng. Tần Ngọc Kiều nói, lão địch. Vương Đồng An bên trong bắt đầu lo lắng. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, luôn ai? Địch Bình Thanh, là hắn cho ta ra chủ ý. Hứa Thuần Lương nhìn qua Vương Đồng An. Vương Đồng An một mặt bất đắc dĩ, Địch Bình Thanh làm sao lại ra loại này vô sỉ chủ ý, Tần Ngọc Kiều nữ nhân này làm sao lại nghe theo đề nghị của hắn. Hứa Thuần Lương nói, Tần Ngọc Kiều, coi như ngươi đối ta có ý kiến, nhưng Vương Cục đối ngươi không tệ đi, ngươi làm như vậy xứng đáng Vương Cục sao? Tần Ngọc Kiều nói, hắn Vương Đồng An lại là cái gì người tốt, hắn cũng không có ít chiếm tiện nghi của ta, năm ngoái hắn cùng ta cùng đi xa nhà, liền vụng trộm chạm vào gian phòng của ta. Ngươi im ngay. Vương Đồng An tựa như một đầu nổi giận như sư tử gào lên, nữ nhân này điên rồi, cái gì đều hướng bên ngoài nói. Vương Đồng An sợ Tần Ngọc Kiều lại mở miệng, chỉ vào cái mũi của nàng hét lớn, ngươi thật sự là ngậm máu phun người, nói xấu Tiểu Hứa coi như xong, hiện tại còn nói xấu đến trên đầu ta. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi cái lão vương bát đản, cái gì gọi là nói xấu ta coi như xong. Hứa Thuần Lương nói, Tần Ngọc Kiều, ngươi có hay không nói xấu Vương Cục? Tần Ngọc Kiều nói, ta có chứng cứ. Vương Đồng An mặt đã tái rồi, hắn hận không thể xông đi lên ngăn chặn nữ nhân này miệng, phòng ngừa nàng nói tiếp. Hứa Thuần Lương nhìn qua Vương Đồng An, nụ cười trên mặt càng rõ ràng, ngươi có chứng cứ gì? Vương Đồng An nội tâm gần như sụp đổ, hắn sớm nên từ bỏ Tần Ngọc Kiều, hắn không nên cùng Hứa Thuần Lương đối nghịch, hắn đánh giá thấp Hứa Thuần Lương trả thù tâm. Tần Ngọc Kiều nói, ta có ảnh chụp, ta có video. Vương Đồng An nói, Tần Ngọc Kiều, người bị ngưng chức, từ hôm nay trở đi ngươi không còn là dân chính bệnh viện viện trưởng. Thanh âm của hắn tái nhợt bất lực. Hứa Thuần Lương thở dài nói, sớm biết như thế,
Sao lúc trước còn như thế, Vương Cục, Tần Ngọc Kiều cảm xúc hiện tại rất không ổn định, ngươi đừng lại tiếp tục đâm kích nàng, nếu không ngươi đi ra ngoài trước tỉnh táo một chút, ta có vài câu nói muốn theo nàng nói riêng. Vương Đồng An không muốn đi, vạn nhất mình ra ngoài Tần Ngọc Kiều nếu là cùng hắn đem đáy tất cả đều giao ra làm sao bây giờ. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Vương Đồng An vẫn không nhúc nhích lại tại nguyên chỗ, nói khẽ, ngươi nếu là không chịu đi, vậy ta chỉ có thể hô mọi người tiến đến cùng một chỗ nghe một chút chuyện xưa của nàng. Vương Đồng An làm sao có thể nghe không ra hắn là đang uy hiếp mình, run giọng nói, người đừng nghe nàng nói hưu nói vượt, nữ nhân này đã điên rồi. Hứa Thuần Lương khinh thường nói, ta tâm lý nắm chắc. Vương Đồng An chết lặng đi ra phòng bệnh, hắn vừa đi ra ngoài liền thấy rất nhiều người trong hành lang chờ lấy, hắn thấy, những người này tất cả đều là chờ lấy chế diễu. Vương Đồng An biết mình vận mệnh đã hoàn toàn trưởng khống tại Tần Ngọc Kiều trên tay, không, hẳn là trưởng khống tại Hứa Thuần Lương trên tay. Hiện tại cái gì đều bị hắn biết, nếu như Tần Ngọc Kiều coi là thật xuất ra ảnh chụp cùng video, chẳng những Tần Ngọc Kiều muốn xong đời, mình cũng xong rồi, Tần Ngọc Kiều có thể không cần mặt, mình vẫn là phải mặt, mình khổ tâm kinh doanh hơn nửa đời người hình tượng liền bị nàng làm hỏng. Tổng cộng chỉ có như vậy hai lần, vẫn là nữ nhân này chủ động, thế nhưng là ta ứng làm như thế nào hướng tổ chức nộp lên đời. Sự tình một khi lộ ra ánh sáng, ta ứng làm như thế nào bột đối ta đám này thuộc hạ, lãnh đạo của ta. Bằng hữu của ta bạn, người nhà của ta. Vương Đồng An nghĩ đến nhiều nhất bốn chữ chính là khí tiết tuổi già khó giữ được, hắn lặp đi lặp lại suy tư, nữ nhân này khi nào cho hắn vỗ xuống ảnh chụp cùng video. Mình là để ý như vậy cảnh giác, thế mà còn bị nàng bắt lấy đem chui. Đám người từ Vương Đồng An sắc mặt bên trên phán đoán, giữa bọn hắn đàm phán tiến hành chưa hẳn thuận lợi. Trung y viện viện trưởng Trầm Đức Tài đi vào Vương Đồng An trước mặt, tò mò nghe ngóng bệnh nhân hiện tại tình trạng thế nào. Vương Đồng An đều không có phản ứng hắn, xa cách thái độ rõ ràng là đang nói, chúng ta cục dân chính nội bộ phát sinh mâu thuẫn quan trung y các người viện thí sự. Tự chuốc nhục nhã Trầm Đức Tài ngượng ngùng về tới đồng nghiệp của mình bên người, bọn hắn hôm nay là tới đàm phán đến tiếp sau hợp tác, không nghĩ tới hợp tác không có đàm thành, thấy được cục dân chính nội bộ một trận đấu tranh kịch liệt như thế. Lại như thế cẩu huyết, để trung y viện mấy vị đàm phán đại biểu nhìn mà than thở. Viện trưởng Trương Vân Thanh vừa mới thiếu chút nữa cũng bị cuốn vào trong đó, còn tốt hắn kịp thời bước ra, đã rời đi Trương Vân Thanh vẫn ức chế không nổi trong lòng hiếu kỳ, lặng lẽ cho Trầm Đức Tài gọi điện thoại tới, hỏi thăm sự kiện này mới nhất tiến triển. Trầm Đức Tài nhỏ giọng hồi báo thời điểm, sự kiện nhân vật chính một trong Hứa Thuần Lương mặt mũi hớn hở từ trong phòng bệnh đi ra. Hắn vừa ra khỏi cửa liền hướng Vương Đồng An nói, lão Vương, ngươi tới đây một chút. Một, tất cả mọi người cho là mình nghe lầm, Hứa Thuần Lương liền Vương Cục đều không có gọi, càng không có tôn xưng là người, cái này tại cục dân chính nội bộ tất cả nhân viên xem ra đơn giản chính là phạm thượng, mắt không lãnh đạo. Nhưng Vương Đồng An tựa như một thất bị thuần phục lão mã, ngoan ngoãn đi hướng Hứa Thuần Lương bên người, không có chút nào do dự, hắn không dám phản kháng, bởi vì phản kháng liền mang ý nghĩa bản thân hủy diệt. Mắt thấy tình này này cảnh, Ngô Sĩ Kỳ treo lấy một trái tim rốt cục để xuống, hắn ý thức được Hứa Thuần Lương tại trận này giao phong bên trong đã hoàn toàn thu được chủ động. Hứa Thuần Lương cùng Vương Đồng An cùng đi hướng yên lặng nơi xa, Hứa Thuần Lương thấp giọng nói, ngươi lần này có chút phiền phức a. Vương Đồng An nói, tiểu Hứa, ngươi đừng nghe nàng nói mò, nàng điên rồi, ta làm sao có thể phạm loại này nguyên tắc tính sai lầm. Hứa Thuần Lương nói, trong tay nàng có hình của ngươi cùng video, đã phát cho ta. Vương Đồng An mặt mo mặc dù dày giờ phút này cũng bắt đầu phát tím, hắn cảm giác ra mặt nội bộ cũng nhanh bốc cháy lên, vẫn mạnh miệng nói, không phải ta, tuyệt đối không phải ta, hẳn là nàng PS ra. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng cho rằng như vậy, ta bởi vì tò mò nhìn một điểm nhỏ video, một phút đồng hồ cũng chưa tới, ngươi nhìn thân thể rất tốt, không có khả năng ngắn như vậy ngươi nói có đúng hay không. Vương Đồng An gật đầu cũng không phải lắc đầu cũng không phải, xấu hổ cực kỳ. Hắn cắn răng, nữ nhân này bại hoại danh dự của ta, ta sẽ không bỏ qua nàng. Một, Hứa Thuần Lương nói, nàng còn nói trong tay có người DNA, nếu mà bắt buộc, nàng có thể đem món đồ kia giao ra. Vương Đồng An hỏng mất, Tần Ngọc Kiều a Tần Ngọc Kiều, ngươi tại sao có thể xuống đến loại tình trạng này, lão tử còn tưởng rằng ngươi quan tâm ngươi ôn nhu, ngươi tốt bụng giúp ta xoa, nguyên lai ngươi mẹ nó là tại siêu tập chứng cứ, khó trách nói độc nhất là lòng dạ đàn bà. Hứa Thuần Lương thở dài nói, ta cũng không muốn tin tưởng, nhưng có một số việc là phủ nhận không được, lão Vương, ngươi vừa mới bắt đầu đối ta không tệ, ta vốn cho rằng hai người chúng ta có thể đủ tốt tốt ở chung,
coi như không thể trở thành bằng hữu, cũng không trở thành biến thành cừu nhân, thế nhưng là ngươi a. Vương Đồng An nói, ta lập tức đem nàng miễn chức, trung y viện hợp đồng không còn tục ký, về sau. Về sau ta tôn trọng ngươi hết thảy quyết định, ngươi được nhiều tuyệt vọng mới có thể nói ra như thế hèn mọn. Vương Đồng An nói lời nói này thời điểm trong lòng tràn đầy khẩn cầu, trên mặt viết đầy lấy lòng, chỉ kém không cho người trẻ tuổi này quỳ xuống. Hứa Thuần Lương lắc đầu, quá muộn, ta kỳ thật cũng muốn giúp ngươi, nhưng chuyện bây giờ quyền chủ động cũng không phải là nắm giữ trong tay ta, nữ nhân này điên rồi, mấu chốt của sự tình ở trên người nàng, nàng nếu là cắn chết ngươi không thả, ta cũng không cải biến được ý nghĩ của nàng. Vương Đồng An nói, không ai sẽ tin tưởng nàng, nàng cũng có thể làm ra vu hãm chuyện của ngươi, nàng cái gì hèn hạ sự tình làm không được. Hứa Thuần Lương vỗ vỗ Vương Đồng An bả vai, ngươi cùng chuyện của nàng ta không nhúng tay vào, ngươi yên tâm, ta nắm giữ chứng cứ tạm thời cũng sẽ không đi lên báo, nhưng là Tần Ngọc Kiều sẽ làm thế nào ta không quản được, sau lưng nàng là ai? Có ai xui khiến nàng làm như thế, chúng ta trong lòng đều hiểu, lão Vương A, thân ngươi tại vị trí này liền nên giữ mình trong sạch, ngươi không giống ta, ta không có kết hôn, ta với ai yêu đương đều không phạm pháp, ngươi cũng cái này lớn tuổi như vậy. Phương diện này cũng không có cái gì đột xuất sở trường, khiếm khuyết cân nhắc a. Vương Đồng An cảm giác mình hai chân bùn rùn, thời khắc cũng có thể té ngồi trên mặt đất. Hứa Thuần Lương nói, ta cùng Tần Ngọc Kiều nói, sự tình hôm nay ta cũng sẽ không truy cứu, chính nàng chủ động từ chức, ngươi cũng không cần đuổi tận giết tuyệt, vạn nhất chọc giận nàng, nàng lại vu cáo ngươi trái với phụ nữ chủ quan ý nguyện cái gì, ngươi cũng có thể đi vào. Vương Đồng An đã không còn quan tâm Tần Ngọc Kiều sự tình. Hiện tại đầy trong đầu đều là mình, hắn phải làm gì? Chủ động hướng tổ chức bàn giao. Chuyện này chỉ cần lộ ra ánh sáng, hắn liền sẽ người thiết sụp đổ, đừng nói tiếp tục đương người cục trưởng này, có thể hay không bảo trụ công chức đều không tốt nói. Tần Ngọc Kiều cáo mình trái với phụ nữ chủ quan ý nguyện. Khả năng cũng không lớn, một cây làm chẳng nên non. Nếu như Tần Ngọc Kiều bất lực báo mình, Hứa Thuần Lương cũng không nói, đó cũng là một viên bom hẹn giờ. Không biết lúc nào viên này bom liền sẽ bạo, chẳng những Tần Ngọc Kiều có thể cầm chuyện này áp chế mình, Hứa Thuần Lương cũng có thể, công việc sau này còn thế nào làm. Thời gian còn thế nào qua, ta mẹ nó liền không nên đụng nữ nhân này, đơn giản là dung mạo xinh đẹp một chút, đóng lại đèn còn không phải như vậy, dù sao lớn tuổi, còn là không bằng tiểu cô nương nước phân đủ. 3. Hứa Thuần Lương đã rời đi Vương Đồng An, chủ động đi hướng Trung Y Viện Phó Viện Trưởng Trầm Đức Tài. Mỉm cười hướng Trầm Đức Tài nói, Thẩm viện phó, các ngươi Trương viện trưởng đâu? Trầm Đức Tài nói, trong nội viện có việc gấp, hắn đi về trước. Mặc dù không có nghe được Vương Đồng An cùng Hứa Thuần Lương hai người nói cái gì, nhưng là Trầm Đức Tài có loại cảm giác, sự tình tựa hồ trở nên có chút không ổn. Hứa Thuần Lương cười nói, Trương viện trưởng hôm nay đang cứu người quá trình bên trong biểu hiện được phi thường tích cực chủ động, quay đầu chúng ta sẽ hảo hảo tuyên truyền một chút. Trầm Đức Tài nghe được hắn trong lời nói châm chọc, bình tĩnh hồi đáp, chăm sóc người bị thương vốn chính là chúng ta y tế người làm việc thiên chức, lúc ấy chúng ta đều không có nghĩ nhiều như vậy. Hứa Thuần Lương nói, trải qua chúng ta thận trọng cân nhắc, cùng cục lãnh đạo câu thông, các ngươi phần này hợp tác phương án chúng ta không thể tiếp nhận, xét thấy quý viện tại quá khứ hợp tác quá trình bên trong tiêu cực biểu hiện, chúng ta quyết định ngay trong ngày khởi kết thúc cùng quý phương hợp tác, cân nhắc đến tình huống hiện thật. Tháng này cuối tháng trước đó hy nhìn các ngươi có thể hoàn thành phòng bệnh di chuyển, cũng cùng dân chính bệnh viện giao tiếp hoàn tất. Trầm Đức Tài khiếp sợ nhìn qua Hứa Thuần Lương, hắn đây là muốn đem dân chính bệnh viện đá ra khỏi cục, liền cơ hội cũng không cho bọn hắn. 1. Trầm Đức Tài nói, Vương cục là nói như vậy. Hứa Thuần Lương nói, nếu như ngươi không tin có thể trực tiếp đến hỏi hắn. Hứa Thuần Lương lại hướng Ngô Sĩ Kỳ nói, lão Ngô. Từ hôm nay trở đi dân chính bệnh viện từ ngươi toàn quyền phụ trách, ngươi đảm nhiệm đại diện viện trưởng chức, toàn diện tiếp quản bệnh viện công việc, cùng trung y viện giao tiếp công việc phải nhanh một chút xong thành. Ngô Sĩ Kỳ thần thái phi dương, lớn tiếng nói, không có vấn đề. Trầm Đức Tài tự nhiên muốn tìm Vương Đồng An chứng thực chuyện này, nhưng kết quả là làm hắn thất vọng, hắn trước tiên hướng viện trưởng Trương Vân Thanh tiến hành báo cáo. Trương Vân Thanh biết được sau trầm mặc một thời gian thật dài. Trầm Đức Tài hy vọng hắn lại tìm Vương Đồng An xác nhận một chút, tranh thủ một chút, Trương Vân Thanh cân nhắc trong chốc lát quyết định trước thả một chút, nhìn xem tình huống lại nói, hôm nay tại dân chính bệnh viện phát sinh sự tình phi thường quỷ dị, hiện ra tại đó là một bãi vũng nước đục, hắn nhất định phải gấp bội cẩn thận, tại loại này thời khắc mẫn cảm lội đi vào có thể sẽ chọc ngoài ý muốn phiền phức. Cục dân chính nội bộ lời đồn đại rất nhiều, chủ yếu là liên quan tới Tần Ngọc Kiều cùng Hứa Thuần Lương,
nhưng khi sự tình người không có người ra đáp lại hoặc nói rõ, Tần Ngọc Kiều bởi vì thân thể nguyên nhân chủ động đưa ra đơn xin từ chức, nàng lần này không phải từ đi dân chính bệnh viện viện trưởng đơn giản như vậy, mà là trực tiếp từ đi công chức. Tỷ tỷ Tần Ngọc Đình nghe hỏi về sau đuổi tới dân chính bệnh viện thăm viếng muội muội, Tần Ngọc Kiều ngay tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi bệnh viện. Tại sao muốn từ chức? Tần Ngọc Đình khó hiểu nói. Tần Ngọc Kiều nhìn qua tỷ tỷ, cái mũi chua chua, nước mắt kém chút không có đến rơi xuống, giờ phút này nàng mới ý thức tới tỷ tỷ vẫn là quan tâm mình. Tần Ngọc Đình thở dài nói, phía ngoài truyền ngôn là thật. Tần Ngọc Kiều nói, ta sự tình ngươi liền chớ để ý, nói tóm lại, nơi này là cái không phải là vòng, ta đi cũng liền thanh tĩnh. Từ chức cũng không phải là xúc động về sau quyết định, cho nàng nghĩ ý xấu nam nhân kia tỉnh táo suy tính về sau, giúp nàng làm ra lựa chọn. Nếu như nàng không từ chức, miễn cưỡng lưu tại bệnh viện công việc, về sau khẳng định sẽ trở thành người khác trò cười. Từ chức cũng không có nghĩa là nhân sinh của nàng như vậy kết thúc, Địch Bình Thanh để nàng nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian, sau đó đi khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện đảm nhiệm viện trưởng, chỉ ít cái này cái nam nhân đối nàng coi như có tình có nghĩa, không có tại nàng cần trợ giúp nhất thời điểm đem nàng đá một cái bay ra ngoài. Tần Ngọc Kiều có thể lựa chọn đi thẳng một mạch, chuyển sang nơi khác lại bắt đầu lại từ đầu, dù sao nàng còn không tính già, nàng vẫn có được hấp dẫn nam nhân mỹ mạo, mấu chốt là cho tới bây giờ còn có nam nhân nguyện ý vì nàng tính tiền. Vương Đồng An không thể đi, hắn đã không có bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội, với hắn mà nói, việc này một khi lộ ra ánh sáng, chính là khí tiết tuổi già khó giữ được, tổ chức bên trên đối với hắn làm như vậy bộ xảy ra chuyện như vậy khẳng định là số không cho nhẫn, tiến tới sẽ thông qua đối với chuyện này điều tra đào ra càng nhiều vi quy làm trái kỷ sự kiện. Vương Đồng An tỉnh táo lại lặp đi lặp lại phân tích mấy loại khả năng, Tần Ngọc Kiều hẳn là sẽ không lộ ra ánh sáng việc này, bởi vì việc này dù sao cũng dính đến chính nàng. Nàng không có khả năng không thèm để ý thanh danh, Địch Bình Thanh hẳn là cũng sẽ không bóc mặc bộ này sự tình, bởi vì làm như vậy đối với hắn không có chỗ tốt. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là Hứa Thuần Lương, tiểu tử này là nhất không dễ khống chế một cái, trước mắt còn không biết hắn sẽ không tiếp tục xuống dưới, có thể hay không cầm chuyện này là thẻ đánh bạc đổi lấy càng nhiều lợi ích. Có một chút Vương Đồng An có thể kết luận, cho dù Hứa Thuần Lương không vạch trần mình, về sau hắn cũng không có một ngày tốt lành qua. Hắn rất có thể muốn đối diện vĩnh viễn dọa dẫm cùng uy hiếp, cho nên hắn nhất định phải sớm làm dự định, nghĩ kỹ đường lui. Vương Đồng An dự định trước cùng Địch Bình Thanh nói chuyện, hắn độ cao hoài nghi Tần Ngọc Kiều làm hết thảy bắt nguồn từ Địch Bình Thanh thụ ý. Tại rất nhiều nơi, hắn cùng Bình Thanh có được cộng đồng lợi ích, nếu như mình ngã xuống, Địch Bình Thanh tại Đông Châu thời gian cũng không dễ chịu. Tại Tần Ngọc Kiều âm mưu sau khi bại lộ, Địch Bình Thanh liền định cùng Vương Đồng An gặp mặt một lần. Hứa Thuần Lương đầu não so với hắn trong dự đoán còn muốn khôn khéo, hắn không thể không thừa nhận mình đi một bước cờ dở, Tần Ngọc Kiều không phải nhưng không có đạt tới bôi xấu Hứa Thuần Lương mục đích, ngược lại bởi vì việc này bị ép từ chức. Đối Tần Ngọc Kiều tới nói, từ chức là nàng có thể cho mình lớn nhất thể diện, nàng cùng Hứa Thuần Lương, Vương Đồng An tam phương hội đàm, tự thân cũng không có lưu quá ấn tượng khắc sâu, toàn bộ quá trình nàng đều ngơ ngơ ngác ngác, sự tình phát về sau, nàng thậm chí không nhớ rõ mình nói qua cái gì. Làm qua cái gì, thẳng đến nhìn tới điện thoại di động bên trên văn kiện truyền thâu ghi chép, nàng mới ý thức tới đã đem mình cùng Vương Đồng An cùng một chỗ những cái kia bí ẩn ảnh chụp cùng video tất cả đều phát cho Hứa Thuần Lương. Tần Ngọc Kiều đều không biết mình vì sao sẽ làm như vậy, chỉ cần là trí thông minh hơi người bình thường cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này, nhưng là nàng đích xác làm qua, tại hào vô ý thức tình huống dưới hoàn thành tướng tự thân bê bối giao cho Hứa Thuần Lương toàn bộ quá trình. Tần Ngọc Kiều cho là mình nhất định là chúng ta, cho nên mới sẽ làm ra như thế tự hủy trường thành sự tình. Chuyện này nàng không dám nói cho Địch Bình Thanh, nếu như nói, chỉ sợ Địch Bình Thanh sẽ xem nàng như thành một cái nhược trí đối đãi. Địch Bình Thanh đến nay không biết Tần Ngọc Kiều cùng Vương Đồng An ở giữa xảy ra chuyện gì, cho nên hắn vẫn cho rằng Tần Ngọc Kiều sự tình lấy chính nàng bị loại có một kết thúc. Địch Bình Thanh tướng pha tốt trà đưa đến Vương Đồng An trước mặt. Mỉm cười nói, Vương Cục hôm nay làm sao có rảnh tới. Tâm bên trong phi thường minh bạch, nếu như không phải cấp tốc sự tình, Vương Đồng An không sẽ chủ động tìm đến từ mình, gần nhất phát sinh một hệ liệt sự kiện để Vương Đồng An bắt đầu cố ý xa lánh chính mình. Vương Đồng An nói, tiểu Tần sự tình ta không có có thể giúp một tay, cho nên vẫn là phải ngay mặt nói với ngươi một tiếng. Hắn phi thường rõ ràng Địch Bình Thanh cùng Tần Ngọc Kiều quan hệ, Tần Ngọc Kiều nữ nhân này thực sự quá ngu. Địch Bình Thanh cùng với nàng ở chung căn bản chính là lợi dụng nàng, cuối cùng thông qua Tần Ngọc Kiều đến khống chế chính mình.
Địch Bình Thanh nói, sự kiện kia ta nghe nói, tiểu tần làm việc khiếm khuyết cân nhắc, cho vương cục mang đến phiền toái không nhỏ, từ trước cũng là nàng thận trọng cân nhắc kết quả. Vương Đồng An nhấp một ngụm trà, lại trà ngon uống đến miệng bên trong cũng mang theo một cỗ đắng chát tư vị, Vương Đồng An đã sớm minh bạch Địch Bình Thanh bố cục, nếu như không có hắn thôi động, Tần Ngọc Kiều không sẽ chủ động câu dẫn mình, ngoại trừ cục trưởng vị trí này bên ngoài, Vương Đồng An cũng không cho là mình có thể có bao nhiêu hấp dẫn Tần Ngọc Kiều mị lực, tướng mạo không đột xuất, công năng cũng phi thường lơ lỏng, hắn quang hoàn hoàn toàn là vị trí mang cho hắn, nhưng cái này thế giới chính là như vậy. Chỉ cần ngươi có được quyền lực cùng tài nguyên, liền sẽ có mỹ nữ chủ động ôm ấp yêu thương. Tại cùng Tần Ngọc Kiều tiếp xúc mấy lần bên trong, Vương Đồng An duy trì đầy đủ cảnh giác, nhưng cuối cùng vẫn là lấy nữ nhân này đạo nhi. Vương Đồng An chậm rãi buông xuống chén trà, thấp giọng nói, Địch Tổng có biết hay không nàng ngay trước Hứa Thuần Lương bột chửi bới ta sự tình. Địch Bình Thanh sửng sốt một chút, Tần Ngọc Kiều chửi bới Vương Đồng An. Hoàn toàn không cần như thế, đối chính nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nàng đã đắc tội Hứa Thuần Lương vì cái gì còn phải đắc tội Vương Đồng An. Vương Đồng An tự quan sát kỹ lấy Địch Bình Thanh biểu lộ, phỏng đoán hắn khả năng cũng không biết Tần Ngọc Kiều như bị điên vạch trần quan hệ bọn hắn sự tình. Hắn thở dài nói thật, ta phi thường thất vọng, xem ở già cục trưởng phân thượng, ta đối tiểu tần vẫn luôn rất chiếu cố, nàng cũng một mực rất tôn trọng ta, nhưng là lần này bởi vì Hứa Thuần Lương sự tình, nàng giận lây sang ta, thậm chí không tiếc chửi bới danh dự của ta. Địch Bình Thanh nói, Vương Cục, nàng là như thế nào chửi bới ngươi danh dự? Vương Đồng An nói, xem ra nàng không có nói cho ngươi, vậy ngươi tốt nhất vẫn là trực tiếp đến hỏi nàng. Ta mặc kệ đi qua xảy ra chuyện gì. Ta cũng mặc kệ nàng làm cái gì, ta chỉ hy vọng hết thảy dừng ở đây, đừng lại chế tạo không cần thiết ảnh hưởng, nếu không vô luận đối ngươi vẫn là đối ta đều là một loại lớn lao tổn thương. Địch Bình Thanh đại khái hiểu Vương Đồng An ý tứ, hắn cho rằng Tần Ngọc Kiều khả năng cho rằng Vương Đồng An không có vì nàng xuất lực, cho nên mới thẹn quá hóa giận, tiến tới xuất ra Vương Đồng An làm qua chuyện xấu đi uy hiếp hắn. Địch Bình Thanh cười nói, Vương Cục, người đối tiểu tần chiếu cố ta một mực nhìn ở trong mắt. Hiện tại tiểu tần mặc dù từ cục dân chính từ chức, cũng không có nghĩa là chúng ta quan hệ từ đây kết thúc, ta tin tưởng tiểu tần không đến mức ảnh vang đến chúng ta quan hệ, Vương Cục ngày sau sẽ còn tiếp tục chiếu cố ta. Vương Đồng An nói, nữ nhân một khi đánh mất lý trí, có thể làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn, người hy vọng nàng có thể trợ giúp ngươi, nhưng nàng làm sự tình lại là muốn hủy đi ngươi. Địch Tổng, ta đem lời làm rõ đi, Hứa Thuần Lương vì cái gì không có báo cảnh, vì cái gì không có khởi tố Tần Ngọc Kiều. Không phải là bởi vì nể tình ta, mà là Tần Ngọc Kiều cầm một chút liên quan đến ta danh dự sự tình cùng hắn làm một loại nào đó trao đổi. Địch Bình Thanh cười lắc đầu, không có khả năng. Tần Ngọc Kiều lại xuẩn cũng không có khả năng đem trong tay bài giao cho Hứa Thuần Lương, lá bài này là bọn hắn khống chế Vương Đồng An mấu chốt. Vương Đồng An nói, ta tại vị trí này bên trên một ngày tự nhiên sẽ chiếu cố ngươi một ngày, nhưng ta có một ngày nếu là rời đi, như vậy lại biến thành bộ dáng gì ta cũng không chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Địch Bình Thanh nghe ra Vương Đồng An trong lời nói uy hiếp, nếu là hắn xong, mọi người liền cùng nhau chơi đùa xong. Địch Bình Thanh ghét nhất người khác áp chế mình, nhưng là hắn lại không thể không nghe, tại Đông Châu hắn cùng Vương Đồng An ở giữa lợi ích buộc chặt rất sâu, nếu như Vương Đồng An xảy ra vấn đề, như vậy hắn cũng tướng đứng trước ban ngành liên quan trọng điểm chiếu cố. Địch Bình Thanh cho Vương Đồng An trước phái đưa một viên thuốc an thần, Vương Cục, ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng giải quyết chuyện này. Vương Đồng An hy vọng hắn có thể giải quyết, mặc dù Vương Đồng An mình đã tiến thoái lưỡng nan, nhưng là hắn tin tưởng Bình Thanh vẫn có năng lực này. Vương Đồng An sau khi đi, Địch Bình Thanh đi gặp Tần Ngọc Kiều, tâm tình cực độ ác liệt Tần Ngọc Kiều ngay tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến một trận nói đi là đi lữ hành, nàng hy vọng thông qua lần này đường đi chữa thương. Địch Bình Thanh đem Vương Đồng An vừa rồi nói với hắn nói cho Tần Ngọc Kiều, Tần Ngọc Kiều quả quyết phủ nhận mình uy hiếp Vương Đồng An sự thật, nàng không dám thừa nhận. Địch Bình Thanh lựa chọn tin tưởng Tần Ngọc Kiều, dù sao không có người sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình, lấy hắn đối Tần Ngọc Kiều hiểu rõ, nữ nhân này mặc dù không tính là thông minh tuyệt đỉnh nhưng là cũng không đần, tại đối phó Hứa Thuần Lương sự tình bên trên sở dĩ thất thủ, là bởi vì đối thủ quá khôn khéo, mà lại chủ ý là hắn ra, cho nên Bình Thanh nhiều ít vẫn là có chút áy náy. Tần Ngọc Kiều tự nhiên lại đem trách nhiệm hướng Vương Đồng An trên thân đẩy, nói Vương Đồng An không những không giúp đỡ ngược lại bỏ đá xuống giếng. Hắn khẳng định là để Hứa Thuần Lương bắt được nhược điểm, cho nên mới giúp đỡ Hứa Thuần Lương đối phó nàng. Tần Ngọc Kiều nói láo, nói Hứa Thuần Lương khả năng chụp lén đến nàng cùng Vương Đồng An lui tới ảnh chụp.
Địch Bình Thanh nằm mơ cũng không nghĩ tới chân tướng là Tần Ngọc Kiều bị Hứa Thuần Lương khống chế được tâm thần, dựa theo bình thường logic suy đoán, Vương Đồng An tổn đang vấn đề khả năng lớn hơn. Tần Ngọc Kiều nói, lão địch, người tại dân chính quan hệ rộng như vậy, chẳng lẽ liền Hứa Thuần Lương loại người này ngươi cũng không làm gì được. Địch Bình Thanh thở dài nói, ngươi biết là ai đem Hứa Thuần Lương điều đến cục dân chính sao? Tần Ngọc Kiều nói, nghe nói là Uông thư ký điểm tướng. Địch Bình Thanh nói, nếu như là dạng này ngược lại đơn giản. Tần Ngọc Kiều ngạc nhiên nói, chẳng lẽ hắn còn có càng lớn chỗ dựa? Địch Bình Thanh nói, tiền nhiệm Đông Châu Chu thư ký, gần nhất đi dân chính giảm tai ủy chủ trì công việc, là hắn thụ ý tướng Hứa Thuần Lương điều đến cục dân chính, người bây giờ còn cảm thấy động Hứa Thuần Lương dễ dàng sao? Tần Ngọc Kiều nói, giảm tai ủy cũng là dân chính thuộc hạ bộ môn. Địch Bình Thanh thở dài nói, ngươi không hiểu, hiện tại động đến hắn so động Vương Đồng An cũng khó khăn. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên não hải sáng lên, đúng à, Vương Đồng An người này đã không chịu hỗ trợ, lưu tại cục dân chính cũng không có quá nhiều chỗ dùng, huống chi hắn bị Hứa Thuần Lương cầm nhược điểm, Hứa Thuần Lương lợi dụng chuyện này áp chế hắn làm việc, vừa rồi Vương Đồng An liền dám dùng quan hệ giữa bọn họ đến uy hiếp hắn, Địch Bình Thanh lúc ấy liền sinh ra muốn động hắn ý nghĩ. Không có thể làm việc cho ta liền phải kịp thời vứt bỏ, cũng tốt hơn lưu hắn lại xung làm Hứa Thuần Lương đạo cụ. Dân chính bệnh viện gần nhất phát sinh một chút biến hóa, đầu tiên là Tần Ngọc Kiều từ chức, sau đó Ngô Sĩ Kỳ chuyện đương nhiên trên đỉnh đến trở thành mới viện trưởng, Ngô Sĩ Kỳ tiền nhiệm sau lập tức bỏ dở cùng Đông Châu Trung Y Viện hợp làm, cơ hồ tại đồng thời, đang trưng cầu cục lãnh đạo ý kiến về sau, Ngô Sĩ Kỳ đại biểu dân chính bệnh viện cùng Mộc Lan tập đoàn ký tên hợp tác kiến thiết khỏe mạnh trung tâm quản lý hiệp nghị. Mộc Lan tập đoàn chính thức đầu tư kiến thiết dân chính bệnh viện kiểm tra sức khỏe trung tâm, áp dụng song phương thức hợp tác, hô lên khẩu hiệu muốn rèn đúc trong nước nhất lưu khỏe mạnh trung tâm quản lý. Đông Châu Trung Y Viện không thể không tiếp nhận kết thúc hợp tác hiện thực, đi qua bọn hắn tại dân chính bệnh viện trước mặt cao cao tại thượng, chưa hề nghĩ tới dân chính bệnh viện sẽ chủ động cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ, viện trưởng Trương Vân Thanh lần này thế mà không có lựa chọn tiếp tục cố gắng, thậm chí đều không có cho Vương Đồng An gọi điện thoại tranh thủ một chút. Tại hiểu rõ dân chính bệnh viện sau khi quyết định, Trương Vân Thanh hạ đạt mau chóng tướng khôi phục khoa rời hồi vốn viện quyết định. Mình đi dù sao cũng so bị người khác cưỡng ép đuổi đi muốn trông tốt một chút. Làm đối dân chính bệnh viện đáp lại, Đông Châu Trung Y Viện làm ra tướng phụ thuộc bệnh viện chóc nhãn hiệu quyết định, cái này nhiều ít cũng coi là giữ có chút mặt mũi. Tần Ngọc Kiều từ chức không bao lâu, Vương Đồng An cũng sinh bệnh nhập viện rồi, hắn không có lựa chọn ở tại dân chính bệnh viện. Cũng không có lựa chọn tiến về bản học cũ chủ chính Đông Châu Trung Y Viện, mà là lựa chọn Trường Hưng Bệnh Viện. Vương Đồng An không phải giả bệnh, hắn bởi vì gần nhất tấp nập ngực đau nhức mà quyết định đi làm cái toàn thân kiểm tra sức khỏe, kết quả phát hiện phải phổi bên trên lá rành chỗ, sơ bộ kiểm tra không thể lạc quan. 1. Đông Châu tốt nhất ngực ngoại khoa chuyên gia chính là Trường Hưng Thư Viễn Hàng, Vương Đồng An cũng là nhờ quan hệ tiến vào Thư Viễn Hàng phòng, nói đến hắn cái này quan hệ chính là Đông Nghiễm Sinh. Đông Nghiễm Sinh từ bộ đội phục hồi như cũ thời điểm đã từng bị phân phối đến cục dân chính, hắn cùng Vương Đồng An chính là khi đó nhận biết, Đông Nghiễm Sinh tính cách cương liệt, tại thể chế bên trong công việc tự nhiên so ra kém khéo léo Vương Đồng An. Đông Nghiễm Sinh mặc dù xem thường Vương Đồng An loại người này, cùng hắn cũng không tính được bằng hữu, nhưng là một khi người ta có chuyện tìm bên trên mình, vẫn là sẽ hết sức hỗ trợ. Nghe nói Vương Đồng An sinh bệnh nằm viện, Hứa Thuần Lương phản ứng đầu tiên con hàng này là giả bệnh. Đặc địa gọi điện thoại tìm Thư Viễn Hàng xác nhận một chút, không nghĩ tới tình huống thế mà vô cùng nghiêm trọng, liền Vương Đồng An bệnh tình đến xem, liền tính giải phẫu thành công, hắn đại khái suất cũng vô pháp gánh chịu trước mắt lãnh đạo làm việc. Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian thông chi Tống Tân Vũ đạt được tin tức này về sau thật sự là mừng rỡ như điên, hắn nằm mộng cũng nhớ Vương Đồng An tranh thủ thời gian lui xuống đi, không nghĩ tới một ngày này lại đột nhiên đến, càng không có nghĩ tới là lấy phương thức như vậy. Kỳ thật Vương Đồng An cho tới nay đối với hắn cũng xem là tốt, Tống Tân Vũ về tình về lý đều hẳn là đi thăm viếng một chút. Hắn gọi lên Hứa Thuần Lương, cùng ngày hai người liền cùng đi Trường Hưng Bệnh Viện. Hứa Thuần Lương không muốn kinh động Trường Hưng Bệnh Viện lão đồng sự, trước đó cũng không có liên hệ bất luận kẻ nào, hắn cùng Tống Tân Vũ từ bãi đỗ xe ra, vừa vặn gặp được chính dẫn một đám người tiến hành lớn kiểm tra phòng Triệu Phi Dương. Một đoạn thời gian không gặp, Triệu Phi Dương rõ ràng gầy rất nhiều. Tóc cũng thưa thớt không ít, mắt trần có thể thấy già yếu, từ khi Xích Đạo vốn liếng nhập chủ Trường Hưng, có thể điều động tiền bạc xác thực so với quá khứ nhiều, nhưng là Triệu Phi Dương tiếp nhận áp lực cũng biến thành càng lúc càng lớn,
Xích đạo vốn liếng tân nhiệm CEO Nhâm Thiên Giã quá mức khôn khéo, mà lại làm người cực kỳ cường thế. Triệu Phi Dương hiện tại tình trạng như dẫm trên băng mỏng, thời khắc đều có bị Nhâm Thiên Giã thay đổi khả năng, cho nên trong khoảng thời gian này hắn cũng là dốc hết toàn lực hung ác bắt nghiệp vụ, chỉ có xuất ra thực sự thành tích mới có thể thủ tín tại vị này người lãnh đạo trực tiếp, nghĩ theo ngang nhiên xông qua thể chế bên trong những cái kia xáo lộ ứng phó nhưng không dễ dàng như vậy. Đối diện gặp nhau, đối diện lại là đã đi qua lão lãnh đạo lão đồng sự, Hứa Thuần Lương khẳng định không thể giả dạng làm không biết, hắn cười nghênh đón Triệu Viện, người tốt. Triệu Phi Dương cũng cười cùng hắn lên tiếng chào hỏi, Thuần Lương, đến Trường Hưng cũng không nói trước thông báo một tiếng, ta an bài xong chuyên gia tiếp đãi ngươi, chúng ta ngay tại lớn kiểm tra phòng đâu. Hứa Thuần Lương đem bên người Tống Tân Vũ giới thiệu cho Triệu Phi Dương nhận biết, Triệu Phi Dương mau chóng tới cùng Tống Tân Vũ nắm tay, hắn kỳ thật đã biết cục dân chính cục trưởng Vương Đồng An ở tại bọn hắn bệnh viện tin tức, cũng đi qua thăm viếng qua, đoán được Hứa Thuần Lương cùng Tống Tân Vũ tới chính là vì thăm viếng lãnh đạo. Triệu Phi Dương đưa ra để viện xử lý chủ nhiệm cùng đi Hứa Thuần Lương bọn hắn đi một chuyến, Hứa Thuần Lương biểu thị không có cần thiết này, hắn đối Trường Hưng cũng không phải không quen, mà lại Thư Viễn Hàng cũng là hắn anh em tốt. Triệu Phi Dương lại khách khí vài câu, nói đợi lát nữa liên hệ bọn hắn, giữa trưa tại phòng ăn tiếp đãi một chút, mặc dù hắn cùng Hứa Thuần Lương ở giữa sớm đã có rất sâu vết rách, nhưng là trên mặt mũi vẫn là phải chiếu cố đến. Hứa Thuần Lương cùng Tống Tân Vũ đi vào ngực ngoại khoa phòng bệnh. Thư Viễn Hàng ở văn phòng các loại lấy bọn hắn đâu, Thư Viễn Hàng đầu tiên cho bọn hắn giới thiệu một chút Vương Đồng An bệnh tình, còn xuất ra CT phiến cho bọn hắn nhìn. Tống Tân Vũ hôm nay tới mục đích là muốn xác nhận Vương Đồng An bệnh tình, nghe Thư Viễn Hàng kể xong, hắn có thể kết luận Vương Đồng An muốn thoái vị, hắn nhất định phải lập tức hành động, nhưng vấn đề là, cấp trên có thể hay không để hắn tiếp nhận Vương Đồng An, trên lý luận hắn là đệ nhất nhân tuyển, nhưng là một ngày không có chính thức bổ nhiệm, một ngày liền sẽ tồn tại biến số. Tại phòng thầy thuốc làm việc ngây người hơn 10 phút, Hứa Thuần Lương đề nghị Tống Tân Vũ đi trước thăm viếng Vương Đồng An, dù sao có mấy lời ba người cùng một chỗ nói không tiện. Tống Tân Vũ cũng có ý đó, hắn muốn làm bột nghe một chút Vương Đồng An đến cùng có ý nghĩ gì. Vương Đồng An mặc quần áo bệnh nhân lẻ loi trơ trọi ngồi tại một mình trong phòng bệnh, vô luận là Trường Hưng bệnh viện lãnh đạo vẫn là phòng chủ nhiệm đối với hắn hay là vô cùng chiếu cố. Biết được bệnh tình của mình về sau, Vương Đồng An thế mà bình tĩnh rất nhiều. Hồi trước bởi vì Tần Ngọc Kiều sự tình, tâm tình thấp thỏm, không cách nào yên giấc, có thể nói hắn tựa như là chờ đợi tuyên án tù phạm. Hiện tại Thượng Thiên cho hắn tuyên án tử hình, Vương Đồng An cho rằng cái này có lẽ chính là hắn báo ứng, hắn tình nguyện chết bệnh cũng không muốn thân bại danh liệt. Tống Tân Vũ cầm một bó hoa đi tới trong phòng bệnh, nắm ra yêu thương biểu lộ, Vương Cục. Vương Đồng An biểu hiện được phi thường bình tĩnh, đến rồi. Hắn mới không tin Tống Tân Vũ sẽ cảm thấy bi thương. Hiện tại cao hứng nhất khả năng chính là hắn, chỉ có mình rời đi vị trí này, Tống Tân Vũ mới có thể ngồi lên đi, nguyên bản cũng không mấy năm, chuyện sớm hay muộn. Tống Tân Vũ nói, Vương Cục, tại sao có thể như vậy, chúng ta hàng năm đều làm kiểm tra người, ta nhớ được 3 tháng trước mới tại Trung y viện kiểm tra sức khỏe trung tâm làm qua kiểm tra sức khỏe. 1. Vương Đồng An nói, ta nghe thư bác sĩ nói, cũng không bài trừ phát triển rất nhanh khả năng. Kỳ thật trong lòng của hắn phi thường khó chịu. Hắn cho rằng Trung y viện kiểm tra sức khỏe đơn thuần qua loa, nếu như tại lần trước kiểm tra sức khỏe bên trong phát hiện phải phổi bên trên dành chỗ, hiện ở thủ thuật sau tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn, có khả năng chỉ tận gốc, trước mắt đã trải qua bỏ qua trị liệu thời cơ tốt nhất. Tống Tân Vũ nói, ta quay đầu yêu cầu bọn hắn điều tra thêm đi qua kiểm tra sức khỏe ghi chép, có phải hay không tồn tại để lọt xem bệnh khả năng. Vương Đồng An thở dài nói, được rồi, đây chính là mệnh của ta, ngươi cũng đừng giày vò. Tống Tân Vũ nói, Vương Cục, ta mới từ thư bác sĩ ở đâu tới, hắn nói giải phẫu xác suất thành công rất cao, giống người loại tình huống này thuật hậu khả năng chỉ tận gốc, sẽ không tái phát. Vương Đồng An lạnh nhạt cười nói, ngươi liền không cần an ủi ta, bệnh tình của ta ta tự mình biết, tiểu Tống, ta loại tình huống này, về sau chỉ sợ muốn trường kỳ cùng bệnh ma làm đấu tranh, cục dân chính phương diện phải nhờ vào ngươi. Tống Tân Vũ giả mù sa mưa nói, Vương Cục, ta đối công việc bây giờ đã rất thỏa mãn. Về phần cái khác hết thảy tốt hơn theo duyên đi. Vương Đồng An trong lòng tự nhủ ngươi còn có thể càng dối trá một chút sao. Thật sự cho rằng lão tử không biết, ngươi hôm nay căn bản cũng không phải là qua tới thăm ta, ngươi mẹ nó là muốn nhìn ta có phải thật vậy hay không bị ung thư, ngươi ước gì ta sớm một chút chết. Tống Tân Vũ cùng Vương Đồng An ở giữa cũng không có nhiều tiếng nói chung, một cái giả mù sa mưa ân cần thăm hỏi,
một cái giả vờ giả vịt thấm thía bàn giao, rất có đem cục dân chính giao phó cho Tống Tân Vũ ý tứ. Tống Tân Vũ đối Vương Đồng An thành ý ngược lại là không có quá nhiều hoài nghi, dù sao người sắp chết lời nói cũng thiệt, cố gắng Vương Đồng An lương tâm phát hiện, Tống Tân Vũ cũng không có ý định ở lâu, hắn cùng Vương Đồng An nghĩ đến một chỗ, tất cần mau chóng hoạt động một chút, tranh thủ lãnh đạo tán đồng, con vịt mặc dù đun sôi, nhưng là không bài trừ đột nhiên bay tới một con diều hâu đem nó điêu đi khả năng, lại nói Hứa Thuần Lương còn ở bên ngoài đâu, cũng không tốt đều khiến hắn các loại. Tống Tân Vũ cùng Hứa Thuần Lương trước đó đã hẹn, cũng không có nói ra Hứa Thuần Lương cũng tới sự tình, dù sao Vương Đồng An lập tức liền muốn gặp được hắn. Tống Tân Vũ chân trước vừa đi, Hứa Thuần Lương chân sau liền tiến đến. Vương Đồng An nhìn thấy Hứa Thuần Lương không tự chủ được đem lông mày cho nhăn đi lên, người này chính là mình chúng đích ma tinh, bản đến chính mình tại cục dân chính cương vị lãnh đạo bên trên nhiều năm như vậy xuôi gió xuôi nước, nhưng từ khi Hứa Thuần Lương đến, hắn phiền phức liền theo nhau mà tới. Tao ngộ sự nghiệp thung lũng, nữ nhân phản bội, hiện tại lại bị ung thư phổi, thật sự là họa vô đơn chí, tất cả đây hết thảy đều là Hứa Thuần Lương mang đến cho hắn. Hứa Thuần Lương cười nói, Vương Cục, ta nghe nói ngươi ngã bệnh, cho nên ghé thăm ngươi một chút. Hắn đem trong tay dinh dưỡng phẩm để dưới đất. Vương Đồng An lạnh lùng nói, ta không cần, ngươi tất cả đều lấy về. Hứa Thuần Lương nói, ngươi đây là giận ta, kia liền không cần thiết đi, ngươi không cần lo lắng. Thư Viễn Hàng là ta anh em tốt, thủ thuật của hắn trình độ phóng nhãn trong nước cũng được xưng tụng nhất lưu. Vương Đồng An trong lòng cái này phiền muộn a, Thư Viễn Hàng là hắn ca môn. Đây là ám chỉ ta lại phạm tại bạn hắn trong tay, bất quá ngẫm lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Hứa Thuần Lương đi qua chính là từ Trường Hưng đi ra, hắn nhận biết Thư Viễn Hàng không thể bình thường hơn được. Vương Đồng An thanh âm có chút trầm thấp, tiểu Hứa, ta đã bộ dáng này, đối ngươi cũng không có giá trị. Ngươi liền không cần nhìn chuyện cười của ta. Trong lời nói cất giấu cầu khẩn ý tứ, ngươi nhà buông tha ta được không tốt, ta đều phải chết người. Một, Hứa Thuần Lương nói, Vương Cục, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta hôm nay thật không phải sang đây xem ngươi chê cười, ngươi ngã bệnh, ta cũng phi thường đồng tình ngươi, ta vừa mới còn lặp đi lặp lại căn dặn thư bác sĩ nhất định phải xuất ra trạng thái tốt nhất giúp ngươi khai đao. Một, Vương Đồng An nói, ta đã hướng tổ chức nâng lên ra từ đi chức vụ. Thân thể của ta trạng thái là không thể nào tiếp tục gánh chịu cục dân chính lãnh đạo làm việc, mà lại ta niên kỷ cũng lớn. Tuổi tác lớn khẳng định không phải Vương Đồng An lui ra tới lý do, nguyên nhân chân chính là hắn sợ hãi, cùng lưu tại trên cương vị hoảng sợ không chịu nổi một ngày, còn không bằng thừa cơ hội này lui ra đến. Vương Đồng An phi thường thanh sở, những người này là sẽ không ở một cái mất đi giá trị lợi dụng trên thân người lãng phí tinh lực. Hứa Thuần Lương nói, Vương Cục đánh cho một tay tính toán A. Vương Đồng An một mặt ủy khuất nhìn qua Hứa Thuần Lương, tiểu Hứa, ngươi không thể nói như vậy, ta đều nhanh chết người, ta còn có cái gì tính toán nhưng đánh. Hứa Thuần Lương nói, ngươi có phải hay không cho là mình nhiễm bệnh liền có thể triệt tiêu dĩ vãng phạm hết thảy sai lầm. Ngươi bị bệnh liền có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Cũng không cần đối với mình quá khứ hành vi phụ trách. Nếu như vậy lời nói, muốn pháp luật làm gì? Vương Đồng An hít vào một ngụm khí lạnh, Hứa Thuần Lương không buông tha. Đây rõ ràng là muốn đem mình đưa vào đi mới cam tâm, hắn nhẹ gật đầu, được, người đi báo cáo ta, ta hiện tại cái dạng này mặc kệ pháp viện làm sao phán, cuối cùng cũng phải phóng thích. Hứa Thuần Lương thật sự là phục loại người này ra mặt, hắn đối với mình phạm qua sai liền không có một chút xíu nghĩ lại. Không có một tơ một hào áy náy chi tình. Hứa Thuần Lương trong lòng chỉ có một điểm thương hại cũng lập tức hóa thành mây khói, lạnh lùng nhìn qua Vương Đồng An nói, chứ cùng ta chơi bộ này, muốn làm lưu manh. Ngươi còn thiếu hỏa hầu, lão Vương, ngươi có thể không cần mặt, lão bà ngươi hài tử có xấu hổ hay không? Cha ngươi mẹ ngươi có xấu hổ hay không? Vương Đồng An xuất phát từ nội tâm rung động run một cái, chết không đáng sợ, nhưng hắn dựng lên cả một đời hảo nhi tử, hảo trượng phu, tốt người của phụ thân thiết, một khi sụp đổ đối gia đình của hắn tới nói, vậy sẽ là có tính chất hủy diệt đả kích. Vương Đồng An run giọng nói, tiểu Hứa, ta tự hỏi không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn dạng này nhằm vào ta? Hứa Thuần Lương nói, ta không phải nhằm vào ngươi, ta là thế thiên hành đạo, ta không nhìn được nhất như ngươi loại này bên ngoài ra vẻ đạo mạo, bí mật nam đạo nữ sướng ra hỏa, chính ngươi cũng tốt tốt nghĩ lại một chút, những năm này, ngươi làm nhiều ít có lỗi với quốc gia cùng nhân dân sự tình. Một, Vương Đồng An nói, ta thừa nhận ta có tội, thế nhưng là ta đã không thể giúp ngươi cái gì, ta lập tức liền lui ra tới, cục dân chính chẳng mấy chốc sẽ có mới người quản lý, ngươi bắt lấy ta đuổi đánh tới cùng cũng không có cái gì ý nghĩa.
Hứa Thuần Lương kéo ghế tại bên cạnh hắn ngồi xuống, không nhanh không chậm nói, lão Vương, người suy nghĩ một chút mình còn có giá trị gì. Vương Đồng An song tay thật chặt nắm quyền, Hứa Thuần Lương đã hỏi như vậy, liền chứng minh hắn còn muốn từ mình nơi này được cái gì, để cho mình đề cử hắn đương cục trưởng. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, tư lịch của hắn quá nhỏ bé, coi như mình nguyện ý đề cử, đến cấp trên cũng phải lấy xuống. Vương Đồng An cũng hy vọng mình có giá trị, nếu như mình không có sinh bệnh, còn có thể tiếp tục tại cục dân chính người đứng đầu vị trí bên trên làm tiếp, Hứa Thuần Lương trong ngắn hạn chắc chắn sẽ không báo cáo mình, sẽ còn áp chế mình giúp hắn làm càng nhiều chuyện hơn, không chỉ Hứa Thuần Lương, còn có Bình Thanh, bọn hắn đều muốn lợi dụng chính mình. Nghĩ đến địch Bình Thanh, Vương Đồng An đột nhiên liền hiểu, Hứa Thuần Lương chân chính muốn đối phó người là địch Bình Thanh, trước đây xuất thủ đối phó Tần Ngọc Kiều cũng là bởi vì địch Bình Thanh. Vương Đồng An nói, địch Bình Thanh thì người rất giảo hoạt, người bắt không được hắn chứng cứ. Hứa Thuần Lương nói, hắn cùng Tần Ngọc Kiều quan hệ ngươi hẳn là rõ ràng a. Vương Đồng An không nói gì, đầu cúi giống cái dấu hỏi. Hứa Thuần Lương nói, không có ngượng ngùng gì, địch Bình Thanh lợi dụng Tần Ngọc Kiều đến khống chế ngươi. Vương Đồng An nói, không có chứng cứ, coi như ngươi đem chuyện này chọc ra đến, cũng tác động đến không đến địch Bình Thanh, nhiều nhất là ta khí tiết tuổi già khó giữ được. Tần Ngọc Kiều cũng chính là thanh danh bên trên thụ điểm ảnh hưởng, ta không có kinh tế hỏi đề, địch Bình Thanh không cho ta đưa hành lễ, ta cũng không dám thu bất luận người nào tài vật. Hứa Thuần Lương ngược lại là tin tưởng hắn, bởi vì trước đây an bài Đinh Tứ giúp Vương Đồng An phụ mẫu cựu cải cách nhà ở tạo, Vương Đồng An đều biểu hiện được vô cùng cẩn thận, không khỏi cười nói, thật sự là không hiểu rõ, người cẩn thận như vậy người cư nhưng sẽ ở lật thuyền trong mương. Vương Đồng An thầm than. Lão tử không phải liền là lật tại Tần Ngọc Kiều trong khe cống ngầm nha, hắn thấp giọng nói, địch Bình Thanh ở trên đầu có quan hệ, hắn cùng dân chính người đứng đầu Đàm Tân Dân là bạn học thời đại học, hai người hay là tương lai nhi nữ thân gia, cho nên hắn mới có thể đem dưỡng lão sản nghiệp làm được tốt như vậy, người suy nghĩ một chút, liền hắn bối cảnh này, ai dám không nể mặt hắn. 1. Hứa Thuần Lương kỳ thật đã sớm thông qua phụ thân điều tra ra địch Bình Thanh bối cảnh, Vương Đồng An là thật sợ. Cho nên ngược lại hạt đậu một dạng tướng Bình Thanh bí mật đều nói ra. Hứa Thuần Lương nói, ngươi biết không, coi như ngươi không có sinh bệnh, có người cũng dự định động tới ngươi. Vương Đồng An sửng sốt một chút, nhìn qua Hứa Thuần Lương, ngươi nói là. Hứa Thuần Lương nói, đối địch Bình Thanh tới nói ngươi đã mất đi giá trị. Vương Đồng An nhẹ gật đầu, cười khổ nói, ta đích xác không có giá trị, tiểu Hứa, ta biết sự tình đều nói cho ngươi, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Đừng ở ta nơi này trồng trên thân người lãng tốn thời gian, lập tức liền sẽ có mới lãnh đạo tới. Hứa Thuần Lương nói, người đối Tống Tân Vũ thấy thế nào? Vương Đồng An lắc đầu, hắn không thể tiếp lớp của ta. Hứa Thuần Lương nghe hắn nói đến như thế chắc chắn, không khỏi có chút hiếu kỳ, vì cái gì? Vương Đồng An nói, Tống Tân Vũ người này rượu ngon, háo sắc, tham tài, mặc dù hắn che giấu rất khá, nhưng là chỉ cần làm liền sẽ có nhược điểm. Hứa Thuần Lương nhíu mày, nói như vậy ngươi có thóp của hắn. Vương Đồng An thở dài nói, hắn cho ta làm nhiều năm như vậy phụ tá, ta đương nhiên muốn lưu ý hắn, muốn thóp của hắn còn không dễ dàng, chỉ cần cho hắn sáng tạo mấy lần cơ hội. Hứa Thuần Lương nói, ngươi định đem hắn cho kéo xuống. Vương Đồng An lắc đầu nói, ta đương nhiên sẽ không như thế làm, nhưng địch Bình Thanh sẽ làm như vậy, người này nhìn vấn đề dài vô cùng xa, trong tay hắn có Tống Tân Vũ rất nhiều liệu. Nếu như Tống Tân Vũ tiếp ta ban, địch Bình Thanh khẳng định sẽ dùng trong tay những này hắc liệu đi áp chế Tống Tân Vũ. Hứa Thuần Lương thầm than, Tống Tân Vũ bày ra như thế một vị cấp trên cũng đủ xui xẻo, không có vấn đề, cấp trên giúp ngươi sáng tạo vấn đề, mục đích đúng là bắt lại ngươi hắc liệu về sau tốt tiến hành khống chế. Vương Đồng An lại nói, kỳ thật Tống Tân Vũ là không thể nào, cấp trên hướng vào tiếp lớp của ta người không phải hắn, ta nghe nói là khu công nghệ cao đảng công ủy Trương Tùng. Hứa Thuần Lương trong lòng lại là giật mình, Trương Tùng là Chu thư ký đi qua thư ký, tại Chu thư ký gặp được nguy cơ thời điểm, Trương Tùng người này lại lông tóc không thương, cuối cùng còn đi khu công nghệ cao đảm nhiệm người đứng đầu, chẳng lẽ là Chu thư ký an bài. Nghĩ lại, khả năng không lớn, Chu thư ký hẳn là sẽ không đề cử Trương Tùng người này. Vương Đồng An nói, tiểu Hứa, đến Uông thư ký này cấp độ, cân bằng thuật là bọn hắn thường dùng nhất thủ pháp, cho dù hắn tín nhiệm ngươi. Cũng không có khả năng mặc cho ngươi một nhà độc đại, sẽ an bài lực lượng tiến hành ngăn được, ngươi sẽ không thật sự cho rằng hắn đối cục dân chính gần nhất phát sinh một dãy chuyện làm như không thấy a. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu,
Vương Đồng An dù sao cũng là cá thể chế tên giảo hoạt, đối bên trong thể chế xáo lộ có cực kỳ khắc sâu nhận biết. Hiện tại Uông Kiến Minh cùng đi qua Chu thư ký đều là giống nhau, bọn hắn đều đem mình làm một cái mở đường tiên phong, nhưng là bọn hắn lại sợ mình gây đau này quá nhanh, mỗi đến mình đại sát tứ phương thời điểm, liền muốn an bài một thanh vỏ đao ra, nghĩ để cho mình thu điểm phong mang, để tránh cho bọn hắn tạo thành phiền phức. Hứa Thuần Lương nói, Trương Tùng cùng Bình Thanh quan hệ như thế nào? Vương Đồng An nói, rất tốt, bất quá Trương Tùng ở bên kia làm rất tốt, hắn không muốn tới. Hứa Thuần Lương đứng dậy đi hướng phía trước cửa sổ, nhìn thấy dưới lầu Triệu Phi Dương xuất lĩnh lấy bệnh viện một đám trung tầng cán bộ mới từ ngoại khoa lâu rời đi. Hứa Thuần Lương nói, ta nhớ được ngươi còn có 2 năm A. Vương Đồng An nói, hiện tại tối đa cũng chính là 1 tháng, ta đoán chừng chậm nhất đầu tháng sau liền sẽ tuyên bố kế nhiệm nhân tuyển. Hứa Thuần Lương nói, ngươi kỳ thật có cơ hội làm đầy 1 năm. Vương Đồng An sửng sốt một chút, cái gì? Hứa Thuần Lương nói, giải phẫu sau ngươi có thể tiếp tục công việc, tiếp tục phát huy nhiệt lượng thừa. Vương Đồng An nói, không thể nào, tay ta thuật hậu còn muốn thả trị bệnh bằng hóa chất, thân thể của ta không có khả năng ủng hộ. Hứa Thuần Lương nói, thu hồi đơn từ chức, hướng lãnh đạo xin chỉ thị ngươi muốn tiếp tục công việc, sinh mệnh bất tức. Vương Đồng An trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nói, giúp ta đối phó Bình Thanh, ta muốn để hắn lăn ra Đông Châu. Vương Đồng An nói, ta, hiện tại là có lòng không đủ lực. Hứa Thuần Lương nói câu ngươi không thích nghe, ngươi thuật hậu thả trị bệnh bằng hóa chất khang phục khả năng cũng không lớn, thả trị bệnh bằng hóa chất thống khổ ngươi hẳn là rõ ràng, nếu như ngươi giúp ta giải quyết chuyện này, ta có thể dùng trung y phương pháp trợ giúp ngươi thuật hậu khôi phục, nếu như ngươi không tin, có thể đi hỏi một chút Đông Tổng, các ngươi cũng coi là bạn cũ, ngươi hỏi hắn chúng ta Hứa gia tổ truyền bí phương có phải hay không linh nghiệm. Vương Đồng An ngơ ngác nhìn qua Hứa Thuần Lương, người này chẳng lẽ vẽ lên cái bánh nướng cho ta? Để cho ta sinh mệnh bất tức, đây là muốn để cho ta vì hắn bán mạng. Hứa Thuần Lương nói, địch Bình Thanh sự tình ngươi biết nhiều nhất, ngươi đối với hắn hiểu rõ cũng phi thường rõ ràng. Thế nhưng là, Tần Ngọc Kiều. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi lo lắng hắn cầm Tần Ngọc Kiều sự tình áp chế ngươi, một thanh kiếm hai lưỡi, hắn có thể uy hiếp ngươi. Hắn cùng Tần Ngọc Kiều cũng có một chân. Vương Đồng An mặt mo phát sốt, mình cùng địch Bình Thanh anh em đồng hao sự thật bị hắn nói ra. Hứa Thuần Lương nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, giải phẫu xuất viện cũng chính là nửa tháng, lại có nửa tháng thời kỳ dưỡng bệnh, một tháng sau ngươi liền có thể gần như hoàn toàn khôi phục, vẫn có thể trở về làm ngươi cục trưởng, Tần Ngọc Kiều sự tình xem như lật thiên, ngươi tại vị trong lúc đó đã làm nhiều lần chuyện sai lầm, không thể đào hầm không lấp a. Cái này thời gian 2 năm ngươi vừa dễ dàng đổi chính sai lầm của mình, làm ra một chút đền bù, lão Vương, chẳng lẽ ngươi không muốn làm người tốt? Vương Đồng An ừng ực nuốt ngụm nước bọt, người tốt. Đương kim thế giới này làm người tốt so làm người xấu khó nhiều, bất quá chỉ cần có thể sống sót ai nguyện ý lựa chọn đi chết a. Dứt bỏ Hứa gia kháng ung thư bí phương có hữu hiệu hay không tạm không nói đến, chỉ cần cùng Hứa Thuần Lương đứng tại mặt trận thống nhất bên trên, Hứa Thuần Lương chắc chắn sẽ không báo cáo chính mình. Địch Bình Thanh cái này hỗn đản, vậy mà muốn đem ta đá mở. Nếu như không phải ngươi phái Tần Ngọc Kiều cô nương kia đến dụ hoặc ta, ta làm sao lại rơi xuống hôm nay bị động hoàn cảnh, nghĩ tới đây, Vương Đồng An đã làm ra quyết định, tiểu Hứa, ta có thể rút về đơn từ chức, nhưng là lãnh đạo cấp trên an bài thế nào không phải ta có thể quyết định. Hứa Thuần Lương nói, yên tâm đi, lãnh đạo cấp trên chắc chắn sẽ không động một nguyện ý là sự nghiệp cách mạng kính dâng trung thân đồng chí tốt. Nói không chừng sẽ còn đem ngươi trở thành mẫu mực tiến hành tuyên truyền đâu. Vương Đồng An ra mặt dù dày, giờ phút này cũng không nhìn được có chút đỏ mặt, hắn tính cái gì mẫu mực, làm lãnh đạo xem như hắn cái dạng này quả thực là thẹn với người nhà, thẹn với nhân dân, thẹn với lãnh đạo, thẹn với quốc gia. Hứa Thuần Lương nói không sai, mình không thể bởi vì trận này bệnh liền lựa chọn trốn tránh, trên thực tế mình cũng là trốn tránh không được, còn không bằng thừa dịp sau cùng hơn 2 năm làm chút chuyện tốt. Đền bù mình trước đây sai lầm. Đương nhiên Hứa Thuần Lương tiểu tử này khẳng định không phải hạng người lương thiện, hắn cũng không phải một lòng vì nước là dân, mục đích thực sự là muốn đối phó địch Bình Thanh, được chứng kiến Hứa Thuần Lương trước đây thủ đoạn, Vương Đồng An đối với hắn tăng thêm không ít lòng tin, cùng tại địch Bình Thanh trưởng khống hạ càng lún càng sâu, còn không bằng thay đổi lề lối, cùng Hứa Thuần Lương hợp tác chí ít có chuyển cơ khả năng. Vương Đồng An nói, mẫu mực ta là không mặt mũi cầm cố, tiểu Hứa, ngươi nói đúng. Ta không nên sớm như vậy liền từ bỏ, ta còn muốn là đảng cùng nhân dân làm chút chuyện.
Hứa Thuần Lương rời đi thời điểm lại đi một chuyến thư viễn hàng văn phòng, đem mình chuẩn bị dùng tổ truyền bí phương trợ giúp Vương Đồng An kháng ung thư sự tình nói. Thư viễn hàng không rõ ràng quan hệ giữa bọn họ, còn cho là bọn họ đồng sự tình thâm, cảm khái nói, Thuần Lương, Vương Đồng An nhận biết ngươi thật sự là vận mệnh của hắn. Thư viễn hàng phi thường rõ ràng Hứa Thuần Lương năng lực, Hứa Thuần Lương có thể nói là hắn gặp qua lợi hại nhất trung y, phụ thân bệnh bạch huyết chính là phục dụng hồi xuân đường bí phương về sau khỏi hẳn, liền thê tử của hắn huyết dịch khoa chuyên gia Nguyễn Tinh Mai đều nhìn mà than thở. Hứa Thuần Lương đã nguyện ý xuất thủ, Vương Đồng An khang phục khả năng rất lớn. Thư viễn hàng tướng mình quyết định giải phẫu phương án hướng Hứa Thuần Lương nói một lần, Hứa Thuần Lương đối phương án của hắn cũng không quan tâm, hắn đối thư viễn hàng giải phẫu trình độ có lòng tin. Hai người nói chuyện trời đất thời điểm, Triệu Phi Dương gọi điện thoại tới, nói cho Hứa Thuần Lương giữa trưa nhà ăn phòng ăn đã chuẩn bị xong, để hắn lưu lại ăn cơm. Hứa Thuần Lương cũng không có cự tuyệt, biểu thị chờ một lúc liền đi qua. Để điện thoại xuống, Hứa Thuần Lương đem chuyện này nói cho thư viễn hàng, Triệu Phi Dương cũng thông chi thư viễn hàng. Thư viễn hàng nói, Triệu viện cũng không dễ dàng, gần nhất áp lực thật lớn, Đông gia mặc dù thay đổi, nhưng là cái này xích đạo vốn liếng nhưng so sánh quá khứ lợi hại hơn nhiều, bọn hắn CEO Nhâm Thiên Giã ta gặp một lần, rất không giản đơn. 1. Hứa Thuần Lương nói, đúng rồi, ta nghe nói xích đạo tổng giám đốc Loan Ngọc Xuyên lại nhập viện rồi. Thư viễn hàng nói, ở tại tỉnh Nhân Y, hắn đương nhiên sẽ không tới Trường Hưng xem bệnh. Hứa Thuần Lương cười nói, vậy nhưng chưa hẳn, Trường Hưng bệnh viện mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là khoa tim mạch thư bác sĩ đây chính là đỉnh tiêm chuyên gia. Thư viễn hàng cười ha hả, người cũng đừng khó coi ta, nhất sơn còn có nhất sơn cao, đỉnh tiêm thì hai chữ ta nhưng không dám nhận, đúng, người tại cục dân chính công việc còn thuận lợi sao? Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, người nhìn ta cùng lãnh đạo chỗ được nhiều tốt. 1. Thư viễn hàng nói, về sau dự định triệt để rời đi hệ thống vệ sinh rồi. Lúc trước ta còn thực sự động qua tâm nghĩ, chờ bệnh truyền nhiễm viện tân y viện xây xong, ta đi cấp người hỗ trợ khai cương thác thổ. Hứa Thuần Lương nói, làm việc tốt thường gian nan, cái này không chúng ở giữa bị người cho tiệt hồ nha. Nhìn đến thời gian không còn sớm, cũng không tốt để Triệu Phi Dương đợi lâu, kêu lên thư viễn hàng cùng đi nhà ăn. Trường Hưng bệnh viện nhà ăn trùng tu sau mới đổi thầu khoán, lầu 2 có 3 căn phòng nhỏ, trong đó một cái là chuyên môn là viện lãnh đạo phục vụ. Triệu Phi Dương phi thường rõ ràng, giữa người và người một khi có vết rách, rất khó khôi phục lúc trước. Nhớ năm đó hắn nhận biết Hứa Thuần Lương thời điểm, Hứa Thuần Lương vẫn chỉ là một cái mới vừa tiến vào chỗ làm việc cái gì cũng đều không hiểu tuổi trẻ người. Hắn một lần muốn đem Hứa Thuần Lương phát triển thành đi theo làm tùy tùng tiểu đệ, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện Hứa Thuần Lương rất khó khăn khống chế. Mấy năm này, Hứa Thuần Lương xuôi gió xuôi nước xuân phong đắc ý, mà hắn lại tại sự nghiệp cùng gia đình bên trên khi thắng khi bại. Triệu Phi Dương không thể không cảm thán tạo hóa trêu ngươi. Hắn lớn nhất cơ hội nguyên bản ký thác vào Kiều Như Long trên thân, nhưng Kiều Như Long lại tại trước đây không lâu từ bỏ Trường Hưng, Kiều Như Long rời khỏi, để Triệu Phi Dương trong nháy mắt đã rơi vào tứ cố vô thân hoàn cảnh. Hiện tại hắn mặc dù vẫn là Trường Hưng viện trưởng, nhưng là quyền lực của hắn so đi lên càng thêm bị hạn chế, Triệu Phi Dương gần nhất thường xuyên đang nghĩ, nếu như lúc trước mình không có dẫn vào Hoa Niên, nếu như không có công tư hợp doanh, như vậy hắn còn có thể tiếp tục gối cao không lo ngay trước hắn viện trưởng, vẫn hưởng thụ chính sự cấp đãi ngộ, mình giày vò cái này một vòng không để cho Trường Hưng mau chóng đằng bay lên, ngược lại đem mình vây ở Trường Hưng. Triệu Phi Dương cũng gọi lên Cao Tân Hoa, Cao Tân Hoa nghe nói Hứa Thuần Lương tới cao hứng phi thường, nhưng là hắn cũng không thích loại này trường hợp công khai gặp nhau, hắn phi thường rõ ràng, Triệu Phi Dương là ra ngoài mặt mũi, mà Hứa Thuần Lương cũng không tiện cự tuyệt, mọi người cùng một chỗ ăn bữa cơm cũng chính là đi cái hình thức. Để Hứa Thuần Lương ngoài ý muốn chính là, Tống Tân Vũ tiếp vào Triệu Phi Dương mời sau đi mà quay lại. Tống Tân Vũ đạt được Vương Đồng An chỉ điểm sau không kịp chờ đợi đi hoạt động, nhưng hắn đi đến nửa đường liền bình tĩnh lại, ở trong thành phố thật sự là hắn có chút quan hệ, nhưng là những quan hệ kia vô luận có đi hay không động cũng đều vì hắn nói lời nói. Mình khẳng định là chủ yếu người dự bị, càng là hiện tại càng là muốn biểu hiện ra đầy đủ tính nhẫn nại cùng định lực, khả năng tổ chức bên trên đã đang lặng lẽ quan sát hắn. Nếu như biểu hiện được quá bức thiết sẽ bị giải độc vì quyền lực tâm quá nặng. Ngược lại thành giảm phân hạng. Triệu Phi Dương cú điện thoại này đem Tống Tân Vũ kéo về thực tế, hắn lúc này mới nhớ tới Hứa Thuần Lương còn tại Trường Hưng, hiện tại hắn cùng Hứa Thuần Lương hẳn là cùng một trận doanh, Hứa Thuần Lương cùng Uông thư ký quan hệ không tệ,
nếu như có thể thông qua Hứa Thuần Lương tại Uông Thư Ký trước mặt hóng hóng gió, có lẽ mình tiếp nhận cục trưởng chức vụ liền ván đã đóng thuyền. Hứa Thuần Lương vừa tới, Tống Tân Vũ lại tới. Triệu Phi Dương nhiệt tình cùng Tống Tân Vũ nắm tay. Tống Tân Vũ nói, Triệu Viện quá khách khí. Triệu Phi Dương cười nói, tất cả mọi người không là người ngoài, lúc này tới làm sao đều muốn ăn bữa cơm lại đi, ta tùy tiện an bài một chút, hy vọng Tống Cục không muốn ghét bỏ đơn sơ. Tống Tân Vũ cười nói, các người phòng ăn hoàn cảnh không tệ, hôm nào ta an bài Triệu Viện đi viện mồ côi nhà ăn giao lưu trao đổi. Triệu Phi Dương nói, tốt, ta rất chờ mong. 1. Cao Tân Hoa cũng cùng Tống Tân Vũ nắm tay, kỳ thật bọn hắn trước đó gặp qua, Cao Tân Hoa cùng Vương Đồng An đều là bộ đội xuất thân, Tống Tân Vũ nhớ kỹ lần trước gặp Cao Tân Hoa vẫn là tại Vương Đồng An bữa tiệc bên trên. Bởi vì Trường Hưng hiện tại là công tư hợp doanh, cho nên không có cơ quan đơn vị nghiêm khắc như vậy cấm rượu quy định, Triệu Phi Dương để cho người ta chuẩn bị ngũ lương dịch. Tống Tân Vũ nói, chúng ta đơn vị có nghiêm ngặt quy định, rượu là không thể uống, như vậy đi, ta buổi trưa hôm nay lấy trà thay rượu. Hắn không phải là không muốn uống, mà là không dám uống, nhất là tại thời khắc mấu chốt này, vạn nhất bị người phát hiện hắn trái với cấm rượu khiến liền phiền toái, cùng cục trưởng vị trí so sánh, rượu tính là gì? Nữ nhân tính là gì? Triệu Phi Dương nói, ta nhưng nghe nói Tống Cục là hải lượng. Tống Tân Vũ nói, vậy phải xem với ai so, tại tiểu Hứa trước mặt ta điểm này tửu lượng coi như không ra gì. Cao Tân Hoa nói, Thuần Lương uống rượu không? Hứa Thuần Lương nói, Tống Cục không uống, ta làm sao có ý tứ uống? Tống Tân Vũ cười nói, ngươi uống ngươi, quay đầu ta mở xe của ngươi đem ngươi đưa trở về. Cao Tân Hoa nghe xong có thể a, phó cục trưởng đều cam tâm cho Hứa Thuần Lương đương tài xế. Hứa Thuần Lương nói, vậy được rồi, ta nếu là không uống chẳng phải là cô phụ Triệu Viện cùng Cao Thúc Y tốt. Cao Tân Hoa nói, ngươi tử lượng kia, hai bình rượu cũng không đủ. Triệu Phi Dương nói, Cao Bí Thư, ngươi nhưng đừng nói như vậy, khiến cho ta nhiều hẹp hòi, rượu bao đủ, đồ ăn không dám nói cùng khách sạn cấp sao so sánh, nhưng là tuyệt đối khỏe mạnh. Triệu Phi Dương cũng không có nói ngoa, bọn hắn nhà ăn lần này đổi đầu bếp không tệ, vô luận đồ ăn nguội món ăn nóng đều khiến cho ra dáng. Cao Tân Hoa lưu ý Hứa Thuần Lương cử động, phát hiện hắn so với quá khứ tại Trường Hưng thời điểm thành thục rất nhiều, xem ra trong khoảng thời gian này lịch luyện không có uổng phí. Triệu Phi Dương rõ ràng điệu thấp rất nhiều, không có đi qua thần thái Phi Dương, vài chén rượu hạ đỗ về sau, hắn trò chuyện lên gần nhất dân chính bệnh viện cùng Trung y viện giải trừ quan hệ hợp tác sự tình, chuyện này tại hệ thống vệ sinh bên trong tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng là đa số người đều không hiểu rõ chân tướng, Trung y viện vì tìm về mặt mũi, ở bên ngoài tuyên bố là dân chính bệnh viện quản lý trình độ thấp, tại trong hợp tác không phối hợp, tiêu cực đối đãi công việc, cân nhắc đến sự phát triển của tương lai cùng Trung y viện bản thân lợi ích, cho nên Trung y viện quyết định bỏ dở cùng dân chính bệnh viện quan hệ hợp tác, cũng lấy xuống thứ hai phụ thuộc bệnh viện bảng hiệu. Tống Tân Vũ cùng Hứa Thuần Lương liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn đoạn thời gian gần nhất lực chú ý đều tại Vương Đồng An trên thân, thật đúng là không có chú ý Trung y viện bên kia động tác. Làm cục dân chính lãnh đạo Tống Tân Vũ đương nhiên không chịu bị thua lỗ, hắn đem chân tướng nói một lần, là dân chính bệnh viện chứng minh. Cao Tân Hoa nói, ta còn tưởng rằng Trung y viện khôi phục khoa quá khứ là muốn cho tiền thuê, nguyên lai mấy năm này các ngươi một phân tiền đều không có cầm tới. Tống Tân Vũ thở dài nói, đâu chỉ một phân tiền không có cầm tới, còn thiếp đi vào không ít phí điện nước, may mắn tiểu Hứa kịp thời phát hiện tình hình này, quả quyết kết thúc cùng Trung y viện hợp tác. Hứa Thuần Lương nói, tất cả đều tại Tống Cục anh minh lãnh đạo dưới, là Tống Cục làm ra quyết sách, ta chỉ phụ trách chấp hành. Triệu Phi Dương nhìn qua phối hợp ăn ý cầm sát hòa minh Tống Tân Vũ cùng Hứa Thuần Lương, không khỏi nhớ tới đi qua Hứa Thuần Lương tại Trường Hưng thời điểm, khi đó hai người bọn hắn cũng có qua một đoạn thời gian thời kỳ trăng mật, đến cùng là từ mình đối Hứa Thuần Lương không đủ tín nhiệm, vẫn là Hứa Thuần Lương người này không phục quản lý, hiện tại đã không trọng yếu. Triệu Phi Dương hướng Cao Tân Hoa đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Cao Tân Hoa nói, là như thế này, chúng ta Trường Hưng gần nhất chính đang kiến thiết khu công nghệ cao bệnh viện, hai kỳ công trình chủ thể đi lên nhưng là vẫn còn giả bộ tu, giả bệnh khu cũng bắt đầu đồng bộ cải tạo, cho nên chúng ta phòng bệnh có chút căng thẳng, hai vị nhìn xem có khả năng hay không cho chúng ta mượn một chút phòng bệnh cung cấp Trường Hưng quá độ sử dụng. Đương nhiên, các người cứ việc yên tâm, chúng ta sẽ không giống Trung y viện như thế. Bọn ta sẽ lấy bình thường trên thị trường giá cả đến cho giao tiền thuê, cũng có thể vì dân chính bệnh viện cung cấp một chút ngoài định mức ủng hộ. Dân chính bệnh viện khoảng cách Trường Hưng không xa, mà lại vị trí ưu việt,
Trường Hưng gần nhất đứng trước phòng bệnh thiếu vấn đề, bọn hắn khẳng định phải nghĩ biện pháp. Triệu Phi Dương ban sơ suy nghĩ là tướng khỏe mạnh trung tâm quản lý ép co rúm người lại, nhưng khỏe mạnh trung tâm quản lý bên kia cũng không đồng ý, người phụ trách vũ pháp quân tướng trong chuyện này báo cho công ty, nhắc tới cái vũ pháp quân lúc trước chỉ bất quá là khỏe mạnh trung tâm quản lý phó tổng, một lần còn chuẩn bị từ chức rời đi, nhưng xích đạo vốn liếng mới CEO Nhâm Thiên Dã đến nhận chức về sau, không biết duyên cớ gì thế mà coi trọng hắn, đối với hắn ủy thác trách nhiệm. Công ty ý kiến là khỏe mạnh trung tâm quản lý không thể động, có thể cân nhắc đi bên ngoài thuê phòng bệnh quá độ, tốt nhất chính là bệnh viện. Đông Châu bệnh viện không ít, nhưng là phòng bệnh để đó không dùng bệnh viện cũng không nhiều, dân chính bệnh viện không thể nghi ngờ là trong đó thích hợp nhất một cái. Sớm tại Trung y viện rời khỏi trước đó, Triệu Phi Dương liền đánh qua bên kia chủ ý, nói đến kia thời điểm Hứa Thuần Lương còn chưa có đi cục dân chính. Triệu Phi Dương dần dần phát hiện, có ít người là hắn mệnh trung chú định không vòng qua được đi khảm nhi. Bùi Lâm như thế, Hứa Thuần Lương cũng là như thế. Cao Tân Hoa nguyên bản ý tứ cũng không muốn tại loại trường hợp này nói ra, hắn cho rằng tự mình sách, khả năng càng tốt hơn một chút, nhưng Triệu Phi Dương kiên trì cho rằng Tống Tân Vũ tại thời điểm đưa ra càng tốt hơn, dù sao dân chính bệnh viện thuộc về Tống Tân Vũ phân công quản lý. Đương nhiên bọn hắn cũng có thể trực tiếp hướng Vương Đồng An đưa ra, nhưng là Vương Đồng An trước mắt cái dạng này, nếu như bây giờ liền tìm người ta làm việc luôn luôn không tốt. Tống Tân Vũ nghe Cao Tân Hoa nói xong, trong lòng thầm nghĩ, ta sớm biết như thế liền không trở lại ăn bữa cơm này, khó trách đều nói yến không tốt yến, ta còn tưởng rằng bọn hắn là cho Hứa Thuần Lương mặt mũi an bài ăn cơm ôn chuyện tình đâu, không có nghĩ đến hố tại chỗ này đợi đây. Bởi vì biết Hứa Thuần Lương vừa mới dẫn vào Mộc Lan tập đoàn, Tống Tân Vũ đối dân chính bệnh viện về sau hướng nơi nào đi cũng không rõ ràng, tính toán của hắn chính là mình lên làm cục dân chính trưởng về sau. Đem dân chính bệnh viện khối này quản lý quyền giao cho Hứa Thuần Lương, tùy theo hắn giày vò đi. Tống Tân Vũ cũng là chơi thái cực cao thủ, mỉm cười nói, trước mắt dân chính bệnh viện sự tình ta đều giao cho Tiểu Hứa phụ trách, các ngươi trực tiếp cùng Tiểu Hứa thương lượng là được. Hứa Thuần Lương cũng không có khách khí, hắn cười nói, ta ơn Tống Cục đối tín nhiệm của ta, dân chính bệnh viện trước mắt hoàn toàn chính xác có không ít phòng bệnh bỏ trống, đã Trường Hưng bệnh viện có cần, chúng ta vừa dễ dàng cung cấp. Kia không để ý tới từ không giúp đỡ. Tất cả mọi người lưu ý đến hắn dùng từ là hỗ trợ, mà không phải hợp tác, lời ngầm là ta bán cái nhân tình Trường Hưng. Triệu Phi Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Hứa Thuần Lương đáp ứng liền là chuyện này thành, hắn nâng chén nói, vậy liền cầu chúc chúng ta hợp tác thành công. Hứa Thuần Lương bưng ly rượu lên nói, Triệu Việt, có câu nói ta phải nói trước, chúng ta công là công, tư là tư, xem ở chúng ta chuyện xưa giao tình bên trên. Tiền thuê phương diện tùy hành liền thị, ta hiện tại trước tỏ thái độ, nhưng lấy tại bình thường giá thị trường trên cơ sở đánh cái chiết khấu 70%. Tống Tân Vũ trong lòng tự nhủ nhân tình này đưa đến không nhỏ, chiết khấu 70% liền chiết khấu 70% đi, chỉ ít có tiền thu, so với trước đây Trung y viện đi ăn chùa hành vi xem như tốt hơn nhiều. Cao Tân Hoa tươi cười rạng rỡ, hắn thấy cái này chiết khấu 70% là Hứa Thuần Lương cho hắn mặt mũi. Triệu Phi Dương lại biết Hứa Thuần Lương lời còn chưa dứt. Quả nhiên Hứa Thuần Lương tiếp tục nói, ta có cái yêu cầu, tại Trường Hưng bệnh viện thuê chúng ta phòng bệnh trong lúc đó, các phòng chuyên gia tại dân chính bệnh viện mở phòng khám bệnh, còn muốn cung cấp chữa bệnh huấn luyện, tăng cường ta viện nhân viên y tế tổng hợp trình độ, chính là song phương kết làm chiến lược tính hợp quân. Tống Tân Vũ trong lòng thầm khen, chủ ý này hay, có thể mở rộng dân chính bệnh viện ảnh hưởng, đồng thời dùng sự thực đánh trả Trung y viện. Không phải là các ngươi đem chúng ta cho chóc nhãn hiệu, là chúng ta chướng mắt các ngươi. Tại Đông Châu, Trường Hưng thực lực tổng hợp muốn tốt qua Trung y viện. Triệu Phi Dương trong lòng thầm nghĩ, mở phòng khám bệnh đối bọn hắn bệnh viện tới nói không có chút nào ăn thiệt thòi, bất quá cứ như vậy đối dân chính bệnh viện chỗ tốt lớn hơn. Triệu Phi Dương nói, chiến lược tính hợp quân. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, dân chính bệnh viện mặc dù thực lực tổng hợp phương diện không thể cùng Trường Hưng so sánh. Nhưng là bệnh viện chúng ta tự thân tài nguyên không tệ, mà lại điểm trọng yếu nhất chính là chúng ta thiên nhiên có tế dân từ thiện tính chất. Nếu như cùng chúng ta kết làm chiến lược tính hợp quần, chúng ta sẽ đem các ngươi chuyên gia xếp vào giúp đỡ chữa bệnh từ thiện danh sách. Kinh tế bên trên khả năng hiệu quả không lớn, nhưng là xã hội hiệu quả và lợi ích sẽ để các ngươi được lợi rất nhiều. Triệu Phi Dương cùng Hứa Thuần Lương đụng một cái chén rượu, uống cạn chén rượu này, chăm sóc người bị thương, thích hay làm việc thiện nguyên bản là hỗ trợ lẫn nhau sự tình. Như thế chuyện có ý nghĩa chúng ta Trường Hưng nhất định tích cực tham dự, Tiểu Hứa, đề nghị của ngươi cực kỳ tốt. Hứa Thuần Lương hướng Tống Tân Vũ nói, Tống Cục,
chúng ta phải chế tác một chút bảng hiệu, cho chúng ta chiến lược đồng bạn phủ lên từ thiện ái tâm đơn vị bảng hiệu. Tống Tân Vũ thầm than, ta làm sao lại không nghĩ tới a? Cục dân chính nhiều như vậy lãnh đạo làm sao lại không nghĩ tới a? Chúng ta hẳn là cho đừng đơn vị treo biển hành nghề tử, không phải bọn hắn cho chúng ta treo biển hành nghề tử, cái gì phụ thuộc y viện. Cầu thí, muốn tấm bảng kia có cái chim dùng. Giữa trưa bữa cơm này được hoan nghênh tâm, đàm đến thuận lợi, sau bữa ăn, Triệu Phi Dương tự mình đem bọn hắn đưa đến bên cạnh xe, Phó Cục trưởng Tống Tân Vũ chủ động ngồi lên lái xe vị. Triệu Phi Dương cùng Hứa Thuần Lương nắm tay nói, tiểu Hứa A, nghĩ không ra chúng ta lại có cơ hội hợp tác. Hứa Thuần Lương cười nói, Triệu Việt, ngươi không phải cùng ta hợp tác, ngươi là cùng sự nghiệp từ thiện hợp tác. Triệu Phi Dương nói, từ Dĩnh cuối tuần đến Đông Châu, nàng thường xuyên cùng ta nhắc tới ngươi, chờ nàng tới ta hẹn ngươi cùng nhau ăn cơm. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, chờ từ tỷ tới ngươi cho ta biết. Triệu Phi Dương đem hắn đưa lên xe, phất tay tạm biệt, thẳng đến chiếc xe kia biến mất không thấy gì nữa, mới thả tay xuống, quay người nhìn thấy Cao Tân Hoa liền đứng ở sau lưng mình. Đoán chừng mình vừa rồi nhất cử nhất động tất cả đều bị hắn xem ở trong mắt, trong lòng khó tránh khỏi có chút xấu hổ, hướng Cao Tân Hoa cười cười nói, tiểu Hứa so với quá khứ thành thục. Cao Tân Hoa trong lòng tự nhủ không phải Hứa Thuần Lương thành thục, mà là ngươi bây giờ tâm tính thay đổi, miệng bên trên đương nhiên không thể nói như vậy, mỉm cười nói, không trải qua mưa gió làm sao gặp cầu vồng, người đều có thành thục một ngày. Triệu Phi Dương nghe ra hắn trong lời nói cũng đem mình mang hộ mang tới. Hắn cũng không thích Cao Tân Hoa nói như vậy phương thức, chớ nhìn bọn họ tại cùng một cái bệnh viện, nhưng bây giờ đại biểu lại là hai cái khác biệt lợi ích bày thể, giữa bọn hắn dần dần từng bước đi đến. Triệu Phi Dương nói, Cao Bí Thư, chuyện này liền giao cho ngài, gần nhất bệnh viện bệnh nhân lượng tăng vọt, mấy đại chủ muốn phòng đều đứng trước phòng bệnh thiếu vấn đề, đã dân chính bệnh viện đã đáp ứng, chúng ta liền muốn mau chóng chứng thực. Cao Tân Hoa gật đầu nói, yên tâm đi, ta phụ trách thúc đẩy chuyện này. Triệu Phi Dương nói, đúng rồi, tiểu Hứa tại bệnh truyền nhiễm viện làm rất tốt, vì cái gì đột nhiên đi cục dân chính. Hắn có thể hỏi ra câu nói này liền chứng minh hắn cùng Hứa Thuần Lương quan hệ trong đó đã kinh biến đến mức phi thường xa lạ, còn có một nguyên nhân, đó chính là trong khoảng thời gian này, hắn chủ động che đậy cùng Hứa Thuần Lương tương quan tin tức, không luận hắn thừa nhận hay không, Hứa Thuần Lương đều đã trở thành trong lòng của hắn một cây gai. Cao Tân Hoa nói, lúc đầu bên kia Tân Y Viện thúc đẩy hảo hảo. Nhưng đột nhiên xích đạo vốn liếng cải biến chủ ý, sửa lại đầu tư kế hoạch, đem tiền đầu cho Trường Hưng, hiện tại đầu tư bệnh truyền nhiễm viện mới bệnh viện là Khang Kiện tập đoàn, Hứa Thuần Lương cùng bọn hắn hợp tác không thoải mái liền rời đi. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, xích đạo vốn liếng đầu tư kế hoạch sửa đổi chẳng những cải biến Hứa Thuần Lương vận mệnh, cũng cải biến mình, khác biệt chính là, Hứa Thuần Lương trong lòng khó chịu liền vỗ mông rời đi, mà mình lại trở nên tương đương bị động, ngoại trừ Trường Hưng hắn đã không có tốt hơn chỗ. Cao Tân Hoa đối Triệu Phi Dương tình cảnh hiện tại phi thường rõ ràng, hắn cũng không đồng tình Triệu Phi Dương, bởi vì trước mắt khốn cảnh là Triệu Phi Dương mình tạo thành. Triệu Phi Dương giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, ta còn phải đi khu công nghệ cao một chuyến, nhìn xem công trình tiến độ như thế nào. Cao Tân Hoa nhìn qua gần nhất đột nhiên già đi rất nhiều Triệu Phi Dương, không khỏi nhớ tới già đại đội trưởng Triệu Đại Pháo, nhớ tới già đại đội trưởng chết không nhắm mắt dáng vẻ. Tin tưởng già đại đội trưởng dưới suối vàng có biết đối đứa con trai này vẫn là không yên tâm. Cao Tân Hoa nói, người cũng chú ý thân thể, không nên đem mình làm cho thật chặt. Triệu Phi Dương cười nói, thân thể ta không có vấn đề. Tống Tân Vũ lái xe tướng Hứa Thuần Lương đưa đến trong nhà, người đều tới, tự nhiên không thể để cho hắn như thế liền đi, Hứa Thuần Lương mời Tống Tân Vũ đi trong nhà ngồi một chút. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương trong nhà hoàn cảnh, Tống Tân Vũ thế mới biết ngoại giới truyền ngôn không phải hư, Hứa Thuần Lương quả thật là cái phú nhị đại. Hai người uống trà thời điểm bên ngoài bắt đầu mưa, tiếng mưa rơi ngăn cách ngoại giới huyên náo, Tống Tân Vũ một viên sao động tâm từ đầu đến cuối không an tĩnh được, suy nghĩ liên tục, hắn vẫn là quyết định mở miệng cầu Hứa Thuần Lương hỗ trợ. Tiểu Hứa, ngươi nhìn có thể hay không an bài một cái cơ hội, để cho ta cùng Tần thư ký gặp mặt một lần. Hứa Thuần Lương nghe xong liền hiểu, hạng trang múa kiếm chí tại bái công. Tống Tân Vũ mục đích thực sự là muốn đi thông Uông thư ký con đường kia. Hứa Thuần Lương nói, cái này rất đơn giản. Tống Tân Vũ mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng Hứa Thuần Lương ngay sau đó liền cho hắn tạt một chậu nước lạnh, bất quá, ta cảm thấy ngươi gặp Tần thư ký không được tác dụng quá lớn. Tống Tân Vũ nói, vì cái gì? Hứa Thuần Lương nói, Uông thư ký đã có thí sinh. Tiếu Dung ngưng kết tại Tống Tân Vũ trên mặt,
hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn dùng ở trên người hắn lại chuẩn xác bất quá. Tống Tân Vũ nói, thế nhưng là, ta không nghe nói a. Hứa Thuần Lương nói, chuyện của ngươi ta khẳng định đặt ở vị thứ nhất, ta tự mình trưng cầu Tần thư ký ý kiến, hắn ý tứ là, coi như Lão Vương đem vị trí nhường lại, cũng không thể từ nội bộ tuyển người, bởi vì Uông Bí thư đối cục dân chính trong khoảng thời gian này công việc cũng không hài lòng, hắn cho rằng không phải cá biệt lãnh đạo phương thức làm việc xảy ra vấn đề. Tống Tân Vũ trong lòng thầm than, chẳng lẽ một gậy đổ nhào một thuyền người. Hứa Thuần Lương nói, huống hồ hiện tại Lão Vương cũng không có minh xác thoái vị, nói không chừng hắn thuật hậu còn muốn trở về đâu. Tống Tân Vũ nói, không có khả năng, hắn là ung thư phổi, giải phẫu xong còn muốn thả trị bệnh bằng hóa chất, coi như hắn muốn làm, thân thể cũng không cho phép. Hứa Thuần Lương cười thầm, Tống Tân Vũ cũng quá không thể chờ đợi, nâng chén trà lên uống một ngụm trà nói, đương nhiên, ngươi nếu là thật muốn gặp, ta có thể giúp ngươi an bài. Tống Tân Vũ thầm nghĩ, Hứa Thuần Lương đem lời đều nói đến phân thượng này, chứng minh cho dù là cùng Tần Chính Dương có thể gặp mặt một lần, Tần Chính Dương cũng sẽ không giúp chính mình nói chuyện, kia còn có ý nghĩa gì. Nghĩ tới đây, Tống Tân Vũ lập tức không có tâm tình, chờ đợi không bao lâu liền đứng dậy cáo từ, hắn nhất định phải có hành động, Vương Đồng An khẳng định là muốn lui ra tới, mình lúc này không cố gắng chờ đến khi nào. Hứa Thuần Lương vừa đem Tống Tân Vũ đưa tiến, Tần Chính Dương liền gọi điện thoại tới, để hắn ban đêm đi trong nhà ăn cơm, cũng kêu Lục Minh, hắn có tin tức tốt muốn tuyên bố, đặc địa căn dặn Hứa Thuần Lương không muốn mang bất kỳ vật gì, hắn đều chuẩn bị xong. Hứa Thuần Lương đi vào Tần Chính Dương lầu dưới thời điểm, gặp Lục Minh trong tay mang theo một bao đồ ăn. Hứa Thuần Lương nói, người cái này tình huống như thế nào, lão Tần nói không cho ta mang đồ vật. Lục Minh cười nói, người đến cùng vẫn là tuổi trẻ a, hắn nói không mang theo liền không mang theo. Ta mua điểm kho đồ ăn. Hứa Thuần Lương nói, ta không bằng ngươi lý giải lãnh đạo tinh thần thấu triệt, cho nên ta không có ngươi quan lớn. Lục Minh nói, ngươi tuổi trẻ a, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy vẫn là khoa viên đâu. Hai người vừa nói vừa trò chuyện, đi vào Tần Chính Dương cửa nhà, Tần Chính Dương không chờ bọn họ gõ cửa liền mở cửa ra. Hứa Thuần Lương nói, biết trước a. Tần Chính Dương nói, chúng ta miệng có cái camera. Lục Minh nói, nhà các ngươi hàng xóm không có khiếu nại ngươi xâm phạm hắn tư ẩn. Tần Chính Dương cười nói, hắn cũng trang, ta chứ cái này cũng không phải là vì phòng trộm, chủ yếu là phòng không muốn gặp, thật gặp được cái loại người này tới cửa, ta sớm thấy được liền có thể tránh trong phòng không đi ra. Lục Minh đem trong tay đồ ăn đưa cho hắn. Tần Chính Dương nói, đều nói không để các ngươi mang đồ vật làm sao còn mua a? Lục Minh nói, ta không có mua vật gì, lông nhớ đầu heo thịt. Chính ta thích ăn. Hứa Thuần Lương nói, tẩu tử đâu? Tần Chính Dương nói cho hắn biết Lý Văn Tĩnh ra ngoài họp đi, cuối cùng Lý Văn Tĩnh vẫn là đi gác chuông khu bộ giáo dục, nhàn là nhàn, chính là sẽ thêm, hai ngày trước vừa đi Nam Giang họp, cái này lại đi kinh thành. Tần Chính Dương đã chuẩn bị xong, hắn đem đầu heo thịt chứa bàn, mở hai bình bạch trong bình cung cấp rượu. Hứa Thuần Lương uống một ngụm, tương hương, hẳn không phải là Mao Đài. Lục Minh kiến thức rộng rãi, phẩm một ngụm liền đoán được là Vũ Lăng, rượu này cảm giác chỉ ít có 15 năm. Ba chén rượu vào trong bụng, Hứa Thuần Lương thúc giục Tần Chính Dương tranh thủ thời gian tuyên bố tin tức tốt. Tần Chính Dương cười nói, đem các ngươi gọi tới, khẳng định cùng hai người các ngươi đều có quan hệ, Lục Minh liên quan tới Nguy Sơn Hồ Vòng Gió Hồ Quang mang ý nghĩ đạt được các vị lãnh đạo nhất trí khen ngợi, trong thành phố dự định từ Đông Châu Tu một đầu nhanh chóng thông đạo kết nối Nguy Sơn Hồ. Tại Nguy Sơn Hồ bộ phận kiến thiết vòng gió hồ làm vinh dự đạo, đồng thời xây dựng thêm cổ tuyển trấn bến tàu. Lục Minh vui vẻ cười to, đề nghị của hắn đạt được thông qua, liền chứng minh lãnh đạo nhận đồng công tác của hắn năng lực, cũng khẳng định hắn tiền nhiệm đến nay biểu hiện, trước mắt hắn cái này chữ đại diện còn chưa có đi rơi, đoán chừng khoảng cách thí nghiệm kỳ kết thúc gắn liền với thời gian không xa. Tần Chính Dương tiếp lấy tuyên bố thứ hai một tin tức tốt, đó chính là Lục Minh khảo nghiệm kỳ kết thúc. Lập tức liền sau đó đạt hắn chính thức đảm nhiệm văn lữ cục trưởng bổ nhiệm. Trong chờ mong dự kiến bên trong, Lục Minh bưng chén rượu lên tiếp nhận hai người chúc mừng, Tần Chính Dương mặc dù chuẩn bị rượu, nhưng là chính hắn không uống, dù sao vừa bị chó cắn qua không có mấy ngày, mới đánh chó dại vaccine. Hứa Thuần Lương nói, Chính Dương ca, liền không có ta một điểm công việc tốt, hóa ra ta tới chính là thay Minh ca cao hứng. Tần Chính Dương cười nói, làm sao? Chia sẻ khoái hoạt ngươi còn không vui. Lục Minh nói, ngươi đủ ưu tú, tuổi còn trẻ liền chính khoa, gần nhất danh tiếng đang thịnh, cây cao chịu gió lớn,
ngươi cũng nên thích hợp điệu thấp mấy ngày. Tần Chính Dương nói, Lục Minh nói đúng, nên điệu thấp thời điểm nhất định phải điệu thấp, gần nhất các ngươi cục dân chính Hoa Văn tin tức thế nhưng là tầng tầng lớp lớp, hai ngày trước tình huống như thế nào, ta làm sao nghe nói cục dân chính một cành hoa bởi vì ngươi còn từ chức. Lục Minh ngạc nhiên nhìn qua Hứa Thuần Lương, không thể nào, Tần Ngọc Kiều đều bao lớn, cùng ngươi có thể có cái gì gút mắc. Hứa Thuần Lương nói, hai người các ngươi ít bố trí ta, nàng từ chức liên quan ta cái rắm. Ta chỉ là trùng hợp vạch trần một chút công tác của nàng vấn đề, không nghĩ tới nàng thẹn quá hóa giận từ chức không làm. Tần Chính Dương nói, ta vừa nghe nói Vương Đồng An bị ung thư phổi. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, ta hôm nay buổi sáng mới đi thăm viếng qua hắn, tình huống không tính là nghiêm trọng, giải phẫu sau khôi phục khỏe mạnh khả năng rất lớn. Tần Chính Dương nói, cấp trên đã đang suy nghĩ kế nhiệm thí sinh. Lục Minh nói, còn cân nhắc cái gì, chúng ta trước mắt liền có một cái có sẵn. Tất cả mọi người biết hắn đang nói đùa, Hứa Thuần Lương coi như có năng lực như thế cũng không có cái này tư lịch, thể chế bên trong, bối cảnh cùng tư lịch đều muốn vượt xa năng lực cá nhân. Hứa Thuần Lương nói, Trương Tùng đúng hay không? Tần Chính Dương sửng sốt một chút, kinh ngạc tại Hứa Thuần Lương tin tức chi linh thông, hắn nhẹ gật đầu, có ý hướng này, bất quá còn phải xem người ý kiến, Trương Tùng đi khu công nghệ cao không bao lâu. Lục Minh nói, hắn hẳn là không muốn đi đi, dân chính mặc dù không tệ, nhưng là lên cao không gian không bằng hắn hiện tại vị trí. Tần Chính Dương nói, thể chế bên trong, ý nguyện cá nhân vĩnh còn lâu mới có thể áp đảo lãnh đạo ý nguyện phía trên. Hứa Thuần Lương nói, lão Vương nếu là mình không chịu lui đâu. Tần Chính Dương nói, vậy liền coi là chuyện khác, Vương Đồng An chủ trì dân chính công việc những năm này mặc dù không có cái gì đột xuất thành tựu, thế nhưng không có phạm qua quá sai lầm lớn, nếu như hắn không chịu lui, thượng cấp cũng không lý tới từ đem hắn lấy xuống. Đương nhiên, hắn hiện tại thân thể ra vấn đề nghiêm trọng, đoán chừng coi như giải phẫu thành công cũng vô pháp đảm nhiệm trước mắt công việc. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên Vương Đồng An còn không có chính thức rời chức, thế lực khắp nơi liền bắt đầu bố cục. Tống Tân Vũ ban đêm cũng không có nhàn rỗi, hắn liên hệ mấy người về sau, hy vọng trong lòng trở nên càng ngày càng xa vời, căn cứ hắn dò thăm tin tức, trong thành phố hướng vào khu công nghệ cao đảng công ủy người phụ trách Trương Tùng tới nhận chức Vương Đồng An chức vị. Tống Tân Vũ phi thường minh bạch, mình cùng Trương Tùng là không cách nào đánh đồng, nhưng hắn tất lại còn có một tia hy vọng, tục truyền Trương Tùng cũng không chịu đến. Nếu như Trương Tùng có thể đứng vững áp lực, tốt như vậy sự tình nói không chừng rơi vào trên đầu của mình. Ngay tại Tống Tân Vũ lo lắng hết lòng phấn khởi đánh cược một lần thời điểm, một phong cử báo tín đem hắn đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Tống Tân Vũ bị báo cáo nhiều khởi làm trái kỷ sự kiện, báo cáo người có bằng có chứng, trong đó một thì chí mạng nhất chứng cứ chính là, Tống Tân Vũ tại một số năm trước tiến về Xiêm La khảo sát trong lúc đó, đã từng xâm nhập làng chơi, tự mình thăm hỏi trượt chân phụ nữ. Cũng cho chủ nghĩa nhân đạo tài trợ. Ngay tại lúc này cử báo tín xuất hiện ý nghĩa lớn nhất chính là muốn tuyệt sát Tống Tân Vũ, để Tống Tân Vũ triệt để đoạn tuyệt leo lên cục trưởng vị trí khả năng. Tống Tân Vũ bị song quy, ngay tại thăm viếng Vương Đồng An ngày thứ hai, hắn làm sao cũng không nghĩ đến mình không những không thể tiếp nhận Vương Đồng An vị trí, ngược lại ngã xuống trước tờ mờ sáng. Liền Hứa Thuần Lương nghe nói tin tức này đều cảm giác kinh ngạc, hắn có hai cái không nghĩ tới. Một là không nghĩ tới Tống Tân Vũ sẽ ngược lại nhanh như vậy, hai là không nghĩ tới Tống Tân Vũ sẽ chơi đến như thế hoa. Dựa theo quen có tư duy logic, chuyển ngược lại Tống Tân Vũ đại khái suất là hắn người cạnh tranh. Trương Tùng khả năng không lớn, bởi vì Trương Tùng căn bản cũng không muốn đi cục dân chính, Vương Đồng An bị ung thư phổi ốc còn không mang nổi mình ốc, khả năng tính càng là không lớn. Cho nên rất nhiều người bắt đầu ở cục dân chính nội bộ tìm nguyên nhân. Khả năng nhất liền là lúc trước cùng Tống Tân Vũ cùng một chỗ cùng đoàn khảo sát người. Bất quá những này đều không trọng yếu là Tống Tân Vũ không có tiếp nhận khả năng, thậm chí hắn có thể hay không bảo trụ mình phó cục đều không tốt nói, tục truyền, Tống Tân Vũ khả năng rất lớn sẽ bị song khai. Luôn luôn bình tĩnh cục dân chính nội bộ bây giờ trở nên sóng cả mãnh liệt, người người cảm thấy bất an, ai cũng không biết kế tiếp xui xẻo có phải hay không là chính mình. Vừa mới đảm nhiệm dân chính bệnh viện viện trưởng Ngô Sĩ Kỳ trong lòng không nỡ, trước mắt trên thực tế nắm giữ xã cứu bách khoa quyền Diêm Ái Quốc so với hắn còn muốn thấp thỏm, bọn hắn trước đó không lâu mới cùng Hứa Thuần Lương, Tống Tân Vũ cùng một chỗ kết thành đồng minh, bọn hắn chi này tiểu đoàn thể lấy Hứa Thuần Lương làm tiên phong, lấy Tống Tân Vũ làm hạch tâm, đang muốn hướng cao hơn mạnh hơn mục tiêu khởi xướng xung kích thời điểm, hạch tâm dẫn đầu hư mất. Cái này để cho hai người lập tức xì hơi,
bọn hắn lo lắng Tống Tân Vũ sự tình sẽ lan đến gần chính mình. Diêm Ái Quốc nghe được tin tức về sau, trước tiên đi Hứa Thuần Lương văn phòng. Hứa Thuần Lương đang dùng xe giấy thông báo bên trên ký tên đâu, sau khi ký xong đưa cho thuộc hạ, hướng Diêm Ái Quốc cười cười, lão Diêm, có việc. Diêm Ái Quốc cười đến có chút mất tự nhiên, Tống. Tống cục sự tình người nghe nói không? Hứa Thuần Lương nói, nghe kể một ít, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, hôm qua bên trên ta cùng hắn cùng đi thăm viếng vương cục còn rất tốt, làm sao đột nhiên liền xảy ra chuyện. Diêm Ái Quốc nói, sẽ có hay không có phiền phức? Mặt ngoài là đang hỏi Tống Tân Vũ có hay không phiền phức, trên thực tế là tại là tiền đồ của mình vận mệnh lo lắng. Hứa Thuần Lương nói, có phiền phức cũng là chính hắn sự tình, thân vì một cái cán bộ lãnh đạo, sinh hoạt tác phong như thế không bị kiềm chế, lão Diêm, người cũng đừng phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Diêm Ái Quốc nói, ta làm sao lại, ta cho dù có tà tâm cũng không có tặc đảm, có tặc đảm cũng không có kia tặc kinh. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, ta cũng cảm thấy rất đột nhiên, lão Tống là bị người báo cáo. Diêm Ái Quốc liên tục gật đầu, đều nói người này khẳng định đối với hắn hiểu rõ. Hứa Thuần Lương nhạy cảm thấy được hắn tốt muốn biết chút gì, mỉm cười nói, lão Diêm, người có phải hay không biết nội tình. Diêm Ái Quốc tranh thủ thời gian lắc đầu, nhưng là tại Hứa Thuần Lương sắc bén ánh mắt nhìn gần dưới, lại rất nhanh cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta hoài nghi ta hoài nghi người này rất có thể là Lý Học Khánh. Hứa Thuần Lương lặp lại một chút cái tên này, Lý Học Khánh bị hắn từ xã cứu khoa đá ra đi tới thả, đến bây giờ còn không có trở về đâu. Diêm Ái Quốc giảng một chút lý do của mình, tại Hứa Thuần Lương đến trước khi đến, Tống Tân Vũ cùng Lý Học Khánh quan hệ vô cùng tốt, hắn còn hết lòng Lý Học Khánh chủ quản xã cứu khoa, về sau bởi vì Hứa Thuần Lương không hàng, Lý Học Khánh chưa thể toại nguyện. Sau đó, Tống Tân Vũ cùng Hứa Thuần Lương càng đi càng gần, khả năng bởi vì cái này nguyên nhân dẫn đến Lý Học Khánh ghi hận trong lòng. Quan trọng hơn một nguyên nhân là, lúc trước đi Xiêm La khảo sát đoàn Lý Học Khánh cũng là trong đó một thành viên, lấy hắn cùng Tống Tân Vũ quan hệ, nói không chừng hai người bọn hắn là cùng đi khảo sát, chỉ ít cái này Lý Học Khánh cũng gánh chịu lấy trông chừng công việc, Tống Tân Vũ đối chuyện của hắn như vậy ra sức có khả năng liền là bởi vì bọn họ cái tầng quan hệ này. Hứa Thuần Lương nghe hắn nói xong cho rằng Diêm Ái Quốc phân tích rất có đạo lý, bất quá coi như biết là ai báo cáo thì phải làm thế nào đây. Hắn cùng Tống Tân Vũ quan hệ trong đó là lợi dụng lẫn nhau, Tống Tân Vũ nhanh như vậy sập phòng là từ thân nguyên nhân bố trí, Hứa Thuần Lương còn không đáng vì hắn đi báo thù. Diêm Ái Quốc cũng không phải muốn vì Tống Tân Vũ báo thù, hắn nghĩ là tổ chim bị phá không chứng lành, Tống Tân Vũ dù sao cũng là lãnh đạo của bọn hắn, nếu như cây to này ngã xuống, như vậy bọn hắn đám này con khỉ làm sao bây giờ? Nhìn thấy bình tĩnh tự nhiên Hứa Thuần Lương, Diêm Ái Quốc trong lòng lập tức liền an ổn rất nhiều. Thúc đẩy bọn hắn cái này nhỏ liên minh thành hình người chưa hề đều không phải là Tống Tân Vũ chẳng qua là trên danh nghĩa một cái ký hiệu thôi, Hứa Thuần Lương mới là hạch tâm, Hứa Thuần Lương mới là định hải thần châm, Hứa Thuần Lương mới là Tề Thiên Đại Thánh. Chỉ cần theo sát Tề Thiên Đại Thánh bộ pháp, con khỉ cũng có thể đắc đạo thành tiên. Diêm Ái Quốc cẩn thận từng ly từng tí nghe ngóng nói, Hứa chủ nhiệm, người biết ai muốn tới sao? Hứa Thuần Lương ý vị thâm trường nói, mặc kệ ai tới. Chỉ cần không trêu chọc chúng ta đều muốn cho lãnh đạo mấy phần mặt mũi. 2. Diêm Ái Quốc liên tục gật đầu. Lúc này Dương Sơn thôn bí thư chi bộ Dương Hồng Căn tới, hắn hôm nay đặc địa tới báo cáo Dương Sơn nghĩa địa công cộng chỉnh đốn và cải cách tiến độ, vốn định đi trước Vương Đồng An nơi đó, nhưng sau khi tới nghe nói Vương Đồng An bị ung thư, Phó Cục trưởng Tống mới Vũ cũng bị tổ chức bên trên điều tra, Dương Hồng Căn khó tránh khỏi có chút sợ hãi, dù sao hắn không biết tình huống cụ thể. Sợ những sự tình này sẽ dính dấp đến mình, cho nên mới Hứa Thuần Lương nơi này tìm hiểu tin tức. Diêm Ái Quốc thấy người tới, lập tức rời đi Hứa Thuần Lương văn phòng. Hứa Thuần Lương mời Dương Hồng Căn ngồi xuống, cho hắn ngâm chén trà. Dương Hồng Căn tuét miệng xoay người, Hứa chủ nhiệm, người đừng khách khí, ta trên đường uống rồi. Hứa Thuần Lương nói, nếm thử lá trà của ta. Dương Hồng Căn liếc qua trên bàn lá trà hộp, một chút liền nhận ra là Hiển Hồng Nông Trường xuất phẩm. Trong khoảng thời gian này, hắn vừa cẩn thận hiểu rõ một chút Hứa Thuần Lương người, hiểu rõ càng nhiều, càng là kinh hãi. Dương Hồng Căn phi thường rõ ràng, Dương Sơn nghĩa địa công cộng sự tình có thể là Hứa Thuần Lương một tay bày kế, con của hắn Dương Tiến Tài kém chút thua tiền, may mắn kia tòa cổ mộ không có giá trị khảo cổ, Hứa Thuần Lương lại giới thiệu với hắn đại luật sư Trần Nguyên, hiện tại nhi tử đã bảo đảm ra. Thông qua chuyện này Dương Hồng Căn khắc sâu nhận thức đến Hứa Thuần Lương thủ đoạn,
cũng làm cho hắn nhận rõ Địch Bình Thanh vô tình thương người gương mặt. Dương Hồng căn nhấp một ngụm trà, liên tục không ngừng khen, trà ngon, trà ngon. Hứa Thuần Lương nói, Hiền Hồng nông trường xuất phẩm, người hẳn là nhận biết Đông Tổng A. Dương Hồng căn liên tục gật đầu nói, nhận biết, Đông Tổng thế nhưng là huyện chúng ta minh tinh xí nghiệp gia, chiến đấu anh hùng, chúng ta học tập đối tượng. Ta cùng Đông Tổng trải qua thường gặp mặt, cũng uống qua rượu. Dương Hồng căn không có nói mình cùng Đông Nghiễm Sinh là bằng hữu, bởi vì bọn hắn ở giữa xác thực không là bằng hữu. Tại Hứa Thuần Lương loại này khôn khéo trước mặt người tuổi trẻ chơi loại này xáo lộ không có chút ý nghĩa nào. Hứa Thuần Lương nói, người hôm nay đến có chuyện gì? Dương Hồng căn đem mình tới mục đích nói, lại đem chuẩn bị xong nghĩa địa công cộng cải tạo ảnh chụp cùng video hiện trường phát cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nhìn một chút, mỉm cười nói, hành động rất nhanh nha. Dương Hồng căn nói, lãnh đạo chỉ thị nhất định phải nhanh chấp hành, đúng, Hứa chủ nhiệm, ta nghe nói Vương cục bệnh. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, trong lòng tự nhủ đây mới là ngươi qua đây trọng điểm đi. Có nghiêm trọng không? Dương Hồng căn toát ra lo lắng chi tình. Hứa Thuần Lương không có hướng hắn giải thích tất yếu, lạnh nhạt nói, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá ta hôm qua đi bệnh viện thăm viếng qua hắn, cảm giác tinh thần hắn tình trạng cũng tạm được. Dương Hồng căn hỏi một chút Vương Đồng An địa chỉ, hắn dự định đi qua nhìn một chút. Hứa Thuần Lương đem cụ thể địa chỉ cho hắn. Dương Hồng căn lại nâng lên Tống Tân Vũ, Hứa chủ nhiệm, người đừng trách ta nhiều chuyện, ta nghe nói Tống cục giống như gặp điểm phiền phức. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, người tin tức vẫn là rất linh thông. Dương Hồng căn nói, ta hôm nay tới chính là hướng Tống cục báo cáo chỉnh đốn và cải cách tiến độ. Hứa Thuần Lương một câu hai ý nghĩa nói, về sau ngươi không cần tìm hắn, có chuyện gì trực tiếp hướng ta báo cáo. Dương Hồng căn trả lời ngay nói, không có vấn đề. Hứa Thuần Lương nói, con của ngươi ra tới rồi sao? Dương Hồng căn nhẹ gật đầu, bồi cười nói, cái này còn nhờ vào người hỗ trợ tìm luật sư. Hứa Thuần Lương nói, ai cũng có nhất thời hồ đồ thời điểm, con của ngươi cũng chính là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, nhà các ngươi lại không thiếu tiền đúng không? Dương Hồng căn nghe hắn nói như vậy trong lòng lập tức lại có chút bất an ổn, có ý tứ gì? Hắn chẳng lẽ đang nhắc nhở ta hẳn là cho hắn điểm chỗ tốt? Dương Hồng căn nói, còn không phải đuổi kịp chính sách quốc gia, không phải chúng ta một nhà lão tiểu còn đang vùi đầu trồng trọt đâu. Hứa Thuần Lương nói, đây chính là ngươi làm bí thư chi bộ chỗ tốt, đổi thành người khác cho bọn hắn chính sách bọn hắn cũng không hiểu, càng sẽ không lợi dụng chính sách kiếm tiền ngươi nói có đúng hay không. Dương Hồng căn lại không tốt nói không phải lại không dám nói là, có chút lúng túng ngồi ở chỗ đó, chén trà trong tay đều có vẻ hơi phỏng tay, hắn cũng rõ ràng là ảo giác của mình. Cũng không có kiếm tiền gì. Ngươi không cần khiêm tốn, càng không cần sợ hãi, chỉ cần tiền là đường ngay tới, ai cũng sẽ không xem thường ngươi. Dương Hồng căn trong lòng tự nhủ, ta một cái nông dân xí nghiệp ra thế mà hỗn đến bị người xem thường, muốn nói làm bàng môn tà đạo phát tài thật đúng là không phải, nhưng nếu như nói hắn hiện tại tài sản không có chui chính sách chỗ trống cũng không có nhưng có thể. Dương Hồng căn những loại người này đặc thù thời đại tạo ra được tới, Hứa Thuần Lương phi thường minh bạch. Hứa Thuần Lương nói, biết trong thành phố tại sao muốn trọng điểm sửa trị Dương Sơn nghĩa địa công cộng sao? Dương Hồng căn trong lòng tự nhủ ngươi có thể tính hỏi ý tưởng bên trên, Đông Châu nhiều như vậy hương trấn nghĩa địa công cộng, các ngươi đã nhìn chằm chằm chúng ta Dương Sơn nghĩa địa công cộng, khẳng định là nhằm vào chúng ta a, còn không phải là bởi vì ngươi cùng Địch Bình Thanh có thù, nghĩ phương thiết pháp gây mâu thuẫn. Hắn lắc đầu, coi như minh bạch cũng không thể nói. Hứa Thuần Lương nói, ta đoán chừng ngươi cũng không biết. Trong thành phố dự định trọng điểm phát triển Nguy Sơn Hồ Vòng Gió Hồ Quang Mang, Cổ Tuyền Trấn là trọng điểm khu vực, các người Dương Sơn thôn mặc dù cùng Nguy Sơn Hồ có đoạn khoảng cách, nhưng là các người Dương Sơn nghĩa địa công cộng sẽ ảnh hưởng đến về sau cảnh khu kiến thiết. Dương Hồng căn hơi kinh ngạc nói, không phải nói nghỉ phép khu là Nguy Sơn đảo xung quanh sao? Hứa Thuần Lương nói, trong thành phố là phóng nhãn tương lai, tạo phúc hậu thế lớn quy hoạch, bao quát các người Dương Tuyền thôn đều ở trong đó, Lão Dương. Ta nói cho ngươi đều là cơ mật tối cao, ngươi nhất định không thể để lộ ra đi. Dương Hồng căn liên tục gật đầu, cảm giác mình tựa hồ cùng Hứa Thuần Lương gần một chút. Hứa Thuần Lương nói, còn có, lần này Tống cục sự tình phải cùng Bình Thanh có quan hệ, thân phận của ngươi cũng có chút mẫn cảm, về sau phải nên làm như thế nào chính ngươi ước lượng. Dương Hồng căn lập tức tỏ thái độ nói, ta kiên quyết cùng người kia phân rõ giới hạn, hắn chính là cái thấy lợi quên nghĩa thương nhân, tiểu nhân một cái. Hứa Thuần Lương nói, cấp trên đang điều tra hắn,
ngươi cùng hắn không thể đạt thành hợp tác cũng là chuyện tốt. Dương Hồng Căn là cái lão giang hồ, làm sao có thể không rõ Hứa Thuần Lương ý tứ, hắn từ trong túi công văn xuất ra một văn kiện túi, cung cung kính kính đưa đến Hứa Thuần Lương trên bàn công tác, đây là ta đi theo hắn đàm phán tình huống tư liệu ta đều mang đến, ta cam đoan, ta không có từ chỗ của hắn thu lấy bất kỳ chỗ tốt nào. Hứa Thuần Lương trong lòng khinh thường, người Dương Hồng Căn không màng chỗ tốt làm sao có thể bạch bạch cùng Địch Bình Thanh hợp tác, hoặc là ngươi không tới thu tiền trả nước thời điểm, hoặc là người ta khinh thường tại cho ngươi chỗ tốt. Hứa Thuần Lương nói, thân quân tử xa tiểu nhân, chỉ có tạo chính xác thị phi xem, dạng này mới có thể làm một cái xứng chức cơ sở cán bộ, lão Dương, ngươi cũng là người hiểu chuyện, về sau ta sẽ chiếu cố ngươi. Dương Hồng Căn nghe được rõ ràng, Hứa Thuần Lương là nhắc nhở hắn phải tất yếu nghe lời, muốn chủ động nhích lại gần mình, nói cách khác về sau hắn đến nhận Hứa Thuần Lương đương lão đại. Dân chính bệnh viện cùng Trường Hưng bệnh viện đạt thành chuyện hợp tác rất nhanh liền tại hệ thống vệ sinh truyền ra, dựa theo bọn hắn hợp tác điều khoản, Trường Hưng bệnh viện sẽ đem hô hấp khoa, nội tiết khoa, huyết dịch khoa ba cái phòng lâm thời rời nhập dân chính bệnh viện phòng bệnh lâu, đồng bộ tại dân chính bệnh viện khai triển chuyên khoa phòng khám bệnh. Cục dân chính trao tặng Trường Hưng bệnh viện từ thiện ái tâm đơn vị quang vinh xưng hào, treo biển hành nghề ngày đó. Vệ sinh cục trưởng Hồ Chính Kim chuyên môn tiến về Trường Hưng bệnh viện tham gia treo biển hành nghề nghi thức. Khiến người ngoài ý chính là, đã sinh bệnh nằm viện chuẩn bị giải phẫu cục dân chính trưởng Vương Đồng An cũng tự mình xuất hiện tại treo biển hành nghề nghi thức hiện trường. Treo biển hành nghề nghi thức đơn giản nhiệt liệt, thời gian không dài, nhưng là ảnh hưởng sâu xa, dựa theo Hồ Chính Kim hiện trường phát biểu đến xem, từ hôm nay trở đi dân chính hệ thống cùng hệ thống vệ sinh phải tăng cường hợp tác. Muốn cộng đồng thúc đẩy chữa bệnh chuyên nhà ái tâm chữa bệnh từ thiện hoạt động, tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều chuyên gia gia nhập chữa bệnh từ thiện đội ngũ. Trải qua song phương bàn bạc, thành lập từ thiện ái tâm liên minh, thành lập chữa bệnh từ thiện chuyên gia kho số liệu, đám đầu tiên chúng tuyển danh sách cơ hồ bao gồm Đông Châu chỗ có sức ảnh hưởng bệnh viện, nhưng là có một ngoại lệ, Đông Châu Trung Y Viện cũng không ở tại bên trong. Lần này treo biển hành nghề nghi thức tại Trung Y Viện cũng đưa tới không nhỏ gợn sóng. Sớm nhất cùng cục dân chính đạt thành hợp tác chính là bọn hắn, cục dân chính trở thành Trung Y Viện thứ hai phụ viện thời gian lâu như vậy, bọn hắn đều không cho dân chính bệnh viện một cái từ thiện ái tâm đơn vị xưng hào. 2. Trung Y Viện cùng dân chính bệnh viện chia tay cũng không thể diệt, bọn hắn là bị đuổi đi, viện trưởng Trương Vân Thanh vì thế nghẹn thở ra một hơi, bọn hắn đương nhiên không chịu đối diện sự thật này, đối ngoại tuyên bố là dân chính bệnh viện quản lý không quy phạm. Cũng không gặp dân chính bệnh viện làm sao phản bác. Nhưng hôm nay treo biển hành nghề nghi thức tương đương hung hăng đánh Trung Y Viện mặt, bọn hắn chẳng những không có tiến vào vừa mới thành lập từ thiện ái tâm liên minh, thậm chí liền bọn hắn chuyên gia của bệnh viện cũng không một trúng tuyển. Trương Vân Thanh cho rằng chuyện này là cục dân chính đối bọn hắn trả thù, hắn tự hỏi cùng Vương Đồng An quan hệ đủ sắt, nhưng chuyện lớn như vậy, Vương Đồng An thế mà không có đem bọn hắn cho xếp vào danh sách, thậm chí liên thanh chào hỏi đều không có đánh, hướng về phía quan hệ của hai người. Vương Đồng An làm như vậy có chút không tử tế. Mặc dù trong lòng đối Vương Đồng An có chút lời oán giận, Trương Vân Thanh vẫn là đi Trường Hưng thăm vị bạn học cũ này, hắn thấy, cố gắng Vương Đồng An đã thân bất do kỷ, Vương Đồng An bệnh để hắn đã không rảnh bận tâm công việc bên trên sự tình. Cùng rất nhiều người, Trương Vân Thanh cũng cho rằng Vương Đồng An bởi vì khỏi bệnh xuống tới đã thành kết cục đã định. Vương Đồng An kỳ thật cũng không muốn đi tham gia cái gì treo biển hành nghề nghi thức. Nhưng là cục dân chính tìm không thấy thích hợp hơn nhân tuyển, nguyên bản Tống Tân Vũ thích hợp loại trường hợp này, nhưng là vừa vặn xảy ra vấn đề bị điều tra, mà lại đại khái suất muốn thất bại. 1. Vương Đồng An bởi vì Tống Tân Vũ sự tình càng phát ra sợ hãi, nếu như Tần Ngọc Kiều đem chuyện giữa bọn họ chấn động rớt xuống ra, kế tiếp xui xẻo liền sẽ là hắn. Vương Đồng An đã lặng lẽ rút về hắn rời chức xin, trong thành phố đối với hắn loại hành vi này cũng không có minh xác thái độ. Bất quá đã phái người trước tới thăm thời điểm, thuận tiện tìm Thư Viễn Hàng hiểu rõ một chút Vương cùng An bệnh tình, Thư Viễn Hàng đối thủ thuật rất có lòng tin, đối người bệnh đến tiếp sau trị liệu bảo trì lạc quan. Giống Vương Đồng An loại tình huống này, nếu như hắn không phải mình không chủ động chào từ giã, cấp trên nói như vậy là sẽ không động đến hắn, dù sao tổ chức bên trên còn phải để ý một người nói quan tâm. Vương Đồng An tại cục dân chính chủ chính nhiều năm như vậy. Mặc dù không có cái gì lóa mắt bắt mắt chiến tích thế nhưng không có phạm qua cái gì sai lầm lớn, dân chính công việc bản thân đối kinh tế hiệu quả và lợi ích không có cứng nhắc quy định, chủ đánh một cái bình ổn, Vương Đồng An cho các phe ấn tượng chính là không tranh quyền thế vô vi mà trị. Nếu như không phải gần đây một chút phiền toái, Vương Đồng An thể chế kiếp sống một mực xuôi gió xuôi nước.
Vương Đồng An lúc trước đưa rời chức xin cũng là hạ một phen quyết tâm, hắn nhận vì lần này bởi vì khỏi bệnh xuống tới là cơ hội tốt nhất, có lẽ có thể bảo trì khí tiết tuổi già, nếu như bỏ lỡ về sau hắn chuyện xấu sự việc đã bại lộ, vậy nhưng liền liền toàn thân trở ra cũng không thể. Nhưng là hiện thực để hắn ý thức được mình cho dù là lui ra đến cũng rất khó bảo trì khí tiết tuổi già, Hứa Thuần Lương liền sẽ không bỏ qua hắn, Địch Bình Thanh, Tần Ngọc Kiều những người kia cũng đều không phải là hạng người lương thiện, đã như vậy cũng chỉ có mạo hiểm đánh cược một lần, cố gắng hắn còn có một cơ hội. Lựa chọn Hứa Thuần Lương nguyên nhân, cũng không chỉ là Hứa Thuần Lương tay cầm hắn cùng Tần Ngọc Kiều yêu đương vụng trộm chứng cứ, Địch Bình Thanh cùng Tần Ngọc Kiều cũng có, nhưng là cả hai nhất khác nhiều là, Hứa Thuần Lương không có buộc hắn đi làm xấu sự tình, Vương Đồng An chẩn đoán chính xác ung thư về sau, hắn cũng một lần nữa xét lại một chút mình quá khứ nhân sinh, nếu có thể lưu nhiệm, hắn nghĩ làm chút chuyện đi đền bù quá khứ sai lầm, hắn muốn làm một người tốt. Trương Vân Thanh đi vào phòng bệnh, phát hiện Vương Đồng An trong phòng bệnh cũng không có hoa tươi đoàn đám, dưới giường cũng không có nhiều quà tặng, một cái trong mắt mọi người bị tuyên án tử hình người, hiển nhiên không có quá nhiều giá trị. Trương Vân Thanh đem trong tay hoa tươi đặt ở trên tủ đầu giường. Vương Đồng An nói, tới thì tới, còn mua cái đồ chơi này làm gì? Trương Vân Thanh nói, người dù sao cũng phải có chút nghi thức cảm giác. Vương Đồng An thở dài nói, làm sao đều là cả một đời. Trương Vân Thanh cho là hắn là nhiễm bệnh sau tiêu cực, an ủi hắn nói, dù sao đã chẩn đoán chính xác, người cũng không cần quá đem chuyện này để ở trong lòng, người bệnh này phát hiện đến sớm, cắt bỏ sau khỏi hẳn khả năng rất lớn. Vương Đồng An nói, rất cực kỳ bao lớn, ta không có để ở trong lòng, đều sống hơn nửa đời người, không có gì có thể sợ. Trương Vân Thanh nói, tẩu tử không đến ngươi. Vương Đồng An lắc đầu, ta cuối tuần mới khai đao, hiện tại cùng người tốt, chính là làm một chút kiểm tra, điều chỉnh một chút thân thể, nàng đến cũng không giúp được một tay, còn phải cùng ta nói không ngừng. Trương Vân Thanh biết cái đôi này quan hệ vô cùng bình thường, Vương Đồng An lão bà không có văn hóa gì. Cặp vợ chồng trò chuyện không đến cùng một chỗ, lại thêm Vương Đồng An là cái hiếu tử, lão bà hắn đối cha mẹ chồng không tốt, cặp vợ chồng bởi vì việc này không ít cãi nhau. Nhi tử tại tỉnh thành An nhà, bình thường khó về được một chuyến. Trương Vân Thanh nói, thúc thúc A Di biết không? Không có nói cho bọn hắn, sợ bọn họ lo lắng. Trương Vân Thanh nói, có cái gì chỗ cần hỗ trợ ngươi một mực nói với ta, mặc dù ngươi không phải ở tại bệnh viện chúng ta, Trường Hưng bên này ta còn là quen thuộc. Vương Đồng An nói, thưa bác sĩ là ta lão bằng hữu nhi tử, Tiểu Hứa cũng cùng hắn chào hỏi, bọn hắn là bạn tốt. Trương Vân Thanh nghe được Tiểu Hứa giống như nghẹn ở cổ họng, không nhả ra không thoải mái, thở dài nói, Hứa Thuần Lương người kia cho ăn không quen à. Vương Đồng An cười nói, cũng là vì công việc, người trẻ tuổi làm việc nhiệt huyết một chút. Trương Vân Thanh nói, cùng nhiệt huyết cũng không có quan hệ gì, chuyện của hắn ta rõ ràng, năm đó hắn xuất thân từ Trường Hưng. Triệu Phi Dương đối với hắn tốt bao nhiêu, cuối cùng còn không phải ở sau lưng thọc Triệu Phi Dương một đao. Vương Đồng An nói, người từ chỗ nào nghe được. Trương Vân Thanh nói, tóm lại người cẩn thận người trẻ tuổi này là được rồi. Nói xong hắn lại ý thức được nhắc nhở của mình đã không có gì tất yếu, bởi vì Vương Đồng An cực có thể muốn khỏi bệnh. Trương Vân Thanh nói, cấp trên có cái gì an bài. Vương Đồng An nói, không nói, chỉ là để cho ta hảo hảo chữa bệnh, ta hiện tại cái gì đều không nghĩ. Hết thảy chờ giải phẫu sau lại nói. Trương Vân Thanh từ lời hắn âm bên trong nghe ra Vương Đồng An giống như cũng không nghĩ lui ra đến, thấp giọng nói, ngươi còn dự định tiếp tục phấn đấu. Vương Đồng An nói, nếu như tổ chức bên trên cần ta lời nói, ta không thể đổ cho người khác, đương nhiên cá nhân ta là nghĩ thừa dịp lần này cơ hội lui ra tới. Trương Vân Thanh nói, người vừa đi trà liền lạnh, người hai ngày này cảm ngộ hẳn là so ta càng sâu. Vương Đồng An biết hắn đang nói cái gì. Mình còn chưa đi sao, cục dân chính các bộ môn người phụ trách đã không mua mình chứng, từ khi nằm viện về sau, đến xem qua thuộc hạ của mình đếm trên đầu ngón tay có thể tính ra đến, tất cả mọi người nhận là sĩ đồ của mình đã đi đến cuối con đường, đối bọn hắn không có tác dụng, ai cũng sẽ không ở một cái không có giá trị trên thân người lãng tốn thời gian. Thương nhân càng là như vậy, lấy Địch Bình Thanh cầm đầu đám kia thương nhân những năm này nếm qua không ít dân chính tiền lãi, đến bây giờ liền một cái thỏ đầu ra đều không có. Vương Đồng An nhìn qua Trương Vân Thanh trong lòng tự nhủ còn là bạn học cũ đáng tin cậy. Trương Vân Thanh nói, bạn học cũ, có chuyện ta phải nói ngươi, thường nói mua bán không thành nhân nghĩa tại, chúng ta hợp tác mặc dù lấy chia tay chấm dứt, nhưng ít ra là tốt hợp tốt tán đi, coi như công đối công có vấn đề, chúng ta tư nhân giao tình còn ở đó hay không.
Vương Đồng An nói, tại, Mây Thanh, ta cũng không gạt ngươi, từ thiện ái tâm đơn vị sự tình không phải ta dẫn đầu, ta có mặt treo biển hành nghề nghi thức cũng là bởi vì ta tại Trường Hưng nằm viện, nếu như thoái thác trên mặt mũi cũng không tốt nhìn. Trương Vân Thanh nói, ngươi ngã bệnh, Tống Tân Vũ bị tra, hiện tại cục dân chính ai quản lý? Chẳng lẽ là cái kia Trung Minh Yến? Trương Vân Thanh trong miệng Trung Minh Yến cũng là cục dân chính phó cục trưởng, nàng trước mắt còn tại trường đảng học tập. Theo lý thuyết loại thời điểm này, nàng hẳn là trước tiên gấp trở về, không biết ra tại nguyên nhân gì, nàng đến nay không có ra hiện. Vương Đồng An nói, tự nhiên không phải nàng. Đó chính là Hứa Thuần Lương, lão Vương, không phải ta nói ngươi, ngươi không thể đối tiểu tử kia như thế phóng túng, hắn đơn giản chính là mắt không lãnh đạo, vô pháp vô thiên. Trương Vân Thanh cho rằng Trung Y Viện sở dĩ bị trục, hoàn toàn là bởi vì Hứa Thuần Lương từ đó cản trở. Vương Đồng An nói, Mây Thanh, ta cảm thấy chuyện này không cần làm quá nhiều giải đọc, trước đây chuyện hợp tác như vậy coi như thôi đi, nếu như cầm tới trên mặt bàn đối ngươi, đối ta đều không tốt. Trương Vân Thanh trầm mặc xuống, hắn biết Vương Đồng An đang nói cái gì, Trung Y Viện không thể nghi ngờ tại trong hợp tác chiếm dân chính bệnh viện không ít tiện nghi, đi qua hắn cũng không có đem dân chính bệnh viện coi thành chuyện gì to tát. Nhưng có một số sự vật, chỉ có làm ngươi chân chính mất đi thời điểm mới hiểu được chân quý. Hắn có chút hối hận lúc trước phương án quá mức hà khắc, nếu như có thể lấy thêm ra một chút thành ý, làm ra một chút nhượng bộ, có lẽ sẽ không làm đến bây giờ tình trạng. Cùng Trường Hưng bệnh viện, Trung Y Viện cũng gặp phải phòng bệnh thiếu hiện tượng, bọn hắn kỳ thật đã đang mưu đồ tướng một chút phòng chuyển rời đến dân chính bệnh viện, khôi phục khoa chính là thử nghiệm hành vi, Trương Vân Thanh một mực nhận là bằng Trung Y Viện chiêu bài. Dựa vào hắn cùng Vương Đồng An quan hệ, dân chính bệnh viện sớm đã trở thành vật trong túi của hắn, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến con vịt đã đun sôi cũng có bay một ngày. Hiện tại bọn hắn xám xịt rời khỏi dân chính bệnh viện, Trường Hưng bệnh viện lại gióng trống khua chiêng vào ở, lúc đầu bọn hắn còn có thể nói là bọn hắn hái được dân chính bệnh viện phụ thuộc bệnh viện bảng hiệu, nhưng bây giờ ai sẽ tin tưởng. Dân chính bệnh viện đột nhiên thành bánh trái thơm ngon. Trong bọn họ bệnh viện biểu hiện càng giống là một cái bị ném bỏ oán phụ, tất cả mọi thứ đều là Hứa Thuần Lương tạo thành. Vương Đồng An nói, Mây Thanh, Hứa Thuần Lương người này rất có năng lực, cũng rất có bối cảnh, hắn làm việc mặc dù không thích theo lẽ thường ra bài, nhưng là mỗi tấm bài đều có chương pháp, đều có hậu chiêu. Trương Vân Thanh nói, ta cũng không phải muốn cùng hắn là địch, lão Vương A, người hảo hảo bảo trọng thân thể, ta hai ngày nữa trở lại thăm ngươi. Trương Vân Thanh rời đi phòng bệnh thời điểm. Tại cửa ra vào gặp qua tới thăm Vương Đồng An Triệu Phi Dương. Hai người là quen biết đã lâu, Triệu Phi Dương hô, Trương Việt, người đến Trường Hưng làm sao không nói với ta một tiếng. Trương Vân Thanh cười nói, sợ quấy rầy ngươi a, người Triệu Viện công việc như thế bận rộn. Triệu Phi Dương nói, bận rộn nữa cũng phải tiếp đãi Trương Việt, đi, đi phòng làm việc của ta ngồi một chút. Trương Vân Thanh không tiện cự tuyệt, đi theo Triệu Phi Dương cùng đi phòng làm việc của hắn, đối Triệu Phi Dương người. Hệ thống vệ sinh bên trong biếm bao không đồng nhất, nhất là các bệnh viện lớn viện trưởng đều duy trì độ cao chú ý, mọi người. Phổ biến cho rằng, Triệu Phi Dương đi ra công tư hợp doanh một bước này hy sinh hoạn lộ, nhưng là đổi lấy không ít thu nhập. Hiện tại Triệu Phi Dương là Đông Châu hệ thống vệ sinh bên trong công nhận dồi dào nhất viện trưởng, mà lại người ta không cần lo lắng bị bắt. Trương Vân Thanh quan tâm một chút khu công nghệ cao hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện kiến thiết tiến độ, chỉ có nói tới những này thời điểm. Triệu Phi Dương mới khôi phục tới hăng hái. Trương Vân Thanh nghe xong hắn giới thiệu, không khỏi cảm thán nói, xem ra Trường Hưng cải chế lấy được sơ bộ thành công, chờ các ngươi hai kỳ công trình cùng Tân Y Viện xây xong về sau, chính là các ngươi trên diện rộng bay lên lúc. Triệu Phi Dương khiêm tốn nói, hiện tại chữa bệnh thị trường cạnh tranh kịch liệt như vậy, ta dẫn đầu toàn viên công nhân viên chức có thể lăn lộn đến một miếng cơm ăn là được, cái gì trên diện rộng bay lên là không dám nghĩ. Trương Vân Thanh nói, làm sao không dám nghĩ, các ngươi lưng tựa xích đạo vốn liếng như thế lớn tập đoàn, hiện tại bệnh viện cuối cùng liều chính là tài lực, bệnh nhân đối chạy chữa hoàn cảnh yêu cầu càng ngày càng cao, chờ các ngươi mới bệnh viện xây thành về sau, toàn bộ Đông Châu phần cứng công trình ai còn có thể cùng các ngươi so sánh. Triệu Phi Dương nói, quyết định bệnh viện phát triển hay không chính yếu nhất điều kiện cũng không phải phần cứng công trình. Trương Vân Thanh nói, có tiền là đủ rồi, mà lại các ngươi hiện tại thể chế phi thường linh hoạt. Có thể mở ra lương cao đào người, chỉ cần cho tiền đủ nhiều, liền có đầy đủ cao cấp bác sĩ tới vào cương vị. Triệu Phi Dương nói, Trung Y các người viện cũng không tệ a, gần nhất bệnh viện doanh thu tăng lên rất nhiều, tại Đông Châu đứng hàng đầu, ta nghe nói các người Tân Y Viện chính đang tuyên chỉ.
Trương Vân Thanh nói, tuyên chỉ đến kiến thiết còn không biết phải bao lâu, hiện tại các bệnh viện lớn tất cả đều bận rộn kiến thiết mới viện khu, trong thành phố cũng không có khả năng đem trời bình hướng chúng ta nghiêng, ngươi là không có đi bệnh viện chúng ta nhìn, phòng bệnh đi nói đều là thêm giường, phòng bệnh lâu đều sắp bị chen bể. 2. Triệu Phi Dương nói, chúng ta cũng đứng trước giường bệnh thiếu tình trạng, còn tốt cùng dân chính bệnh viện đạt thành hiệp nghị, từ bọn hắn cung cấp phòng bệnh tạm thời giúp chúng ta hóa giải một chút. 1. Tại Trương Vân Thanh nghe tới, Triệu Phi Dương rõ ràng có ở trước mặt mình ý hiển bãi, cái này khiến hắn cảm thấy có chút không thoải mái, có thể coi là hắn lại thế nào không thoải mái, cũng không tốt tại ở trước mặt biểu lộ, hắn lại có thể trách ai. Nương sơ là bọn hắn chủ động từ bỏ dân chính bệnh viện cục thịt béo này. Trương Vân Thanh thừa nhận mình đang phán đoán bên trên tồn tại sai lầm. Trương Vân Thanh nói, Hứa Thuần Lương là ngươi mang ra binh A. Triệu Phi Dương phi thường rõ ràng tại dân chính bệnh viện sự tình bên trên Hứa Thuần Lương hung hăng bày trung y viện một đạo, bằng không cái này chuyện tốt cũng không tới phiên trên người bọn họ. Nghe Trương Vân Thanh hỏi như vậy, trong lòng thế mà cảm thấy có chút nho nhỏ kiêu ngạo, Hứa Thuần Lương dù sao cũng là từ Trường Hưng đi ra, mình cũng được cho hắn người dẫn đường. Triệu Phi Dương nói, hắn là từ Trường Hưng tiến vào thể chế. Trương Vân Thanh nói câu không nên nói, người tuổi trẻ bây giờ không hiểu được cảm ơn, cùng bọn hắn hợp tác tốt nhất vẫn là muốn bao nhiêu điểm đề phòng, đương kim người trẻ tuổi cùng chúng ta đi qua không đồng dạng, vì chiến tích không chọn thủ đoạn. 1. Triệu Phi Dương cười nói, tạ ơn Trương Viện nhắc nhở. Hắn đối Hứa Thuần Lương muốn so Trương Vân Thanh càng hiểu hơn. Trương Vân Thanh cũng không có ý định ở lâu. Hắn cùng Triệu Phi Dương cũng không có nhiều tiếng nói chung, chỉ ít hiện tại Triệu Phi Dương là thu hoạch người, Trương Vân Thanh cáo từ rời đi, lúc xuống lầu gặp Cảnh Văn Tú nhiệt tình chiêu hô, Trương ca, người đến đây lúc nào? Trương Vân Thanh cùng Cảnh Văn Tú đại ca Cảnh Văn Tuấn là bạn tốt, cho nên bọn hắn rất quen, Trương Vân Thanh cười nói, đến xem vương cục, đến Triệu viện nơi này học tập một chút quản lý kinh nghiệm. Cảnh Văn Tú nhỏ giọng nói, có cái gì có thể học? Nàng đối Triệu Phi Dương cũng không hài lòng. Trương Vân Thanh nói, ta cái này liền đi. Cảnh Văn Tú chủ động đưa ra muốn đưa hắn. Trương Vân Thanh ý thức được Cảnh Văn Tú có chuyện tìm hắn. 1. Cảnh Văn Tú tiến hắn tiến về bãi đỗ xe trên đường nhỏ giọng nói, Trương ca, ta muốn đổi cái hoàn cảnh. Rời đi Trường Hưng suy nghĩ đã có một đoạn thời gian, từ khi Xích Đạo vốn liếng vào ở Trường Hưng bệnh viện đến nay, các phương diện quản lý càng thêm nghiêm ngặt. Cảnh Văn Tú cái này phó viện trưởng trong tay thực tế quyền lực càng ngày càng nhỏ, bởi vì công tư hợp doanh nguyên nhân, nàng lên cao không gian cũng không lớn, mặc dù lương một năm không ít, nhưng Cảnh Văn Tú cũng không thiếu tiền, chồng nàng làm bất động sản buôn bán. 1. Trương Vân Thanh nói, có muốn hay không tốt đi nơi nào? Kỳ thật trong lòng của hắn đã minh bạch, Cảnh Văn Tú đã sách ra, nên muốn đi chỗ của hắn. Cảnh Văn Tú nói, ta muốn đi người nơi đó. Trương Vân Thanh nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, ngươi xin ta tiếp thu. Cảnh Văn Tuấn mặc dù bởi vì phương diện quản lý sai lầm bị điều đi Hải Châu, nhưng là Cảnh Văn Tuấn tại Đông Châu vẫn là có tương đương giao thiệp, giúp thân muội muội điều động công việc với hắn mà nói vô cùng đơn giản. Hướng về phía cùng Cảnh Văn Tuấn quan hệ, Trương Vân Thanh cũng không thể cự tuyệt, Trương Vân Thanh tuổi tác cũng không nhỏ, nhiệm kỳ còn thừa lại 3 năm. Cảnh Văn Tú không muốn tại Trường Hưng trên ngọn cây này treo cổ, cho nên chuẩn bị điều nhiệm trung y viện. Có Trương Vân Thanh chiếu cố, mình tiếp ban khả năng cũng rất lớn. 1. Cảnh Văn Tú vui mừng nói, vậy cứ thế quyết định, bất quá người phải giúp ta một chuyện. Trương Vân Thanh lập tức minh bạch nàng ý tứ, cười nói, tốt a, ta chủ động tìm ngươi ca tâm sự. Tạ ơn Trương ca. Lúc này Cao Tân Hoa từ đằng xa đi tới, Cảnh Văn Tú ít nhiều có chút chột dạ, tranh thủ thời gian hướng Trương Vân Thanh tạm biệt, cho dù là dạng này, vẫn không thể trốn qua Cao Tân Hoa con mắt. Cao Tân Hoa nhìn qua Cảnh Văn Tú vội vàng rời đi bóng lưng tựa hồ ngộ đến cái gì. Hứa Thuần Lương cũng chưa quên bệnh truyền nhiễm viện, cho bệnh truyền nhiễm viện cũng phát một cái từ thiện ái tâm đơn vị bảng hiệu, Phó Viện trưởng Phan Tuấn Phong đặc địa đến Cục Dân Chính lĩnh bảng hiệu, thuận tiện tham viếng một chút vị này tiểu lão đệ. Phan Tuấn Phong chuyến này còn có một cái mục đích, đó chính là thúc giục một chút Hứa Thuần Lương hỗ trợ hòa giải Trung Hoa khoáng đại phụ thuộc bệnh viện treo biển hành nghề sự tình. Hiện tại bí thư phu nhân Hạ Uyển Oánh rõ ràng không chào đón bọn hắn. Từ thiện ái tâm đơn vị bảng hiệu cũng không phải lấy không, Phan Tuấn Phong lần này còn mang đến một bút toàn viện nhân viên y tế quyên tiền, số tiền kia là quyên cho viện mồ côi. 1. Hứa Thuần Lương cùng Phan Tuấn Phong hẹn tại viện mồ côi, làm một cái cỡ nhỏ nghi thức, viện mồ côi viện trưởng Trương Thuận đạt đại biểu viện mồ côi tiếp nhận 6 vạn khối quyên tiền,
Hứa Thuần Lương đem Từ Thiện Ái Tâm đơn vị bảng hiệu ban phát cho Phan Tuấn Phong. Phan Tuấn Phong cùng Hứa Thuần Lương tại Trương Thuận Đạt cùng đi thăm một chút viện mồ côi. 1. Trương Thuận Đạt đã tại viện mồ côi nhà ăn sắp xếp xong xuôi cơm trưa, tham quan qua đi, hắn biểu thị đi trước nhà ăn nhìn xem tình huống, để Hứa Thuần Lương bồi tiếp Phan Tuấn Phong tiếp tục đi dạo. Phan Tuấn Phong nói, Thuần Lương, Hà chủ nhiệm bên kia ngươi hỗ trợ hỏi hay chưa? Hứa Thuần Lương nói, hỏi, nàng nói trường học ngay tại đi chương trình, ta cũng không tiện thúc. Phan Tuấn Phong không khỏi thở dài, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Hạ Uyển Oánh tiêu cực thái độ, Hứa Thuần Lương rời đi về sau, bệnh truyền nhiễm viện có thể hay không đem Trung Hoa khoáng đại phụ thuộc bệnh viện bảng hiệu phủ lên tồn tại nhất định biến mấy, Phan Tuấn Phong cũng rõ ràng hiện tại đã không có tư cách yêu cầu người ta Hứa Thuần Lương lại hỗ trợ làm cái gì. Hứa Thuần Lương nói, Phan Viện, người đừng thở dài a, tốt cơm không sợ muộn. Phan Tuấn Phong nói, ta liền sợ chờ lâu liền miệng cơm nguội đều không kịp ăn. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi cũng không cần quá đầu nhập, ta cảm giác ngươi trở nên lại hắc vừa gầy, gần nhất áp lực công việc rất lớn a. Phan Tuấn Phong lại thở dài, sao có thể không lớn, khỏe mạnh bên kia bá đạo ngang ngược, chúng ta bây giờ quá bị động, Thuần Lương, ta thật sự là hối hận, lúc trước nên nghe đề nghị của ngươi, chống lại khỏe mạnh đầu tư. Hứa Thuần Lương nói, chống lại cái gì? Người ta đầu tư 50 ức, trong thành phố đều nhấc tay hoan nghênh, chúng ta coi như muốn ngăn cũng ngăn không được. Phan Tuấn Phong nói, chúng ta lần này là dẫn sói vào nhà, mặc kệ là thiết kế phương án vẫn là kiến trúc thi công đều bị bọn hắn đảm nhiệm nhiều việc, chúng ta liền quyền lên tiếng cũng bị mất. Hứa Thuần Lương nói, nghiêm viện nói thế nào? Phan Tuấn Phong nói, hắn còn có thể nói thế nào? Dù sao tân y viện có thể kiến thiết đi lên, chờ đắp kín, hắn cũng nên về hưu. Nghiêm Hồi Ý hiện tại tâm thái chính là không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Tân y viện chỉ cần có thể thuận lợi xây thành hắn chính là một cái công lớn, danh tự là khẳng định phải viết nhập Trung y viện lịch sử, về phần về sau tân y viện là ai đương ra, Nghiêm Hồi Ý mới không cân nhắc nhiều như vậy, dù sao không phải là hắn đương ra. 3. Phan Tuấn Phong trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt, tân y viện kiến thiết vừa mới bắt đầu, hắn liền thấy mình sẽ bị biên giới hóa, kết quả là vì người khác làm quần áo cưới, đây là hắn không tình nguyện lại rất khó sửa đổi. Hứa Thuần Lương nói, ta cảm thấy bệnh truyền nhiễm viện mới viện khu là cái hố to, người hẳn là nhanh chóng từ trong hố ra. Phan Tuấn Phong cười khổ nói, làm sao ra? Hứa Thuần Lương nói, vẫn là câu cách ngôn kia, cây chuyển người chết chuyển sống, người có thể khác mưu thăng chức a, tỉ như ngươi thừa dịp mấy năm này kiến thiết ra ngoài tăng lên một chút, chờ bọn hắn kiến thiết không sai biệt lắm, ngươi lại trở về hái đào tử, cái này gọi đường cong cứu quốc. Phan Tuấn Phong nói, nào có dễ dàng như vậy? Ta lại không có quan hệ, ai sẽ để bạt ta? Hứa Thuần Lương nói, ta gần nhất nghe nói một tin tức a, Trung y viện có cái phó viện trưởng chống chỗ, hiện tại không ít người đều tại hoạt động, người không ngại cố gắng một chút. 1. Phan Tuấn Phong nói, Trung y viện vô luận thực lực tổng hợp vẫn là cấp bậc đều so với bọn hắn bệnh viện cao hơn. Hứa Thuần Lương nói, người nếu là thật có phương diện này ý nghĩ, ta giúp người tìm Hà chủ nhiệm hỏi một chút. Phan Tuấn Phong hai mắt sáng lên, hắn vẫn luôn là người có dã tâm, nhưng là hắn thiếu khuyết bối cảnh, nếu như Hạ Uyển Oánh nguyện ý vì mình tại Uông thư ký trước mặt nói lên một câu, kia phó viện trưởng vị trí chẳng phải là thoá thủ nhưng đến, Hứa Thuần Lương đề nghị không tệ, cùng tiếp tục tại bệnh truyền nhiễm viện cái này vũng bùn bên trong giấy rụa, không bằng tranh thủ thời gian nhảy ra cầu được mấy năm nhẹ nhõm, tăng cường một chút quản lý kinh nghiệm. Vậy làm phiền lão đệ. Hứa Thuần Lương lại đi cho Hạ Uyển Oánh đưa. Hạ Uyển Oánh phục dụng hắn mở thuốc về sau khí sắc rõ ràng chuyển tốt rất nhiều, sắc mặt trong trắng lộ hồng, liền Uông Kiến Minh đều nói nàng càng đổi càng trẻ. 1. Tuyệt không phải lấy lòng, Uông thư ký gần nhất trong lúc cấp bách còn bớt thời gian giao nộp mấy lần lương thực nộp thuế, Hạ Uyển Oánh khi lấy được tưới nhuần về sau, cả người đều lộ ra mặt mày tỏa sáng. Hạ Uyển Oánh cũng nghe nói cục dân chính gần nhất phát sinh một số việc, cười trêu chọc nói, tiểu Hứa, ta phát hiện ngươi đến đâu mà chỗ nào liền náo nhiệt. Hứa Thuần Lương nói, tẩu tử, các người đại học nếu là ngại quá thanh tịnh, người liền đem ta cho điều tới. 1. Dừng lại đi, hiện tại Đông Châu mặc kệ đơn vị nào lãnh đạo nghe được ngươi đi qua đều đến run lẩy bẩy. Hứa Thuần Lương nói, người quá khoa trương, nói đến ta cùng sao chổi giống như. Hạ Uyển Oánh trong lòng tự nhủ khẳng định có không ít người đem ngươi trở thành sao chổi, ngươi vừa tới cục dân chính, cục trưởng liền tra ra ung thư phổi. Phó cục trưởng bị điều tra, nói ngươi sao chổi cũng không có ủy khuất ngươi. Hứa Thuần Lương nói, tẩu tử,
người cảm giác thuốc này còn hữu hiệu sao? Hạ Uyển Oánh gật đầu nói, phi thường hữu hiệu, ta cũng không biết làm sao cảm tạ ngươi, mỗi lần ngươi còn phải tự mình tới đưa, kỳ thật ngươi cho ta cho cái toa thuốc, chính ta theo phương bốc thuốc là được rồi. Hứa Thuần Lương nói, không tự mình đưa không được a. Hiện tại trên thị trường giả mạo ngụy liệt quá nhiều dược liệu, nếu như dược liệu không phù hợp tiêu chuẩn, ăn vào có hại vô ích. Hạ Uyển Oánh thở dài nói, thuốc đông y thị trường xác thực hẳn là hảo hảo chỉnh đốn một chút. Hứa Thuần Lương nói, chủ yếu là hiện tại rất nhiều kẻ kinh doanh trong mắt chỉ có lợi ích, liền Đông Châu Trung Y Viện cũng dám tiến giả mạo ngụy liệt dược phẩm, lại càng không cần phải nói những cái kia Trung Y phòng khám bệnh. Hạ Uyển Oánh cũng biết hồi trước Trung Y Viện xảy ra chuyện, Hứa Thuần Lương nhắc lên về sau lại khơi gợi lên hứng thú của nàng, nàng hỏi một chút chi tiết. Hứa Thuần Lương đem sự kiện kia chân tướng nói một lần, cảm khái nói, ta cảm thấy đối Trung Y Viện xử phạt vẫn là nhẹ, xuất hiện loại chuyện này chủ yếu là người quản lý thất trách, bọn hắn viện trưởng liền đi ra xin lỗi đều không có, đối ta gần nhất nghe nói một tin tức, Trung Y Viện có cái phó viện trưởng chống chỗ. Hạ Uyển Oánh nói, ngươi có hứng thú? Hứa Thuần Lương lắc đầu, không có, ta tại cục dân chính làm tốt tốt. Ta nghe nói tựa như là chuẩn bị để Cảnh Văn Tuấn muội muội đi qua. Hạ Uyển Oánh nói, ngươi tin tức linh thông. Hứa Thuần Lương nói, ta tại Trường Hưng làm qua a, Cảnh Văn Tú khi đó chính là phó viện trưởng, nói thật nàng không có gì năng lực. Hạ Uyển Oánh đã nhìn ra ý đồ của hắn, cười nói, ngươi có phải hay không có cái gì thí sinh thích hợp đề cử. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi cũng nhận biết, Phan Tuấn Phong. Hạ Uyển Oánh nói khẽ, ngươi cũng không phải không biết. Ta xưa nay không hỏi đến lão Uông chuyện công tác. Hứa Thuần Lương nói, một cái phó sử cấp phân công cái nào cần dùng đến Kiến Minh ca tự mình hỏi đến, người khả năng không biết, Cảnh Văn Tú là Cảnh Văn Tuấn muội muội, Cảnh Văn Tuấn lúc trước Đông Châu đổ nướng thành sự tình bên trên phạm qua sai lầm lầm, cho nên đi Hải Châu, nhưng là hắn tại Đông Châu vẫn là có tương đương lực ảnh hưởng, tổ chức bên trên nếu như bởi vì duyên cớ của hắn để bạt muội muội của hắn, khẳng định sẽ bị người nói xấu, ta là lo lắng người khác hiểu lầm là Kiến Minh ca cho mở đèn xanh. Hạ Uyển Oánh nói, người a, loại sự tình này trực tiếp đi nói với hắn không tốt hơn, nhỏ Phan người kia cũng không tệ, quay đầu ta nhắc nhở một chút lão Uông. Đông Châu trận này mưa thu tới phi thường đột nhiên, chợt hạ xuống nhiệt độ không khí để không ít người thân thể xuất hiện vấn đề, các cửa bệnh viện xem bệnh kín người hết chỗ. Dân chính bệnh viện bởi vì Trường Hưng bệnh viện hô hấp khoa vào ở, phòng khám bệnh lượng cũng tăng lên rất nhiều. Viện trưởng Ngô Sĩ Kỳ vẫn là lần đầu nhìn thấy bệnh viện bãi đỗ xe đầy tràn hiện tượng, bệnh nhân gia tăng khẳng định sẽ kéo theo dân chính bệnh viện những khoa thất khác phát triển. Ngô Sĩ Kỳ nghe theo Hứa Thuần Lương đề nghị, tướng đi qua kia chút tư nhân nhận thầu phòng tất cả đều đuổi ra khỏi cửa. Đình Lập Kiến thiết công trình đội cũng đã tiến vào chiếm giữ dân chính bệnh viện, bắt đầu tiến hành kiểm tra sức khỏe trung tâm trùng tu, kỳ hạn công trình 3 tháng, Đinh Tứ vẫn là không cần tiền. Hắn vẫn là lấy công trình khoản nhập cổ phần hình thức đầu tư kiểm tra sức khỏe trung tâm. Kiểm tra sức khỏe trung tâm đại cổ đông là Mộc Lan tập đoàn Hạ Hầu Mộc Lan, Hạ Hầu Mộc Lan cổ phần khống chế 60%, còn lại 40% lưu cho những người khác. Hạ Hầu Mộc Lan khẳng định không có khả năng tự mình quản lý kiểm tra sức khỏe trung tâm, nơi này giao cho Trường Thiện Bệnh viện người quản lý, thực tế vận doanh người là Cố Hậu Nghĩa, trước mắt kiểm tra sức khỏe trung tâm chữa bệnh và chăm sóc đoàn đội đã bắt đầu chiêu mộ. Đường Minh Mị đã trải qua lựa chọn một nhóm tuổi trẻ y tá xinh đẹp tiến hành huấn luyện. Trường Hưng bệnh viện không ít về hưu nhân viên công tác đã chủ động đến đây nhận lời mời, Cố Hậu Nghĩa cùng Đường Minh Mị tại nhân viên y tế bên trong lực ảnh hưởng rất lớn. Trường Hưng trong khoảng thời gian này, đã có hơn 10 tên y tá từ chức tiến về Mộc Lan khỏe mạnh trung tâm quản lý, chuyện này tại Trường Hưng bệnh viện nội bộ đưa tới chấn động không nhỏ. Tân nhiệm hộ lý bộ chủ nhiệm trước tiên hướng phân công quản lý viện trưởng Cảnh Văn Tú làm báo cáo, Cảnh Văn Tú ở trong viện bạn công hội bên trên đưa ra vấn đề này. Triệu Phi Dương nhìn một chút từ chức danh sách nhân viên, không khỏi nhíu mày, làm sao sẽ nhiều như thế người tập thể từ chức. Cảnh Văn Tú nói, còn không phải là bởi vì người khác đào góc, những y tá này tất cả đều là nghiệp vụ tổng hợp năng lực rất mạnh, đổi thành phổ thông y tá đi cũng liền đi. Còn có, chúng ta rất nhiều phụ trợ phòng về hưu nhân viên từ bỏ mời trở lại đi Mộc Lan kiểm tra sức khỏe trung tâm. Triệu Phi Dương nói, dân chính bệnh viện Mộc Lan kiểm tra sức khỏe trung tâm. Cảnh Văn Tú nhẹ gật đầu. Có phần tham gia hội nghị Vũ Pháp Quân nói, chúng ta kiểm tra sức khỏe trung tâm cũng có rất nhiều người đều đi ăn máng khác, Mộc Lan kiểm tra sức khỏe trung tâm cho đãi ngộ hậu đãi. Triệu Phi Dương nói, một cái tư nhân kiểm tra sức khỏe trung tâm các ngươi không cần quá sợ hãi.
chúng ta kiểm tra sức khỏe trung tâm lưng tựa Trường Hưng bệnh viện, bọn hắn là không thể nào cạnh tranh qua chúng ta. Cao Tân Hoa không có công khai tỏ thái độ, hắn trong lòng thầm nghĩ, Triệu Phi Dương vẫn là như vậy tự tin, nói Mộc Lan kiểm tra sức khỏe trung tâm là tư nhân, Trường Hưng không phải tư nhân. Hắn phi thường rõ ràng Mộc Lan kiểm tra sức khỏe trung tâm cổ quyền cấu thành, lần này Hứa Thuần Lương trưng cầu qua ý kiến của hắn, lão bà hắn Tiếu Sở Hồng Thuận mua 5% cổ phần. Nói cách khác Cao Tân Hoa cũng là Mộc Lan khỏe mạnh kiểm tra sức khỏe trung tâm nhỏ cổ đông. Cảnh Văn Tú nói, ta tra được Mộc Lan kiểm tra sức khỏe trung tâm thực tế vận doanh mới là Trường Thiện Bệnh viện. Trường Thiện Bệnh viện viện trưởng là Cố Hậu Nghĩa, hắn là chúng ta Trường Hưng đi qua viện trưởng, Đường Minh Mị quá khứ là chúng ta hộ lý bộ chủ nhiệm. Hiện tại từ chức đi nơi nào, ta nhận là hành vi của bọn hắn chính là tại công khai đào chân tường, là thời điểm muốn cùng bọn hắn nói chuyện cái vấn đề này. Phú Pháp Quân nói, loại vấn đề này không tốt đàm, nhân tài lưu động là bình thường, ai cho điều kiện hậu đãi ai lực hấp dẫn liền lớn. Cảnh Văn Tú nói, đúng, nhân tài lưu động đích thật là bình thường, nhưng chúng ta cũng phải nhìn đến có ít người bưng lấy Trường Hưng bát cơm còn tại đấm vào Trường Hưng nồi. Cao Tân Hoa trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết Cảnh Văn Tú câu nói này chỉ hướng chính là ai. Triệu Phi Dương nói, cụ thể một chút. Cảnh Văn Tú nói, Trịnh Bồi An, hắn nguyên lai tại Trung Y Khoa. Chủ động yêu cầu điều đi phòng cấp cứu, trường kỳ ca đêm, thời gian nghỉ ngơi trên cơ bản đều tại Trường Thiện Bệnh viện ngồi xem bệnh, còn đảm nhiệm Trường Thiện Bệnh viện phó viện trưởng, loại hiện tượng này bản thân liền rất không bình thường. Cao Tân Hoa nói, chuyện này ta biết, cũng không có cái gì không bình thường địa phương, Trịnh Bồi An làm nhiều một chút hành nghề, chúng ta cục vệ sinh cũng là để sướng. Cảnh Văn Tú nói, Cao Bí Thư, cá nhân ta cảm thấy loại này thân ở Tào Doanh lòng đang hán hành vi hẳn là sát thắng xe một cái. Cứ thế mãi, tổn hại chắc chắn là chúng ta toàn bộ Trường Hưng lợi ích. Cao Tân Hoa móc ra một hộp khói, rút ra một chi, yên lặng đốt. Cảnh Văn Tú không khỏi nhớ tới Cố Hậu Nghĩa đương quyền thời điểm, tại viện ban lãnh đạo trong hội nghị công nhiên nhục nhã mình tràng cảnh, nàng có chút phẫn nộ nói, chúng ta nhất định phải có phản ứng, không thể đối hành động như vậy nghe chi đảm nhiệm chi. Triệu Phi Dương nói, vẫn là tiên lễ hậu binh đi, Cao Bí Thư, người cùng cố viện quan hệ không tệ, người nói chuyện với hắn một chút. Nhìn xem có thể hay không hơi bận tâm một chút chúng ta giữa lẫn nhau tình cảm. Cao Tân Hoa nói, cái này không tốt nói đi, mà lại người ta là công khai thông báo tuyển dụng, lại không có chứng cứ có thể chứng minh người ta cố ý đào góc. Triệu Phi Dương gật đầu nói, chủ yếu vẫn là làm tốt chính mình người công việc, nhìn xem bên ngoài cho bọn hắn mở điều kiện gì, nếu như là yêu cầu hợp lý, chúng ta cũng có thể thỏa mãn, quá phận yêu cầu tuyệt không đáp ứng, chuyện này không muốn khuếch đại, tận lực điệu thấp xử lý. Phòng ngừa tổn thương hòa khí. Triệu Phi Dương biết Trường Thiện Bệnh viện chủ gánh là Hứa gia, Mộc Lan khỏe mạnh trung tâm quản lý cũng giống như vậy, nếu như bởi vì việc này đem mâu thuẫn kích thích, như vậy thế tất sẽ đắc tội Hứa Thuần Lương, hiện tại Trường Hưng có như vậy nhiều phòng tại dân chính bệnh viện thuê phòng bệnh, chơi cứng đối bọn hắn cũng không có chỗ tốt, Triệu Phi Dương chưa hề nghĩ tới mình có một ngày sẽ như thế lo lắng Hứa Thuần Lương cảm thụ. Sau khi tan họp, Triệu Phi Dương đem Cảnh Văn Tú đơn độc cho lưu lại. Hắn nghe nói Cảnh Văn Tú xin điều động sự tình, cho nên tìm Cảnh Văn Tú ở trước mặt chứng thực. Cảnh Văn Tú nói, Triệu viện, chuyện là như thế này, Trung y viện Trương viện chủ động tìm được ta, bọn hắn bệnh viện thiếu một cái phó viện trưởng, cho nên hy vọng ta có thể vượt qua. Triệu Phi Dương trong lòng tự nhủ ta tin ngươi cái quỷ, ngươi là có tài vẫn là có mạo. Trương Vân Thanh sẽ coi trọng ngươi, khẳng định là ngươi trước tìm người ta. Triệu Phi Dương cũng không có vạch trần nàng tất yếu. Mỉm cười nói, người nghĩ như thế nào a? Cảnh Văn Tú nói, chính ta còn chưa làm quyết định, dù sao ta tại Trường Hưng nhiều năm như vậy, đối Trường Hưng còn có cảm tình, nhưng trong khoảng thời gian này đến nay, Trường Hưng quản lý kinh doanh hình thức phát sinh biến hóa rất lớn, cá nhân ta thích ứng năng lực có chút khiếm khuyết. Triệu Phi Dương nói, ta minh bạch, Cảnh Đại Tỷ, người nếu là thật quyết định, ta không biết chế tạo chướng ngại. Cảnh Văn Tú đi ở với hắn mà nói dâu ria. Vốn chính là cái dựa vào gia đình quan hệ lăn lộn đến phó viện trưởng, thật đúng là cảm thấy mình trọng yếu bao nhiêu. Cảnh Văn Tú nghe được Triệu Phi Dương liền giữ lại đều không nói một câu, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc, kỳ thật cái này Triệu Phi Dương nguyên bản là người bạc tình, đi qua nàng đại ca tại Đông Châu thời điểm, đối nàng đừng đề cập nhiều khách khí, cả ngày nghĩ trăm phương ngàn kế nịnh bợ nàng đại ca, hiện tại đại ca đi Hải Châu, người này rõ ràng thái độ đối với chính mình không lớn bằng lúc trước. Cảnh Văn Tú nói, ta còn là quyết định đi, khiêu chiến một chút chính mình. Triệu Phi Dương nói, vậy liền cầu chúc ngươi có thể tại mới công việc trên cương vị thu hoạch được thành công.
hắn không nói càng lớn thành công, bởi vì Cảnh Văn Tú tại Trường Hưng công việc căn bản cùng thành công không có bất cứ quan hệ nào. Cảnh Văn Tú nói, Triệu Viện, ta mới vừa nói sự tình không phải nhằm vào ai, là thật tâm vì Trường Hưng phát triển lâu dài cân nhắc, Cố Hậu Nghĩa hành vi của bọn hắn liền là đang đào chân tường, người nhất định phải gây nên đầy đủ coi trọng. Triệu Phi Dương nói, ta tâm lý nắm chắc. Triệu Phi Dương điện thoại di động vang lên, hắn nhìn Cảnh Văn Tú một chút, Cảnh Văn Tú lập tức đưa ra cáo từ, chờ nàng rời đi về sau, Triệu Phi Dương mới nhận nghe điện thoại, từ Dĩnh, đến Đông Châu rồi. Triệu Phi Dương nhìn qua một lần nữa khai trương hoa gian Nhật Liêu, ánh mắt của hắn trở nên có chút ướt át, cảnh vật vẫn như cũ, trùng tu vẫn như cũ, hết thảy phảng phất chưa hề cải biến. 1. Từ Dĩnh chống đỡ một thanh trong suốt dù che mưa đứng tại hoa gian Nhật Liêu cửa chính, người nhạt như cúc, phảng phất nàng vẫn luôn ở nơi đó, chưa hề rời đi. Triệu Phi Dương đóng cửa xe, đỉnh lấy mưa thu nện bước kiên định bộ pháp đi tới. Người chừng nào thì lại đem nơi này mở ra. Từ Dĩnh nói, Nam Giang nước ta uống không quen, càng nghĩ vẫn là Đông Châu thích hợp ta. Triệu Phi Dương nói, khai trương. Từ Dĩnh nói, ngươi là vào xem tiểu điếm khách hàng đầu tiên. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, tâm tình có chút kích động, mặc dù mưa rầm giả dích, nhưng Từ Dĩnh lại là một chùm có thể chiếu vào trong lòng của hắn ánh sáng. Từ Dĩnh lại nói, ta còn mời một vị chúng ta cộng đồng bằng hữu. Triệu Phi Dương sửng sốt một chút. Bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại, Hứa Thuần Lương. Từ Dĩnh nói, để ngươi đoán chúng. Triệu Phi Dương cười khổ nói, ta cùng hắn không tính là bằng hữu. Từ Dĩnh ý vị thâm trường nói, coi như không cách nào trở thành bằng hữu, chí ít cũng không nên trở thành cựu nhân cùng đối thủ, ngươi nói có đúng hay không? Triệu Phi Dương tiếp nhận Từ Dĩnh trong tay dù, cùng nàng cùng đi nhập trong tiệm. Trong tiệm đầu bếp cùng phục vụ viên vẫn là ban đầu thành viên tổ chức. Triệu Phi Dương ý thức được cái này không đổi phía sau giấu giếm Từ Dĩnh nhiều ít nhìn không thấy vất vả cùng cố gắng. Từ Dĩnh nói, ngồi không âm đi. Triệu Phi Dương nói, khai trương thời điểm ta phải đến đưa hai cái lớn lãng hoa. Từ Dĩnh lắc đầu, mấy chục tuổi người, đừng làm những cái kia hư đầu ba não sự tình. Triệu Phi Dương nhìn một chút thời gian, người cùng tiểu Hứa hẹn đến mấy điểm. Từ Dĩnh nói, còn có một giờ, uống trước điểm mò trà. Triệu Phi Dương tại tatami ngồi xuống, thưởng thức Từ Dĩnh trà nghệ, Từ Dĩnh là một cái duy nhất có thể để cho hắn cảm thấy an tâm nữ nhân, trong khoảng thời gian này hắn kinh lịch quá nhiều, cũng chính là bởi vì đây, mới phát hiện Từ Dĩnh làm bạn cùng thủ hộ đầy đủ chân quý. Triệu Phi Dương nói, người gầy. Từ Dĩnh cười nói, già rồi. Triệu Phi Dương lắc đầu, hắn vốn muốn nói ngươi trong lòng ta chưa từng thay đổi, nhưng nói đến bên môi lại bỏ đi suy nghĩ. Trong phòng tràn đầy xóa trà mùi thơm ngát, Triệu Phi Dương nhấp một hớp xóa trà đạo, người tại Nam Giang quán trà quan. Từ Dĩnh lắc đầu, vẫn tiếp tục lấy, nơi đó cũng hao tốn không ít tâm huyết, mặc dù sinh ý thanh đạm bất quá cũng đã bên trên quỹ đạo, ta mỗi tháng trôi qua một chuyến liền tốt. Triệu Phi Dương nói, hiện tại hoàn cảnh lớn không tốt, chỉ cần kiếm tiền sinh ý không nên tùy tiện từ bỏ. Từ Dĩnh nở nụ cười, hoàn cảnh lớn tốt thời điểm ta sinh ý cũng phi thường thanh đạm. Bất quá con người của ta biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, đối tài phú yêu cầu lúc đầu cũng không cao. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, Từ Dĩnh đối tài phú yêu cầu không cao cũng không có nghĩa là nàng từ bỏ đối phẩm chất cuộc sống truy cầu. Từ Dĩnh là cái có nội hàm nữ nhân, mà lại nàng có được nhạy cảm sức quan sát am hiểu phân tích hắn lòng người. Triệu Phi Dương từ đầu đến cuối cho rằng, Từ Dĩnh nếu như xử lý quản lý phương diện công việc nên là cái ưu tú người quản lý. Từ Dĩnh nói, không cần ngươi quan tâm ta sự tình. Trước tiên nói một chút ngươi, đổi Đông ra về sau công việc còn thuận lợi sao? Triệu Phi Dương thở dài, tại Từ Dĩnh trước mặt hắn rất ít giấu giếm mình nội tâm chân chính cảm xúc, nhâm thiên dã người kia đối ta cũng không tín nhiệm, ta đoán chừng động ta cũng là chuyện sớm hay muộn. Từ Dĩnh nói, một triều thiên tử một triều thần, xích đạo vốn liếng tiếp nhận Trường Hưng, đối quá khứ hoa niên thành viên tổ chức tiến hành thay đổi rất bình thường, mà lại. Nàng cân nhắc một chút còn là tiếp tục nói, người cái này 2 năm cũng không có khả năng chứng minh năng lực của ngươi. Đổi thành đi qua, Triệu Phi Dương có lẽ sẽ cho rằng Từ Dĩnh nói như vậy là đối hắn tài hoa vũ nhục, nhưng bây giờ hắn đã có thể tâm bình khí hòa tiếp nhận, hiện thực chính là như thế, không phải thượng thiên không đã cho hắn cơ hội, hắn chẳng những có cơ hội, hơn nữa còn không chỉ một lần, là chính hắn không nắm chắc được. Triệu Phi Dương nói, ta hiện tại cái gì đều không nghĩ, chỉ muốn đem bệnh viện phát triển. Nếu như ta cùng Trường Hưng duyên phận lấy hết, ta đã không còn gì để nói, rời đi chính là.
Từ Dĩnh lưu ý Triệu Phi Dương biểu lộ phong ba không sợ hãi, chứng minh hắn rốt cuộc tiếp nhận hiện thực, bày ngay ngắn tâm tính, không giống quá khứ nữa như thế coi trời bằng vung cuồng vọng tự đại, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, thật sự là hắn hẳn là đi hướng thành thục. Từ Dĩnh an ủi hắn nói, hoàn toàn chính xác không cần cân nhắc quá nhiều chuyện, chỉ cần lưu tại Trường Hưng một ngày liền muốn tận tốt một cái người quản lý trách nhiệm, đúng, ta nghe nói Đường Kinh Luân ra. Từ khi Hoa Niên rút khỏi Trường Hưng về sau, Triệu Phi Dương cũng rất ít chú ý anh em nhà họ Đường sự tình, nghe Từ Dĩnh nhắc lên Đường Kinh Luân, lạnh nhạt cười nói, hắn coi như ra, đời này cũng không có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Từ Dĩnh nói, người thật không thể đi sai đường. Triệu Phi Dương nói, Từ Dĩnh, cảm ơn ngươi. Từ Dĩnh cười nói, cảm ơn ta cái gì, ta lại không giúp đỡ được gì. Triệu Phi Dương nói, nếu như không phải ngươi, ta khả năng đã sớm rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Ta cũng không có vĩ đại như vậy, Phi Dương, ngươi vấn đề lớn nhất chính là tự phụ, cái này cũng không trách ngươi được, ngươi cùng nhau đi tới thực sự quá mức thuận lợi, tạo thành ngươi nhìn vấn đề quá mức lạc quan. Triệu Phi Dương nói, có người nói người cả đời vận khí đều là có định số, trước may mắn người, về sau liền sẽ nhận chịu ngăn trở, trái lại cũng thế. Từ Dĩnh nói, khi nào bắt đầu tin số mệnh rồi? Triệu Phi Dương nói, không tin không được a. Từ Dĩnh ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ Tiểu Hứa tới. Triệu Phi Dương cũng hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhìn thấy một cỗ Cayenne ngay tại dừng xe, Hứa Thuần Lương từ trên xe trước xuống tới, chống ra một cây dù. Lái xe không phải hắn, mà là một vị mỹ nữ. Triệu Phi Dương nhận biết, kia là Mộc Lan tập đoàn tổng giám đốc Hạ Hầu Mộc Lan. Từ Dĩnh nói, hắn nói muốn dẫn một vị bằng hữu tới. Triệu Phi Dương nói, ta đi tiếp một chút. Từ Dĩnh để hắn ngồi, nàng đi nghênh đón, không bao lâu Hứa Thuần Lương cùng Hạ Hầu Mộc Lan cùng đi đến trong tiệm. Hứa Thuần Lương từ xe dương phía sau chuyển xuống hai bồn bồn cây cảnh, là đưa cho Từ Dĩnh lễ vật. Từ Dĩnh xem xét liền thích vô cùng, chỉ huy phục vụ viên hỗ trợ bày vị trí tốt, nói cảm ơn liên tục. Hứa Thuần Lương nói, Từ tỷ, người đừng cảm ơn ta, đây là Mộc Lan đưa người. Hạ Hầu Mộc Lan dịu dàng cười nói, lần đầu đến nhà, nhỏ tiểu lễ vật, không thành kính ý. Triệu Phi Dương cũng từ trong phòng ra, nhiệt tình chào mời nói, Thuần Lương, tới. Hứa Thuần Lương cười nói, Từ tỷ một tiếng triệu hoán, ta bài trừ ngàn khó vạn hiểm cũng phải tới. Từ Dĩnh cười nói, ta mời ngươi tới dùng cơm, cũng không phải để ngươi qua đây giúp ta đánh trận. Triệu Phi Dương lại cùng Hạ Hầu Mộc Lan chào hỏi. Bốn người về đến phòng tòa hạ uống trà, Từ Dĩnh cầm máy tính bảng cho Hạ Hầu Mộc Lan, để nàng nhìn xem thích ăn cái gì. Hạ Hầu Mộc Lan để Từ Dĩnh nhìn xem an bài. Triệu Phi Dương nói, Thuần Lương, dân chính bệnh viện nhiều chuyện cảm ơn ngươi hỗ trợ, hôm nay hai anh em ta phải hảo hảo uống vài chén. Hứa Thuần Lương nói, Trường Hưng cũng là mẹ ta nhà, ta có thể giúp đỡ Triệu nhất định sẽ làm hết sức, Triệu viện liền không cần khách khí với ta. Triệu Phi Dương hướng Hạ Hầu Mộc Lan nói, Hạ Hầu tiểu thư, ta nghe nói dân chính bệnh viện Mộc Lan khỏe mạnh trung tâm quản lý ngươi là lão bản, ta vẫn cho là Mộc Lan tập đoàn tận sức tại trung thảo dược trồng nghiên cứu phát minh, nghĩ không ra các ngươi đối khỏe mạnh kiểm tra người buôn bán nhỏ cũng có hứng thú. Hạ Hầu Mộc Lan nói, khỏe mạnh kiểm tra sức khỏe cũng không phải buôn bán nhỏ. Hiện tại toàn dân khỏe mạnh ý thức đều tại tăng lên, lớn khỏe mạnh sản nghiệp rất có triển vọng, chúng ta Mộc Lan tập đoàn chuẩn bị toàn diện tiến quân lĩnh vực này. Triệu Phi Dương nói, tất cả mọi người thấy được lớn khỏe mạnh sản nghiệp tiền cảnh, liền mang ý nghĩa tiến vào lĩnh vực này vốn liếng càng ngày càng nhiều, tiền cũng liền càng ngày càng khó kiếm. Hứa Thuần Lương nói, Triệu viện coi là Mộc Lan là vì kiếm tiền. Không phải, nàng lại không thiếu tiền, nàng là muốn vì xã hội làm chút chuyện, tăng lên toàn dân tố chất thân thể. Triệu Phi Dương sửng sốt một chút, gặp qua hot như khiếu, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy hot như khiếu, thương nhân không vì kiếm tiền. Nói nhảm. Từ Dĩnh nói, Hạ Hầu tiểu thư cách cục để cho người ta bội phục. Hạ Hầu Mộc Lan cười nói, Từ tỷ quá khen, người vẫn là gọi ta Mộc Lan đi. Từ Dĩnh gật đầu cười. Hạ Hầu Mộc Lan chủ động nhắc tới gần nhất Trường Hưng có nhân viên đến Mộc Lan kiểm tra sức khỏe trung tâm nhận lời mời sự tình, hướng Triệu Phi Dương biểu thị ra áy náy. Nàng tỏ rõ tuyệt không có chủ động đi đào góc Trường Hưng, mà là rất nhiều người nhìn thấy thông báo tuyển dụng quảng cáo chủ động đến đây. Triệu Phi Dương vẫn là biểu hiện được vô cùng rộng lượng, mỉm cười nói, gần nhất rời chức nhân viên hoàn toàn chính xác có không ít, bất quá chúng ta cũng có thể lý giải, hiện tại tuổi trẻ nhân viên hơn phân nửa đều là hợp đồng chế, bọn hắn thủ trước tiên nghĩ là vấn đề đãi ngộ, có rất ít người nguyện ý nói lại trách nhiệm cùng tình hoài.
nếu như bọn hắn có thể có tốt hơn phát triển, ta vui lòng thành toàn. Hứa Thuần Lương nói, Triệu Viện cách cục có thể a. Triệu Phi Dương cười nói, ngươi khi đó rời đi Trường Hưng ta không phải cũng không có ngăn đón. Hứa Thuần Lương sửa chữa chính đạo, đó là bởi vì ngươi không có lưu ta, nếu là ngươi giữ lại ta, nói không chừng ta còn thực sự không đi. Hai người đồng thời đều nở nụ cười, nhưng lẫn nhau tiếu dung đều mang một loại xa cách. Từ Dĩnh nói, tiểu Hứa không phải vật trong ao, rời đi Trường Hưng phát triển rất tốt. Hứa Thuần Lương nói, đều là quý nhân tương trợ, cá nhân ta không có gì năng lực. 1. Triệu Phi Dương nói, đừng khiêm nhường, thành tựu của ngươi chúng ta đều nhìn đâu. Hứa Thuần Lương nói, ta kia chút thành tích không đáng giá nhắc tới, Triệu Viện, ta nhìn Trường Hưng hai kỳ đã không giới hạn. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, không dễ dàng a, may mắn Hoa Niên tập đoàn tướng cổ phần chuyển nhược, bằng không thì cũng phải bị bọn hắn nợ nần trái với điều ước ảnh hưởng tới. Hứa Thuần Lương nói, Xích Đạo vốn liếng chính là đi đón Hoa Niên bàn, kết quả đem ta cho lừa bịp, lúc đầu đàm tốt muốn bơm tiền bệnh truyền nhiễm viện Tân Y Viện. Triệu Phi Dương tranh thủ thời gian giải thích nói, tiểu Hứa, ta phải tuyên bố, ta nhưng không có từ đó thiệt hồ a, Xích Đạo vốn liếng tiếp nhận tế thế chữa bệnh cổ phần, hoàn toàn ở ta không biết rõ tình hình tình trạng hạ. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ Triệu Phi Dương thật đúng là đem mình làm một bàn đồ ăn, chuyện này chân tướng hắn rất rõ, Triệu Phi Dương đơn giản là một con cờ thôi, Kiều Như Long lúc đầu ngược lại là thật lòng muốn giúp cái này cứu mạng ân nhân, đáng tiếc hắn không nên để Tề Sảng một nhà tham gia trong đó, nguyên bản là một chuyện tốt, kết quả bởi vì Phan Vệ Đông cái này mãng hóa tham gia làm cho phức tạp. Bất quá bây giờ quay đầu xem chuyện này hẳn là còn có cái khác nội tình, Phan Thiên Hóa phụ tử cũng là người bị hại, Kiều Như Long liền lại càng không cần phải nói, bởi vì việc này triệt để hủy diệt hoạn lộ. Từ Dĩnh nói, ta mời các ngươi tới là ôn chuyện, cũng không phải đàm nghiệp vụ, các ngươi những nam nhân này a, gặp mặt chính là công việc sự nghiệp, tương đương không thú vị. Hứa Thuần Lương nói, có câu nói thế nào, sự nghiệp là nam nhân xuân dược. Một câu đem Hạ Hầu Mộc Lan nói đến gương mặt xinh đẹp có chút phát nhiệt, Từ Dĩnh ngược lại là không có gì, cười nói, vẫn là tiểu Hứa lời nói dí dỏm nhiều. Triệu Phi Dương nói, người bây giờ sự nghiệp như thế thành công, chẳng phải là xuân dược ăn nhiều. Hứa Thuần Lương cười ha ha, Triệu Viện hài hước, Triệu Viện hài hước. Tiệc tối bầu không khí hài hòa nhưng là khuyết thiếu nói thoải mái thân cận bầu không khí, Triệu Phi Dương cùng Hứa Thuần Lương ở giữa ngăn cách đã hình thành, không dễ dàng như vậy đánh vỡ, bọn hắn lẫn nhau cũng vô ý đi chủ động đánh vỡ. Từ Dĩnh ý thức được, Hứa Thuần Lương mang theo Hạ Hầu Mộc Lan cùng đi. Chính là không muốn cùng Triệu Phi Dương tiến hành xâm nhập nói chuyện. Hứa Thuần Lương cùng Hạ Hầu Mộc Lan rời đi thời điểm, trời mưa đến tới lúc gấp rút. Hạ Hầu Mộc Lan lái xe lái vào đại lộ, nhịn không được cười nói, toàn bộ ban đêm đều tại giới trò chuyện, đã không thích, cần gì phải miễn cưỡng mình tới đây chứ. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, nàng tướng Hứa Thuần Lương cùng Triệu Phi Dương ở giữa tình trạng thấy phi thường rõ ràng. Hứa Thuần Lương cười nói, từ tỷ cũng là có hảo ý. Nàng là muốn giúp ta nhóm tiêu trừ ngăn cách. Hạ Hầu Mộc Lan nói, nàng là tại giúp Triệu Phi Dương, lo lắng ngươi sẽ nhằm vào Triệu Phi Dương. Hứa Thuần Lương nói, Triệu Phi Dương người này vận khí thực là không tồi. Làm sao không tệ, vợ cả ly hôn, hai cưới lão bà lại chết, lưu lại con trai cho hắn, hiện tại viện trưởng vị trí cũng chưa vững chắc, nếu như bị cầm xuống, như vậy hắn ở gia đình cùng sự nghiệp phương diện đều là một cái mất kẻ bại. Hứa Thuần Lương nói, từ tỷ như thế nữ nhân thông minh đối với hắn không rời không bỏ, chứng minh hắn cũng có nhất định sở trường. Hạ Hầu Mộc Lan nói, có lẽ là mối tình đầu, cho nên bao dung hắn tất cả khuyết điểm. Nói đến đây, nàng đột nhiên hỏi đến, người mối tình đầu là ai? Hứa Thuần Lương thở dài nói, ta loại này không tim không phổi người cái nào phối có được mối tình đầu. 1. Hạ Hầu Mộc Lan nói, cố ý né tránh vấn đề, Hứa Thuần Lương người thật sự là giảo hoạt. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cảm thấy ta tại sự nghiệp bên trên có tính không một cái nhân sĩ thành công. Hạ Hầu Mộc Lan biết hắn muốn đem chủ đề dẫn hướng phương nào, cười không nói. Hứa Thuần Lương duỗi tay vuốt ve một chút mái tóc của nàng, kỳ thật sự nghiệp không phải ta xuân dược ngươi mới là. Hạ Hầu Mộc Lan cắn môi một cái, điềm điềm nở nụ cười, bỗng nhiên thiếu dung thu liếm cút. 1. Cảnh Văn Tú lần này bị đánh mặt không thể bảo là không hung ác. Nàng cho là mình đi Trung Y Viện đảm nhiệm phó viện trưởng là chuyện chắc như đinh đóng cột, đại ca mở miệng, mà lại Trung Y Viện viện trưởng Trương Vân Thanh nguyện ý tiếp thu, cơ hồ tất cả người đều cho rằng nàng lập tức liền muốn rời, Trường Hưng bên này đã có người sớm cho nàng an bài tiễn đưa yến.
nhưng đột nhiên Trung y viện phó viện trưởng có nhân tuyển khác, nguyên bệnh truyền nhiễm viện viện trưởng Phan Tuấn Phong nhận được thượng cấp bộ môn nhận đuổi thông chi, từ hắn tiến về Trung y viện đảm nhiệm phó viện trưởng, đồng thời miễn đi hắn bệnh truyền nhiễm viện phó viện trưởng chức vụ. Cái này một nhiệm kỳ mệnh như là một tiếng sét tại hệ thống vệ sinh bên trong nổ vang, bệnh truyền nhiễm viện tại hệ thống vệ sinh bên trong tồn tại cảm cũng không mạnh, trước mắt còn tại sáng tạo tam giáp, mà Đông Châu Trung y viện lại sớm đã là cấp 3 giáp đẳng bệnh viện, hành chính cấp bậc bên trên cũng so bệnh truyền nhiễm viện cao nửa cấp, là phó sự cấp đơn vị. Trung y viện viện trưởng Trương Vân Thanh mặc dù là phó sự cấp đơn vị người quản lý, nhưng là hắn đã tấn thăng chính sự, thuộc về hệ thống vệ sinh bên trong ít có chức cao thấp phối. Trương Vân Thanh nghe được tin tức này cũng là phi thường khiếp sợ, hắn thấy cảnh Văn Tuấn cho dù là đi Hải Châu, nhưng là dù sao tại Đông Châu khắc khổ kinh doanh nhiều năm, quan hệ xã hội là tương đương vững chắc, mà lại cảnh Văn Tú lần này thuộc về Bình Điều, dứt bỏ năng lực cá nhân không nói, điều động thủ tục bên trên cũng không tồn tại bất kỳ độ khó, cũng không có tổn hại bất luận người nào lợi ích. Cảnh Văn Tú điều động bị kêu dừng, nhìn ra mấy chút vấn đề, một là cảnh Văn Tuấn tại Đông Châu mất linh, hiện tại Đông Châu ban lãnh đạo căn bản là không nể mặt hắn, hai là có lãnh đạo tướng lực chú ý tập trung tại Trung y viện, dự định đối Trung y viện cấp lãnh đạo tiến hành điều chỉnh. Phan Tuấn Phong mặc dù là bệnh truyền nhiễm viện phó viện trưởng, nhưng là tư lịch của hắn so ra kém cảnh Văn Tú, vì sao sẽ tiến vào tầm mắt của lãnh đạo, nhận trọng dụng. Để Trương Vân Thanh càng không thoải mái là, Phan Tuấn Phong người còn chưa tới, tổ chức bên trên đã chỉ định hắn đến đây Trung y viện chủ trào công việc y liệu. Chữa bệnh chính là một cái bệnh viện quan trọng nhất, Phan Tuấn Phong bắt chữa bệnh mình làm cái gì? Cái này là chuẩn bị tướng mình giá không sao? Trương Vân Thanh nghĩ đến Hứa Thuần Lương, Phan Tuấn Phong cùng Hứa Thuần Lương đều là xuất thân từ bệnh truyền nhiễm viện cán bộ tuần tự đạt được trọng dụng trong này khẳng định có vấn đề. Trương Vân Thanh đang suy nghĩ ứng đối ra sao thời điểm, trên mạng bỗng nhiên xuất hiện một chút liên quan tới hắn mặt trái tin tức, một chút ảnh chụp, là ngày đó tại dân chính bệnh viện. Tần Ngọc Kiều đột nhiên phát bệnh, hắn trước tiên xông đi lên hỗ trợ, ôm lấy dân chính một cành hoa. Trương Vân Thanh lúc ấy ôm rất kịp thời, nếu như hắn không xuất thủ, Tần Ngọc Kiều khẳng định sẽ ngã xuống đất ngất đi, chuyện xảy ra vội vàng, hắn liền không có chú ý tay bầy vị, rất không khéo giữ tại Tần Ngọc Kiều lương tâm đệm bên trên. Một loạt ảnh chụp còn có video bị người hữu tâm đặt ở trên mạng, nguyên vốn đã từ chức Tần Ngọc Kiều cũng một lần nữa bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Trương Vân Thanh nhìn điện thoại di động bên trên video ảnh chụp, tức đến xanh mét cả mặt mày, bờ môi đều run, vô sỉ. Hạ lưu. Không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này, hiện tại lấy một người đứng xem góc độ đến xem lúc ấy phát sinh tình trạng, cử động của mình thật sự là có chút bất nhã, nếu như cứu được là một cái tóc bạc da mồi lão thái thái kia coi như bỏ qua, nói không chừng người khác sẽ nói Trương viện trưởng chăm sóc người bị thương, đạo đức mẫu mực, nhưng đó là cái phong vận vẫn còn người đẹp hết thời. Như vậy mọi người liền không như thế giải đọc, bình luận khu nhắn lại đơn giản khó coi, nói hắn tập ngực, nói hắn bị ổi, còn có nói nhìn thấy hắn chi lăng. Trương Vân Thanh một người ngồi tại trong phòng viện trưởng làm việc phụng phịu, thậm chí liền Phan Tuấn Phong muốn tới làm phó viện trưởng sự tình đều quên, toàn bộ buổi chiều hắn ngay tại lặp đi lặp lại soát coi thường nhiều lần, thẳng đến phó viện trưởng Trầm Đức Tài đến tìm hắn, hắn mới giãy giụa lấy giải thoát ra. Trầm Đức Tài đối mới tới phó viện trưởng quan tâm vượt qua bất kỳ một cái nào. Bởi vì vị này mới tới phó viện trưởng sẽ là hắn tiến lên trên đường trực tiếp người cạnh tranh. Tìm ta có việc, Trương Vân Thanh âm mặt, để cho người ta vừa nhìn liền biết tâm tình của hắn cực độ ác liệt. Trầm Đức Tài nói, Trương viện, bên ngoài có thật nhiều lời đồn. Trương Vân Thanh nâng tay phải lên, ý là ngươi đừng nói nữa. Trầm Đức Tài nuốt nước miếng một cái, ta đã liên hệ mạng lưới giám thị bộ môn, yêu cầu bọn hắn đối với mấy cái này tuyên bố lời đồn video hào tiến hành nghiêm ngặt xử lý. Trương Vân Thanh nói, thanh giả tự thanh, ta Trương Vân Thanh đi đến đang ngồi đến thẳng, ta không sợ người khác chửi bới ta. Trầm Đức Tài trong lòng tự nhủ ngươi ngày đó ôm nhưng đủ gấp, về sau ý thức được tình huống không đúng, tranh thủ thời gian vung nổi cho ta, may mà ta thông minh. Trầm Đức Tài liên tục gật đầu nói, đúng, Trương viện, người nhân phẩm còn tại đó, thế nhưng là chúng ta cũng không thể đối diện lời đồn buông xuôi bỏ mặc, nếu như tùy ý lời đồn ảnh hưởng mở rộng, chẳng những ảnh hưởng đến cá nhân ngài danh dự. Cũng sẽ đối chúng ta Trung y viện chỉnh thể hình tượng tạo thành ảnh hưởng. Trương Vân Thanh nói, lúc ấy hiện trường tổng cộng không có mấy người, chúng ta tất cả đều bận rộn cứu người, ai chụp lén video. Trầm Đức Tài nói, ta càng nghĩ chỉ có một cái khả năng, người kia chính là. Trương Vân Thanh kỳ thật trong lòng cũng đang hoài nghi một người,
coi là Trầm Đức Tài đang cố ý thừa nước đục thả câu, không nhịn được nói. Trầm Đức Tài hạ giọng nói, Hứa Thuần Lương. Trương Vân Thanh tay hung hăng ở trên bàn vỗ một cái, lực dùng mãnh liệt, thịt đau, nhe răng nhếch miệng mắng tiểu nhân. Trầm Đức Tài nói, Trương Viện, có câu nói ta không biết nên giảng vẫn là không nên giảng. Trương Vân Thanh phiền nhất hắn loại này phương thức nói chuyện, người thích nói. Trầm Đức Tài ngượng ngùng cười cười, ta còn là nói đi, ta cảm thấy Hứa Thuần Lương từ vừa mới bắt đầu liền không có ý tốt, hắn cố ý nhằm vào bệnh viện chúng ta, cái gì cha Tần Ngọc Kiều vấn đề, mục đích cuối cùng nhất đều là muốn đối phó chúng ta, phá hư chúng ta cùng dân chính bệnh viện hợp tác, hiện tại lại cố ý chế tạo mạng lưới tiếng gầm chửi bới người danh dự. Trương Vân Thanh nói, ta cùng hắn không cừu không oán, tại sao muốn nhằm vào ta? Trầm Đức Tài nói, có thể hay không cùng Trường Thịnh Ngụy liệt dược liệu sự tình có quan hệ. Trương Vân Thanh nói, làm sao có thể, trong chúng ta bệnh viện cũng là người bị hại, chẳng lẽ hắn còn có thể quái đến trên đầu chúng ta? Trầm Đức Tài nói, lúc ấy cha xảy ra vấn đề thời điểm, chúng ta coi là trách nhiệm phương hẳn là Mộc Lan tập đoàn, nhưng khi đó chúng ta cũng không biết chân tướng, ta nghe nói Mộc Lan tập đoàn tổng giám đốc Hạ Hầu Mộc Lan cùng Hứa Thuần Lương quan hệ rất mật thiết. Trương Vân Thanh nói, hắn trả thù tâm nặng như vậy sao? Hắn nhớ tới trước đây không lâu cùng dân chính bệnh viện cũng không vui chia tay, bọn hắn vì mặt mũi, ở bên ngoài công khai tuyên bố dân chính trong sự quản lý bộ quản lý hỗn loạn, nhân viên nghiệp vụ trình độ thấp, cho nên bọn hắn đem dân chính bệnh viện phụ viện bảng hiệu cho hái được, chẳng lẽ cũng có phương diện này nguyên nhân? Trương Vân Thanh có chút hối hận, cái này đáng chết mặt mũi, sớm biết sẽ cho mình rước lấy nhiều như vậy phiền phức liền không nên trêu chọc bọn hắn. Trầm Đức Tài nói, còn có, bệnh viện chúng ta mới tới phó viện trưởng Phan Tuấn Phong, ta nghe nói hắn cùng Hứa Thuần Lương một mực quan hệ rất tốt, Hứa Thuần Lương sở dĩ rời đi bệnh truyền nhiễm viện, là bởi vì cùng phía đầu tư có mâu thuẫn, hiện tại Phan Tuấn Phong cũng rời đi, ta đoán chừng có Hứa Thuần Lương ở sau lưng thôi động. Trương Vân Thanh nói, hắn một cái nho nhỏ khoa cấp cán bộ có năng lượng lớn như vậy. Trầm Đức Tài nói, hắn cùng Uông thư ký quan hệ rất tốt. Trương Vân Thanh trầm mặc xuống. Cảnh Văn Tú lần này điều động thất bại liền rất nói rõ vấn đề, nếu như không phải lãnh đạo cấp trên kêu dừng, Cảnh Văn Tú điều động sẽ không nhận như thế lớn trở ngại, Đông Châu có tư cách nhất không cho Cảnh Văn Tuấn mặt mũi người chính là Uông thư ký. Trầm Đức Tài nhắc nhở Trương Vân Thanh nói, Trương Viện, người đến đề cao cảnh giác a, ta cảm thấy Phan Tuấn Phong kẻ đến không thiện. Trương Vân Thanh nói, Phan Tuấn Phong chỉ là một cái khoa cấp cán bộ đi. Vệ sinh cục trưởng Hồ Chính Kim chuyên môn tìm Phan Tuấn Phong nói chuyện. Đủ thấy hắn đối lần này bổ nhiệm coi trọng. Phan Tuấn Phong đối lãnh đạo trọng dụng biểu thị cảm tạ, trong lòng của hắn phi thường minh bạch, Hồ Chính Kim coi như nghĩ sách mình cũng không có cái năng lực kia, vẫn là mình tiểu lão đệ Hứa Thuần Lương đáng tin cậy. Hồ Chính Kim nói, nhỏ Phan A, kỳ thật cá nhân ta là không muốn ngươi lúc này rời đi bệnh truyền nhiễm viện, bệnh truyền nhiễm viện mới viện khu công trình vừa mới bắt đầu, chính là lúc dùng người, người trẻ trung khỏe mạnh, chính là dũng gánh trách nhiệm thời điểm. Phan Tuấn Phong nói, Hồ Cục, ta không dối gạt người, ta đối bệnh truyền nhiễm viện hiện tại tình trạng là có chút thất vọng, khỏe mạnh đầu tư 50 ức, nhưng là bọn hắn khuyết thiếu đối với phe ta tôn trọng, loại này hợp tác cũng không phải là xây đứng ở công bằng trên cơ sở. Ta đã nhiều lần hướng trong đám báo cáo qua chuyện này, hy vọng các vị lãnh đạo có thể đề cao cảnh giác, Trường Hưng bệnh viện chính là vết xe đổ, nếu như đối với đầu tư thương quá chiều theo cùng phóng túng, ta gánh tâm về sau còn sẽ có chuyện giống vậy phát sinh. Hồ Chính Kim thở dài nói, nhỏ Phan, người nói vấn đề ta đều biết, ta cũng minh bạch, nhưng là các ngươi mới bệnh viện công trình đầu tư to lớn, nếu như chúng ta không làm ra một chút nhượng bộ, chỉ sợ khỏe mạnh cũng sẽ không cân nhắc đầu tư, bọn hắn cũng không phải là không có nhượng bộ, tại tiền phương diện vẫn là rất giữ uy tín, kỳ thật đem kiến thiết thi công quyền giao cho bọn hắn chưa nếm không là một chuyện tốt, dạng này có thể mức độ lớn nhất ngăn chặn mục nát, giảm xuống kiến thiết chi phí. Phan Tuấn Phong nói, nếu như không nghiêm ngặt giám thị cơ chế, mục nát là rất khó cự tuyệt, không phải ta đem bọn hắn những này nhà đầu tư hướng chỗ xấu nghĩ, khỏe mạnh nói lên độc nhất vô nhị đầu tư hiệp nghị bản thân liền tồn tại điểm đáng ngờ, hiện tại quyền chủ động đều nắm giữ tại trong tay của bọn hắn, bệnh viện chúng ta tựa như một người ngoài cuộc. Hồ Chính Kim nói, ta sẽ tìm địch tổng hảo hảo nói chuyện, cũng sẽ an bài nhân viên tương quan làm tốt công tác giám quản, nhỏ Phan, lúc đầu ta là đối người ký thác kỳ vọng. Lão Nghiêm chỉ có lần này, hắn lui ra đến về sau, ngươi là khả năng nhất người kế nhiệm. Phan Tuấn Phong trong lòng tự nhủ ngươi chớ cùng ta ở chỗ này bánh vẽ, ta cũng không có công phu tại bệnh truyền nhiễm viện hao tổn,
loại này bị động bị khinh bỉ thời gian ta qua đủ rồi. Hắn cười nói, Hồ Cục, ta cái này không phải là tại người anh minh lãnh đạo dưới, về sau nếu như công việc có cần, ta sẽ không chút do dự tiếp nhận nhiệm vụ. Hồ Chính Kim nhẹ gật đầu, ta biết, người giác ngộ vẫn luôn rất cao. Phan Tuấn Phong thẳng thắn nói, không phải cá nhân ta giác ngộ có cao hay không vấn đề, mà là chúng ta vẫn luôn tại tận sức tại giữ gìn quốc gia cùng tập thể lợi ích, cũng không phải ta đối với đầu tư thương có thành kiến, những cái kia đầu tư thương trong đầu nghĩ đến nhiều nhất vẫn là kiếm tiền, cho nên chúng ta cùng bọn hắn liên hệ quá trình chính là muốn đấu trí đấu dũng. Hồ Chính Kim nói, nhỏ Phan A, khó trách lần này cấp trên biết chút ngươi tướng, chứng minh ngươi là có nguyên tắc có đảm đương người. Ngươi biết không, Trung y viện sớm nhất hướng vào nhân tuyển là Trường Hưng Cảnh Văn Tú. Phan Tuấn Phong đương nhiên biết, Hứa Thuần Lương sớm liền tiết lộ cho hắn tin tức, ngoài miệng nói, Hồ Cục phí tâm, vì ta sự tình người cũng đỉnh không nhỏ áp lực. Hồ Chính Kim thở dài một hơi, người lý giải liền tốt. Hắn tại Phan Tuấn Phong lần này điều động quá trình bên trong gấp cái gì cũng không có giúp, nhưng thoại thuật nhất định phải để Phan Tuấn Phong có ơn tất báo. Phan Tuấn Phong nói, Trung y viện bên kia đối ta đi qua sẽ không có ý nghĩ gì chứ. Hồ Chính Kim nói, như thế lớn bệnh viện không có khả năng mỗi người tư tưởng cũng thống nhất, ai cũng làm không được để mỗi người đều thích, bất quá người đã tiếp nhận lần này điều động, liền phải làm cho tốt đối diện khó khăn chuẩn bị. Phan Tuấn Phong cười nói, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hồ Chính Kim nghe được đã sớm hai chữ, không khỏi sinh ra một chút ý nghĩ, chẳng lẽ Phan Tuấn Phong sớm liền bắt đầu chuẩn bị chuyện này. Có thể tướng Cảnh Văn Tú đẩy xuống đến, chứng minh người này quan hệ xác thực quá cứng. Cục dân chính thay đổi nhân sự cũng lo lắng lấy toàn cục trên dưới, mấy ngày nay cơ hồ tất cả mọi người không nỡ, mọi người tất cả đều tại bốn phía nghe ngóng tin tức. Cục trưởng Vương Đồng An nằm viện, giải phẫu ngày đã định ra tới, phó cục trưởng Tống Tân Vũ bị điều tra, nghe nói lại bị tra ra kinh tế bên trên tồn tại một vài vấn đề, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, đi qua cùng Tống Tân Vũ đi được gần, từng cái vội vàng cùng hắn phủi sạch quan hệ. Phó cục trưởng Trung Minh Yến rốt cục trở về, thượng cấp quyết định từ nàng lâm thời chủ trì công việc. Cái này khiến rất nhiều người càng phát ra thấy không rõ tương lai đi hướng, nguyên bản mọi người còn tưởng rằng khu công nghệ cao đẳng công ủy người phụ trách Trương Tùng gặp qua tới làm nhà làm chủ, hiện tại xem ra Trương Tùng đại khái suất là sẽ không tới cục dân chính, chẳng lẽ lại thật làm cho Trung Minh Yến nhặt được cái để lọt. Trung Minh Yến tại từng vị phó cục trưởng trước đó đã từng đảm nhiệm viện mồ côi viện trưởng, nàng cùng Tần Ngọc Kiều là khuê mật, Tần Ngọc Kiều xảy ra chuyện sau trước tiên hướng nàng tố khổ, cho nên đừng nhìn Trung Minh Yến trong khoảng thời gian này đều không tại Đông Châu, nhưng là đối Đông Châu phát sinh sự tình phi thường rõ ràng. Trung Minh Yến trở về sau lập tức triệu tập các phòng trung tầng cán bộ mở một cái hội nghị bên trong nàng đặc địa nhằm vào gần đây phát sinh mấy món sự tình tiến hành nói rõ. Đầu tiên là liên quan tới trong khoảng thời gian này cục dân chính công việc tạm thời do nàng đến chủ trì, hy vọng mọi người có thể phối hợp công tác của nàng, tại Vương Cục nằm viện giải phẫu trong lúc đó, để dân chính công việc có thứ tự bình ổn tiến hành. Mọi người từ trong lời của nàng bắt được một chút dấu vết để lại, trên cơ bản có thể kết luận gần đây không sẽ phái cục trưởng mới đến đây, về phần là Vương Đồng An tiếp tục đảm nhiệm cục trưởng vẫn là Trung Minh Yến tiếp nhận chức vị chính vậy cũng không biết. Bất quá ai cũng không coi trọng Vương Đồng An có thể trở về công việc cương vị, coi như trở về thân thể của hắn cũng chưa chắc có thể đảm nhiệm, nói cách khác Trung Minh Yến trở thành người đứng đầu khả năng lớn hơn. Cùng thời Thượng Mỹ Lệ Tần Ngọc Kiều khác biệt, Trung Minh Yến nhan trị, mặc cũng phi thường bảo thủ mộc mạc, nàng nhấp một ngụm trà nói, gần đây có một ít nhằm vào chúng ta dân chính hệ thống lời đồn, đối với chúng ta một ít đồng chí, đối với chúng ta chỉnh thể hình tượng tạo thành nghiêm trọng tổn hại, ta hy vọng chúng ta nội bộ nhất định phải đoàn kết lại. Không muốn làm phân liệt, không muốn làm nội đấu, chân chính làm được đồng tâm hiệp lực đồng tâm đồng đức, ta hy vọng tại Vương Cục chữa bệnh trong lúc đó. Mọi người có thể trợ giúp ta viên mãn hoàn thành tổ chức bên trên giao cho nhiệm vụ của chúng ta, cảm ơn mọi người. Tất cả mọi người cùng một chỗ vỗ tay, Hứa Thuần Lương cũng qua loa hai lần, thể chế bên trong hỗn lâu, người sẽ không tự chủ được trở nên dối trá, dựa vào Hứa Thuần Lương tính cách, vốn không nên cho nàng vỗ tay. Sau đó Trung Minh Yến để hắn đi phòng làm việc của mình một chuyến. Hứa Thuần Lương cùng vị này phó cục trưởng vẫn luôn không có gì gặp nhau, nhưng bây giờ người ta là lâm thời lão đại, mặt mũi này vẫn là phải cho. Hứa Thuần Lương đi vào Trung Minh Yến văn phòng, cửa giữ lại một đường nhỏ, Hứa Thuần Lương gõ cửa một cái, đạt được Trung Minh Yến sau khi cho phép, đẩy cửa tiến vào văn phòng. Trung Minh Yến vóc dáng không cao, kiểu tóc cùng mặc đều có chút lạc hậu, kỳ thật nàng năm nay mới 42 tuổi.
Hứa Thuần Lương nói, Trung Cục, người tìm ta có dặn dò gì? Trung Minh Yến nói, đã sớm nghe nói cục chúng ta tới một vị năng lực xuất chúng người trẻ tuổi, ta phải biểu thị một chút hoan nghênh. Nàng chủ động hướng Hứa Thuần Lương vươn tay ra. Hứa Thuần Lương cùng với nàng nắm tay. Trung Minh Yến nói, ngồi đi. Hứa Thuần Lương đi trên ghế ngồi xuống, Trung Minh Yến văn phòng cũng không có so với hắn lớn hơn bao nhiêu, mắt chuẩn bị trước đem Tống Tân Vũ văn phòng cho đưa ra đến, để Trung Minh Yến mang vào. Trung Minh Yến nói, Dương Sơn nghĩa địa công cộng cùng dân chính bệnh viện sự tình ngươi cũng xử lý không tệ, cho cục dân chính thêm điểm không ít. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi vừa rồi tại trong hội nghị cũng không có khen ngợi ta, lại là nói có người tin đồn nói, còn nói đối cục dân chính hình tượng tạo thành tổn thương, luôn cảm thấy ngươi là ở trong tối đâm đâm ám chỉ ta, hiện tại lại đối ta như thế nói, đến tột cùng cái nào mới là ngươi ý tưởng chân thật. Hứa Thuần Lương cũng không có như vậy thực sự, cười nói, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì, đều là lãnh đạo hạ lệnh, ta đi chân chạy chấp hành. Trung Minh Yến nói, vậy cũng đã chứng minh người chấp hành năng lực siêu cường, người cán bộ trẻ tuổi như vậy là chúng ta trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nàng từ trên bàn cầm lấy một phần văn kiện, dạng này, tỉnh thính vì tăng thêm một bước toàn tỉnh dân chính hệ thống văn phòng 3 phục vụ trình độ, tổ chức trong vòng 10 ngày toàn tỉnh dân chính hệ thống văn phòng công việc huấn luyện ban, ngươi là cục chúng ta chủ nhiệm phòng làm việc, năng lực làm việc lại mạnh như vậy, đến trong đám thời gian mặc dù không dài, nhưng là ngươi đã đầy đủ đã chứng minh tự thân nghiệp vụ năng lực. Cho nên ta quyết định phá lệ cho ngươi đi qua tham gia học tập, đối cá nhân ngươi là cái khó được tăng lên cơ hội. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm mắng, học tập ngươi tê liệt, đây không phải đem ta đối phó Lý Học Khánh một bộ nguyên dạng tại trên người của ta chơi một lần. Ghét bỏ lão tử chướng mắt rồi, muốn đem ta chi tiêu đi mấy ngày. Hứa Thuần Lương cười nói, đã chứng minh tự thân nghiệp vụ năng lực, cái này lớp huấn luyện giống như cũng không có cái gì cần thiết đi. Trung Minh Yến cười tủm tỉm nói. Học không có tận cùng, thừa dịp còn trẻ học thêm chút đồ vật đối ngươi nhưng không có chỗ xấu, mà lại lần này ngươi đi trong tỉnh tiếp xúc đều là đồng hành, còn có cơ hội nhìn thấy lãnh đạo cấp trên. Hứa Thuần Lương nói, ta nếu là đi, ai cho Trung Cục làm tốt phục vụ công việc? Trung Minh Yến nói, tiểu Hứa, ngươi nói như vậy liền không đúng, ngươi không phải vì ta phục vụ, ngươi giống như ta đều là phục vụ tại nhân dân. Hứa Thuần Lương có chút chịu không được cái này lời nói giống tuếch nữ nhân, gật đầu nói thành. Đã Trung Cục coi trọng như vậy ta không thể cự tuyệt hảo ý của ngài, bằng không chẳng phải là lãng phí người một mảnh khổ tâm. Trung Minh Yến cười nói, kia quyết định như vậy đi, ta bên này còn có chút việc muốn đi cứu trợ đứng. Hứa Thuần Lương nghe nàng hạ lệnh trục khách, cũng không cần thiết tiếp tục ở lại, trước khi đi đem kia phần lớp huấn luyện văn kiện của đảng cầm đi, 10 ngày, quyền đương ra ngoài du lịch, thật sự cho rằng đem lão tử chi đi, dân chính cục liền có thể không sóng không gió. Hứa Thuần Lương về xã cứu khoa hướng Diêm Ái Quốc kể một chút, Diêm Ái Quốc biết được Trung Minh Yến vừa tới liền đem Hứa Thuần Lương cho phát đến tỉnh thành đi học tập, trong lòng suy nghĩ, Trung Minh Yến đối Hứa Thuần Lương hẳn là không nhiều ít tốt cảm giác, đây không phải học tập, là xung quân. Hứa Thuần Lương nói, lão Diêm, Trung Minh Yến là người thế nào? Diêm Ái Quốc nói, làm việc có chút cứng nhắc, nhưng là phi thường tự hạn chế, đi qua cho mọi người ấn tượng nàng cũng không nhiều lắm dã tâm. Hứa chủ nhiệm, ngươi nói, trong thành phố sẽ không phải để nàng phụ trách dân chính a. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không nghe nàng sẽ lên nói, chỉ là lâm thời, lão Vương Thuật Hậu đại khái suất trở về. Diêm Ái Quốc nói, ung thư phổi còn có thể trị hết. Hứa Thuần Lương nói, lúc đầu phát hiện vấn đề cũng không lớn. Diêm Ái Quốc nói, Tống Cục đáng tiếc, hắn còn đọc mấy người bọn hắn nhỏ liên minh đâu, nếu như Tống Tân Vũ không có chuyện, thuận lợi tiếp ban. Như vậy bọn hắn cái này nhỏ liên minh cũng đi theo gà chó lên trời. Diêm Ái Quốc thật chính đáng tiếc không phải Tống Tân Vũ, mà là chính hắn. Hứa Thuần Lương nói, Trung Minh Yến có bối cảnh gì sao? Diêm Ái Quốc lắc đầu, không nghe nói, nàng là thạc sĩ, cục chúng ta nhất thành tích cao, đối nàng cùng Tần Ngọc Kiều quan hệ đặc biệt tốt, hai người là khuê mật. Hứa Thuần Lương nói, hai người phong cách hoàn toàn không đáp a. Diêm Ái Quốc cười nói, đầu năm nay mọi thứ đều giảng cứu cái bổ sung, kỳ thật Chuông Cục người này tính cách tương đối hướng nội, tại trong đám bằng hữu vốn là không có mấy cái, nàng nam người thật giống như là Đông Châu sư phạm lớn giáo sư, đường đường chính chính phần tử trí thức gia đình. Hứa Thuần Lương nói, nàng cùng Lão Vương quan hệ thế nào? Diêm Ái Quốc nói, không rõ ràng, giữa lãnh đạo mặt ngoài đều khách khách khí khí, nhưng trên thực tế thế nào ai cũng không biết, bất quá Vương Cục đối nàng cũng không tệ lắm. Có học tập cơ hội trên cơ bản đều để nàng đi.
Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ, lãnh đạo cho ngươi đi họp học tập không có nghĩa là đối ngươi không tệ, ta đây chính là bị họp học tập. Hứa Thuần Lương vốn còn muốn cùng Diêm Ái Quốc nhiều phiếm vài câu, điện thoại di động của hắn vang lên, lại là Gia Gia gọi điện thoại tới, để hắn đi đường sắt cao tốc đứng tiếp đại cô Hứa Gia An. Từ lần trước Hỗ Hải chuyến đi, Hứa Thuần Lương trên cơ bản liền đoán mất cùng đại cô một nhà liên hệ, về sau nghe nói đại cô cùng đại cô phụ hai người chiến tranh lạnh một đoạn thời gian, cao thấp vẫn không thể nào ly hôn, đại cô lần này tới cũng là Gia Gia để nàng tới, lão gia tử ngoài miệng ghét bỏ, nhưng trong lòng vẫn là nhớ thương cái này đại nữ nhi, để nàng đến Đông Châu giải sầu một chút, dưỡng dưỡng tổn thương. Hứa Gia An lần này tới cũng tương đối đột nhiên, sớm cũng không có cùng phụ thân chào hỏi, vẫn là nàng đường sắt cao tốc về sau, con trai của nàng Lương Lập Nam đem xe lần nói cho ông ngoại. Hứa Trường Thiện sau khi biết được lập tức để Hứa Thuần Lương đi đường sắt cao tốc đứng tiếp nàng. Hứa Thuần Lương nhìn đồng hồ, khoảng cách đến trạm đã không xa, hắn lập tức lái xe đi đường sắt cao tốc đứng, vừa tới xuất trạm miệng, liền thấy đại cô từ bên trong đi ra, từ Hỗ Hải từ biệt cũng không có đi qua mấy ngày, nhưng đại cô rõ ràng già nua, tóc hoa râm, trên mặt cũng có không ít tàn nhang. Hứa Gia An xuất trạm thời điểm đều lộ ra thần bất thủ xá, thẳng đến Hứa Thuần Lương bảo nàng đại cô, nàng lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh ngẩng đầu lên, Thuần Lương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hứa Thuần Lương nhìn thấy đại cô bộ dáng tiều tụy cũng cảm thấy có chút không đành lòng, cười nói, đại cô, Gia Gia để cho ta tới đón người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 70.